Hai người này ở trong không gian hạch tâm bị lực lượng bất lão sơn trấn áp khó có thể nhúc nhích, lúc đồng chi quy tắc hiển hiện càng thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó. Nếu không phải Diệp Phàm ra tay đánh bay bất lão sơn, sợ rằng đã thân tử đạo tiêu rồi. Mà sau đó cũng cực kỳ suy yếu, một mực không cách nào lao ra khỏi từ bên trong, thẳng đến sau khi lực lượng khôi phục lúc này mới tìm được một đường sinh cơ lao ra ngoài. Phanh! Đại kiếm của Trần Truyện Cửu trực tiếp chém lên kết giới quanh thân Hắc Liên Tiểu Hoàng, bắn ra ra linh áp cường đại, nhưng lại không cách nào tiến thêm được chút nào nữa. Chuyện gì xảy ra? Đây là kết giới gì? Người bây giờ làm sao có thể còn lực phòng ngự cường đại như thế được? Trần Truyện Cửu trừng lớn mắt, khiếp sợ khó có thể tin, liên tục quát hỏi. Hắc Liên Tiểu Hoàng một tay kết ấn, thi triển ra một mạch tạo hóa quyết. Tinh nguyên thần thụ bốn phía bắt đầu điên cuồng bị hắn hút vào trong cơ thể, tay kia thì thi triển ra kim cương ấn quyết, tản mát ra hào quang màu xanh, kết giới phòng ngự không chỉ không bị một kiếm chém nát, ngược lại càng ngày càng mạnh lên. Đồng tử phòng ấp đột nhiên co lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử thật thông minh, ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp rút ra tinh nguyên thần thụ, bộ phận chuyển cho mình dùng, bộ phận dùng để kết ấn bố trí phòng ngự. Trần Truyện Cửu. Lực lượng của ngươi không thể khôi phục toàn bộ thì không cách nào phá được kết giới kim cương này đâu. Hơn nữa Hắc Liên tựa hồ đối với lĩnh ngộ quy tắc còn chưa đủ, muốn dùng tinh nguyên thần thụ bổ dưỡng, một lần hành động phá tan cánh cửa võ đế lại bổ võ ý, quả nhiên là cách nghĩ tốt. Chỉ có điều, phòng ấp hừ lạnh, liền từ không trung đi xuống, đi đến trước kết giới kim cương, nhe răng cười nói. Chỉ có điều lúc quy tắc cô động, đế khí sinh ra cũng vừa hay thành toàn ta. Hắc Liên Tiểu Hoàng, đa tạ cửu thiên đế khí của ngươi rồi. Trong năm ngón tay hắn bắn ra năm đạo ngũ hành chi quang màu sắc bất đồng, rơi vào trên kết giới kim cương kia, dần cắm năm đầu ngón tay vào trong đó. Đế khí chi quang màu vang nổi lên trên người Hắc Liên Tiểu Hoàng dần thoát thể mà ra, bị phòng ấp hút vào trong trường. Đáng chết! Hắc Liên Tiểu Hoàng tức giận hừ một tiếng, tay trái kết xuất ấn quyết biến hóa thoáng một phát. Cầm chặt năm ngón tay thành quyền, đánh tới thủ chảo kia. Hắn biến đổi ấn quyết, kết giới kim cương lập tức biến mất, phòng ấp lộ ra kinh hãi, cảm giác được một lực lượng trên một quyền kia, quy tắc bốn phía đều ngưng tụ, còn có kim quang lập lòe, hắn hoảng sợ lui ra nói. Đây là kim cương quyền. Lực lượng chung quanh dưới quyền phong kia toàn bộ đều hội tụ đến, quyền phá hư không. Ầm ầm. Phòng ấp tuy rằng lui cực nhanh, nhưng vẫn bị uy lực một quyền kia chấn khiến ngũ tạng lục phủ quay cuồng không thôi, sợ hãi nói. Trần Truyện Cửu, hắn muốn tấn cấp, nếu không áp chế sẽ trễ. Trần Truyện Cửu cũng nhìn ra tình huống không tốt, hét lớn một tiếng giơ kiếm chém tới. Thiên lệ cổ đồng kiếm của hắn cũng là huyền khí, bát giai thi triển ra hổ hổ xanh uy, đại khai đại hợp, cũng đi lộ tuyến vô cùng cương mãnh như kim cương quyền, kiếm khí cùng một chỗ, lập tức liền áp chế đi quyền mang ở chung quanh. Hai người chỉ trong mấy hơi không biết đã ra bao nhiêu chiêu thức, hung hăng đấu với nhau. Phòng ấp ở một bên kinh quát. Lực lượng hắn hiện giờ đã tới giới hạn rồi, nhất định phải áp chế lĩnh vực võ đạo của hắn, đừng cho hắn có thời gian hấp thụ tinh nguyên thần thụ hoặc là tìm hiểu quy tắc, nếu không tùy thời đều có thể đột phá, ngươi sẽ không bao giờ là đối thủ của hắn nữa đâu. Trần Truyện Cửu nghe được kinh hãi không thôi, phòng ấp là tồn tại võ đế, tự nhiên hiểu rõ mấu chốt tiến giai. Nghe vậy càng ra hết tuyệt chiêu, gắt gao ngăn chặn Hắc Liên Tiểu Hoàng, không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào cả. Hắc Liên Tiểu Hoàng cũng kinh sợ không thôi, rõ ràng cảm giác đã sắp đột phá, còn kém một chút, nhưng lại luôn không bắt được trọng điểm, vốn muốn dựa vào tinh nguyên thần thụ cưỡng ép đột phá, nhưng hiện giờ xem ra không thể được rồi. Hai người tuy rằng đều đi lộ tuyến bá đạo vô cùng cương mãnh, nhưng chiêu pháp khác biệt rất lớn. Kiếm thức của Trần Truyện Cửu biến đổi thất thường. Chiêu chiêu đại khai đại hợp, rất có khí thế nhất phái tông sư. Mà Hắc Liên Tiểu Hoàng lại khiến người dở khóc dở cười, đến đi đi chỉ có một chiêu kim cương quyền như vậy, vô luận người biến hóa như thế nào, hắn đều chỉ dùng bất biến ứng vạn biến, một quyền đánh đến đánh đi, trăm dùng không ngại. Phòng ấp lúc trước còn không quá mức để ý, nhưng càng xem càng kinh hãi, hắn phát hiện võ ý trong kim cương quyền của Hắc Liên Tiểu Hoàng vậy mà mạnh hơn xa Trần Truyện Cửu. Thậm chí có lúc lực lượng trong quyền kình ngay cả mình cũng nhìn không thấu, một chiêu không thay đổi, nhưng lại ẩn chứa tất cả biến hóa. Một chiêu phá vạn pháp. Trái tim phong ấp trầm xuống, trong võ đạo, chỉ có cách nói nhất lực hàng thập hội. Nhưng hắn cũng từng nghe nói qua, sau khi võ đạo tiến đến đỉnh phong,
hoặc là lĩnh ngộ đối với võ ý đạt đến cấp độ cực cao, bất luận thi triển ra chiêu thức nào, đều ẩn chứa võ ý chí cao trong đó. Một cái nhăn mày, một nụ cười, một động tác nhỏ, đều tràn đầy quy tắc thiên địa, đến lúc đó, bất kỳ võ kỹ nào trong thiên hạ đều phải ảm đạm thất sắc, không sánh bằng một quyền một trường tùy tâm sử dụng, loại cảnh giới này gọi là một chiêu phá vạn pháp. Hắc Liên Thiểu Hoàng đương nhiên không có khả năng có thực lực nào, nhưng loại tình huống trước mắt lại cực kỳ tương tự với một chiêu phá vạn pháp trong truyền thuyết, khiến trong lòng của hắn vạn phần thấp thỏm không yên. Lại nghĩ đến chỗ sư phó người này cũng là tồn tại cực không đơn giản, trong lòng càng không rõ ràng, âm thầm nhẫn tâm, nhất định phải ngăn chặn người này, chờ bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương mình lại ra tay tiếp. Giờ phút này thần thụ đã lớn trên trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng lấy, thiên địa linh khí phát ra đã nồng đậm đến trình độ khó có thể tin. Thương thế trên người mỗi người đều dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lấy, mà ngay cả Trần Truyện Cửu và Hắc Liên Thiểu Hoàng liều chết chém giết cũng cảm thấy tinh lực dồi dào, sói mòn rất nhanh đã được bổ sung lại đầy đủ. Ở bên cạnh đại thụ trăm trượng, Thái Cực Phong Thiên Ấn của Thương rốt cục cũng hao hết lực lượng, hoàn toàn biến mất không thấy. Hai mắt và hai sừng của Thương đã hoàn toàn khôi phục lại màu xám bình thường, hình thể kịch liệt thu lại, giống như bị rút sạch tất cả lực lượng vậy, trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Không chỉ lực lượng hao tổn không, hơn nữa vì ẹc thần thụ cắm vào đại địa sinh trưởng, tất cả linh khí bắt đầu tiết ra ngoài toàn bộ cũng đã mang đến cho hắn đả kích cực lớn. Thương đại nhân, Dực xông tới, trực tiếp đỡ lấy Thương, nhẹ nhàng trở về trên mặt đất. Thương một phát bắt được cánh tay Dực, tái nhợt nghiêm mặt nói. Nhanh, nhanh cướp đoạt tinh nguyên thần thụ, không cần lo cho ta. Hắn nói xong cũng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng điều tức, bản thân cũng trắng trợn hấp thu lấy linh khí thần thụ. Thời kỳ sau khi yêu hóa rất dài, trong vòng mấy tháng hắn cũng không thể vận dụng nguyên khí được nữa, nhưng giờ phút này chứa đựng nhiều lực lượng một chút cũng có thể khôi phục lại nhanh hơn một phần. Cùng hắn triệt để co quắp ở đó còn có Lê, từ đằng xa lung la lung lay đi tới, ngồi ở bên cạnh Thương, cũng bắt đầu điều tức. Dực hô lên với Vũ và Phù ở cách đó không xa. Các ngươi bảo hộ Thương đại nhân, còn có Lê, ta đi đoạt tinh hoa thần thụ kia. Hắn mở ra cánh như cánh rơi, thân thể linh xảo chớp động vài cái, đã xông lên cao mấy trăm trượng, chỉ sáo kiếm liên tục bổ tới trên không trung, chém nát đại thụ vẫn đang liên tục vươn lên, năm ngón tay trực tiếp cắm vào trong cành cây, xinh xinh xé rách. Tinh nguyên thần thụ đã theo kinh mạch đại thụ lan khắp mọi nơi, theo không ngừng sinh trưởng cũng khuếch tán thập phần mỏng manh. Dực cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có bẻ xuống từ khối lớn đại thụ, sau đó thu vào nhẫn chữ vật, đợi sau này lại để luyện ra lại. Tiểu Thanh sau khi bị Thái Cực Phong Thiên Ấn phong bế, nguyên khí trong cơ thể vẫn ở trạng thái cứng lại, hắn xanh mặt dẫm trên một nhánh cây cực lớn, lạnh như băng nhìn tất cả, nhanh chóng khôi phục lại lực lượng trong cơ thể mình. Vũ, người cũng đi thu thần thụ, ở đây giao cho ta là được. Phù hai tay nắm chặt cự phủ, kiêng kỵ nhìn thoáng qua phong ấp ở xa xa, trầm giọng nói. Tinh nguyên thần thụ đối với chúng ta mà nói rất quan trọng, có thể lấy nhiều một phần cũng tốt hơn một phần. Vũ cũng không sĩ diện cãi láo, vừa khôi phục không ít thực lực, cũng lao lên không trung, bắt đầu dùng vĩ quang kiếm chém ra đại thụ, đại lượng cướp lấy. Còn có đường kiếp, tuy rằng bị mất chu tước đao, nhưng dưới linh khí nơi này không chỉ có khôi phục toàn bộ thương thế, hơn nữa tựa hồ cũng tiến bộ hơn một chút. Hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống phụ cận Thương, thừa cơ trùng kích cánh cửa võ tôn. Nếu có thể phá tan đại cảnh giới này, vậy thì tổn thất chuyến đi yêu nguyên lần này coi như cũng được bổ về lại. Tuy rằng mất đi chu tước đao trở về tất nhiên khó tránh khỏi bị phạt nặng, nhưng Thương hội tứ cực có rất nhiều tiền, hắn càng thêm coi trọng tu vị hơn. Có thứ tốt sao có thể thiếu đi phần của ta? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên trên không trung, đúng là Lý Vân Tiêu chạy tới, chứng kiến tinh nguyên thần thụ cũng vui mừng quá đỗi, hắn học theo bộ dạng Vũ, lấy ra một thanh binh khí chém tới đại thụ. Phanh! Thanh huyền khí lục giai trong tay bị hào quang trên thần thụ đụng vào liền lập tức đứt gãy. Cái này! Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, nhìn Vũ và Dực dễ dàng bổ ra đại thụ bỏ vào trong túi, không thể tưởng được thần thụ này lại cứng rắn như thế. Hừ! Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn, giễu cợt nói. Chỉ huyền khí lục giai cũng muốn chém ra hạch tâm bản thế của ta, không biết tự lượng sức mình. Lý Vân Tiêu híp mắt, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên chào phúng ngược lại. Bản thể cũng bị người đoạt mất,
còn có mặt mũi ở đây mỉa mai ta. Các hạ thật sự là hảo tâm thái a, bội phục bội phục. Ngươi, Tiểu Thanh cảm thấy cực kỳ buồn bực, thiếu chút nữa đã phát tác, sắc mặt xanh lét phát tím, hừ mạnh một tiếng liền quay đầu đi, không hề để ý đến hắn nữa. Hiện giờ bản thể xuất hiện, hơn nữa bị phá hư thành ra như vậy, đã không thể giữ được rồi. Trên đời không có tồn tại vĩnh hằng bất diệt, mặc dù như hắn, đã sống qua vô số tuế nguyệt, vào thời khắc này nhìn thấy bản thân dần dần bị người lấy đi, những bộ vị thân thể quen thuộc kia, cũng thoáng cái trở nên có chút giật mình, tâm vốn cực kỳ không nỡ cũng dần dần bình phục lại. Lý Vân Tiêu, ngươi làm gì? Đột nhiên tiếng gầm gừ của Vũ truyền đến, chỉ thấy Lý Vân Tiêu cầm lấy khối lớn thần mộc thu nhập vào trong nhẫn của mình, hắn sau khi phát hiện mình căn bản không chém được thần thụ, liền nổi lên chủ ý cướp đoạt, trực tiếp ăn cắp thành quả lao động của Vũ. Đi chết đi, kiếm thập nhất. Vũ tức giận đâm một kiếm tới chỗ Lý Vân Tiêu. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, giẫm trên thần thụ không ngừng tránh đi. Trong tay hắn không có huyền khí cửu giai loại sắc bén, không đoạt thì căn bản không có biện pháp, nếu không dùng tình huống hắn hiện giờ, căn bản sẽ không đi chủ động trêu chọc Vũ làm gì. Vũ đuổi theo Lý Vân Tiêu giết đã hơn nửa ngày, căn bản không làm nên chuyện gì, bản thể thần thụ bị hắn chém vỡ mảng lớn, tránh hợp tâm ý Lý Vân Tiêu. Hắn tuy rằng không muốn trêu chọc Vũ, nhưng chọc cũng không sợ, huống chi quan hệ đến tinh nguyên thần thụ, bất luận là đối với giới thần bi hay là đối với việc tu luyện của bản thân đều có trợ giúp cực lớn. Vũ sau khi truy sát một lúc, trong đôi mắt lửa giận ngập trời, trong nội tâm đại hận. Lần này chuyến đi yêu nguyên người yêu tộc bọn hắn tổn thất thảm trọng, không chỉ yêu qua chết trận, hồn thiên nghi hư hao, hơn nữa mỗi người đều trọng thương nơi thân. Hiện giờ thật vất vả có chút ngon ngọt, cũng là do đoàn người mình dùng mạng liều lấy, lại gặp phải Lý Vân Tiêu gây sự. Nếu không phải tình huống hiện giờ giết hắn quả thực khó khăn thì dù có liều không cần đến tinh nguyên thần thụ cũng muốn chém giết hắn cho thống khoái. Vũ tiên sinh, biết ngươi lâu như vậy, lần đầu ngươi giúp ta nhiều vậy đấy, cảm ơn. Lý Vân Tiêu xa xa chắp tay nói cảm ơn, cười lớn dùng quyền kình đánh tới các nhánh cây bị chém, nhánh cây bị chém ra vết rách dưới một quyền của hắn liền nhao nhao dạn nứt xuống, rất nhanh đã thu được mảng lớn thần mộc, khiến hắn cực kỳ cao hứng. Vũ tiên sinh hận đến ngứa răng, cũng không quản đến hắn nữa, bản thân cũng mau chóng thu lấy. Theo thần thụ không ngừng phát triển, tinh nguyên cũng khuếch tán càng nhanh, tinh nguyên ẩn chứa trong mỗi bộ phận thần mộc càng ngày càng ít. Lý Vân Tiêu sau khi thu lấy toàn bộ nhánh cây lại buồn rầu, hắn không chém được thần mộc mới. Mà Vũ cũng đã sớm đề phòng, muốn đánh lén hoặc ăn cướp đã không thể nào nữa. Lý Vân Tiêu sau khi khổ tư một lát đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Trong tay lóe lên hào quang, sơn hà đỉnh màu tím liền hiển hiện trong tay. Phương tử đỉnh này lần đầu hắn sử dụng là lúc giao thủ với Vũ, bị Vũ đuổi giết mới vạn bất đắc dĩ ném ra ngoài, kết quả lại hút toàn bộ kiếm quang của Vũ vào trong. Thứ này dường như có thể trực tiếp hấp thu công kích, như vậy tinh nguyên thuần túy này nói không chừng cũng có thể hút vào, không bằng thử xem. Lý Vân Tiêu ôm lòng nếm thử, đánh ra mấy cái pháp quyết giống như lần đầu sử dụng, tế lên đại đỉnh. Thần dịch lực vừa mới khôi phục một chút đã lần nữa bị rút sạch không còn. Sơn Hà đỉnh bị bí quyết ấn đánh ra tiếng chấn vang, từ trong tay Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, vòng quanh không ngừng xoay tròn ở cao thấp thần thụ, sau đó trên thân đỉnh tán ra nhân uân tử khí, hóa thành cửu thải chi sắc, tản mát ra ngoài. Cửu thải chi quang kia vô cùng có linh tính, chiếu xạ lên thân thần thụ, tựa hồ xuyên thấu qua, từ bên trong hào quang truyền đến tiếng ồ ồ. Một mảnh cành lá cây bị chiếu rọi kia dần tràn ra nguyên một đám ánh sáng màu xanh, không ngừng từ trong thân cây tràn ra, bay vào trong sơn hà đỉnh. Ban đầu tốc độ tách ra còn thập phần chậm chạp, tựa hồ như cảm thấy hợp khẩu vị vậy, cửu sắc quang mang không ngừng đại thịnh, sau đó như mọc thành phiến bong bóng không ngừng tuôn ra, nhanh chóng bị hấp thu vào. Lần này sơn hà đỉnh hấp thu, lập tức hội tụ đại lượng tinh nguyên thần thụ đến phụ cận tử đỉnh, đại thụ vào thời khắc này sinh trưởng thập phần chậm chạp. Quả nhiên có thể. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, sơn hà đỉnh đồng thời khi hấp thu tinh nguyên thần thụ, trên thân đỉnh còn có đại lượng các loại chữ khắc thoáng hiện, trên từng chữ đều có quy tắc ngưng tụ, mang đến cho người cảm giác thập phần cường đại, so với bất luận khi nào đều lộ ra có linh tính hơn rất nhiều. Còn em ngươi, có ăn ngon thì sống lại, bình thường lại cứ giả chết. Lý Vân Tiêu miệng mắng vài câu, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vui thích đứng ở một bên nhìn xem. Đột nhiên một đạo sát khí lạnh như băng phá không tới,
không khí phát ra tiếng rít chói tai. Vũ đầy vẻ giận dữ quét ngang ra một kiếm, cả giận nói. Thì ra là ngươi đang làm trò quỷ. Trong toàn bộ thần thụ, tinh nguyên sói mòn cực lớn, lập tức mau ngừng đại đỉnh này lại cho ta. Dưới kiếm quang, sắc mặt Lý Vân Tiêu bị chiếu rọi chớp động hàn quang, kiếm mang kia hắn vốn có thể né tránh, nhưng nếu hắn tránh đi thì trạng thái của Sơn Hà đỉnh tất nhiên sẽ bị đối phương phá hoại. Mắt thấy đại lượng tinh nguyên thần thụ bị mình cướp lấy, ngừng một giây đồng hồ cũng là một tổn thất lớn. Trong lòng của hắn quét ngang, trực tiếp đánh ra hoàng chiêu chung, ngạnh kháng Hạo Thiên kiếm quyết của Vũ. Đang, gờ. Kiếm quang chém lên thân chuông, chuông lớn rung động lắc lư một thoáng liền phản chấn về. Mà sóng âm do hai kiện huyền khí chạm vào nhau lan ra, hóa thành từng đạo công kích lăng lệ ác liệt xông tới Vũ. Cơ bắp toàn thân Lý Vân Tiên nổi lên, vận chuyển bá thể đến đỉnh phong, đánh ram một trường, đỡ được lực phản chấn từ thân chung. Sau đó trong tay kết ấn, giơ hoàng chiêu chung lên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn. Chính hắn lại bắt đầu dung hợp linh hồn yêu long, thân thể bắt đầu sinh ra long lân, trở nên yêu dị. Lý Vân Tiêu thoáng cái liền điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Hắn tự nhận không phải đối thủ của Vũ, nhưng chỉ cần kiên trì thêm vài hơi, Sơn Hà đỉnh hấp thụ nhiều thêm chút tinh nguyên, vậy thì chỗ tốt đạt được cũng khó mà đánh giá. Vũ, ta đến giúp ngươi, trước hết giết tiểu tử này đã. Không trung lóe lên hào quang, thân ảnh rực cũng bỗng nhiên hiển hiện, thập chỉ kiếm chém ra không gian rậm rạp chằng chịt bao phủ xuống, muốn cắt đứt Lý Vân Tiêu thành từng mảnh. Lý Vân Tiêu khẽ biến sắc, mà Thiên Khải vẫn còn ở trên người Diệp Phàm, chí cường bá thể của hắn cũng không dám ngạnh kháng loại công kích này, vội vàng đánh pháp quyết vào trong hoàng chiêu chung, khiến hình thể nó biến lớn mấy lần trực tiếp bay lên cao chụp sóng, bảo hộ hắn vào trong. Đùng đùng, thân chung bị vô trảm kích đánh vào phát ra từng tiếng ầm vang, Lý Vân Tiêu ở trong cổ chung càng bị âm thanh kích thích, cảm thấy hai lỗ tai như muốn nổ bung ra, vội vàng dùng thần thức chặt đứt thính giác. Nơi này ta đủ ứng phó rồi, người vẫn nên nhanh chóng tận lực đi cướp lấy thần thụ đi. Vũ quát lui rực, một tay ngắt lấy pháp ấn cổ quái, một đạo tinh thần lực rất mạnh từ trên người bắn ra ập tới Sơn Hà đỉnh kia. Đỉnh kia chính là cấp bậc thánh khí, hắn không dám tùy tiện công kích, đành phải dùng tinh thần lực ngăn chặn sự vận chuyển của nó. Lần này quả nhiên hữu hiệu, cửu thải hào quang rơi sự can thiệp từ tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Như vậy cũng được. Vũ vui mừng quá đỗi, thì thào lẩm bẩm. Xem ra khống chế của tiểu tử kia đối với thánh khí này thập phần yếu ớt, ta thử xem có thể thu được nó không. Trong lòng của hắn hiện lên ý niệm khiến chính hắn cũng không tưởng nổi này, liên tục đánh ra mấy đạo bí pháp quyết ấn yêu tộc, đánh vào trên Sơn Hà đỉnh tựa hồ cũng không cự tuyệt, cũng không có bất kỳ hiện tượng chống lại nào cả, cái này càng khiến Vũ Hân vui mừng không thôi, đẩy nhanh thêm việc thi pháp. Lý Vân Tiêu ở trong hoàng chiêu chung đột nhiên cả kinh, cảm giác được đạo thần niệm liên hệ giữa mình và Sơn Hà đỉnh bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép chặt đứt. Hắn đột nhiên biến sắc, lập tức thu hoàng chiêu chung xuất hiện ở bên ngoài, kinh hãi chạy vội về phía Sơn Hà đỉnh. Muốn lấy tử đỉnh của ta, ai cho phép ngươi làm vậy hả? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đạo liên hệ kia ngày càng yếu đi, dưới cơn hoảng hốt cũng bất chấp hấp thu tinh nguyên thần thụ nữa, nếu mất đi Sơn Hà đỉnh thì quả thật gặp quỷ rồi. Hắn đột nhiên hai tay kết xuất minh vương ấn, ba khoa đầu văn kim sắc hiển hiện ở bốn phía ấn quyết, hung hăng vỗ xuống tử đỉnh. Ầm ầm, tử đỉnh bị ấn quyết kia chấn xuống, lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, bốn phía huyễn hóa ra một mảnh không gian lưu ly, tinh thần Vũ điều khiển tất cả lập tức liền bị cắt đứt. Lý Vân Tiêu trong nội tâm nhẹ thở ra, trong mắt tuôn ra một mảnh sát ý, hai tay không ngừng đánh lên đại đỉnh, thôi động đỉnh thân áp tới phía Vũ. Không gian lưu ly kia cũng đột nhiên biến lớn, bắt đầu đè ép tất cả bốn phía. Vũ biến sắc, ngay khi tinh thần lực bị chặt đứt, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, giờ phút này thấy thế giới lưu ly kia nghiền áp tới mình, hoảng sợ vội vàng tản tinh thần lực ra, lập tức thuấn di đi. Thế giới lưu ly kia chính là tồn tại có thể chống lại hải dương màu vàng của Nặc Á Chi Chu, hắn cũng không có can đảm dám đi chống lại. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Lý Vân Tiêu xanh mặt. Thôi động thế giới lưu ly đuổi theo Vũ. Thần thụ đã cao tới ngàn trượng, rộng cũng không biết mấy phần, Lý Vân Tiêu thôi động Sơn Hà đỉnh tốc độ có hạn, hơn nữa sau mấy hơi đã cảm thấy hồn lực hao phí không còn, đã không thể duy trì được nữa, mà Vũ tiên sinh cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Giờ phút này trên người Tiểu Thanh đột nhiên lóe lên lôi điện,
nguyên khí bị phong ấn trong cơ thể rốt cục hoàn toàn cởi bỏ, ánh mắt của hắn lóe lên vẻ ngoan lệ, xuyên qua tầng tầng cành lá rậm rạp, dừng lại trên người thương, thần tình trên mặt biến hóa bất định. Thương tựa hồ có cảm giác, ngẩng đầu lên đôi mặt, cười khổ một tiếng, nói. Ta cuối cùng đã thất bại, vài vạn năm trước, cũng giống như hiện giờ, ta cứ như vậy ngồi tu luyện dưới thân thể ngươi, một ngày qua ngày. Không thể tưởng được vài vạn năm sau, vậy mà cũng là quang cảnh này. Đồng tử Tiểu Thanh bỗng nhiên mở lớn, hiện lên vẻ không biết giải quyết thế nào. Nội tâm của hắn bị những lời này của Thương xúc động rồi, kỳ thật sau khi hóa hình ra, liên hệ giữa hắn và bản thể cũng dần yếu đi, hắn đã không phải là vạn cổ trường thanh thụ nữa rồi, hắn chỉ là Tiểu Thanh có được tất cả trí nhớ của vạn cổ trường thanh thụ, trong đầu hiện lên từng tràng cảnh, trong vô số năm tháng nơi này, hắn đã thấy qua biết bao nhiêu thương hải tang điền, cuối cùng mới đạt được tánh mạng hoàn toàn mới. Thắng thì đã sao, bại thì đã sao? Tiểu Thanh đột nhiên nói ra một câu không hiểu thấu như vậy, nhìn bản thể thần thụ hoàng tàn khắp nơi, trên mặt lộ vẻ cô đơn vô biên, giống như thoáng cái đã không còn hứng thú với điều gì nữa, không còn còn nửa phần muốn giết chóc nữa. Nhân sinh như vụ cũng như mộng, duyên sinh duyên diệt còn tự tại. Ta về sau rốt cuộc không cần bị bản thể ước chế nữa, thiên hạ này to lớn, mặc ta bay lượn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn một mảnh rộng mở trong sáng, tất cả lo lắng đều bị quét sạch, trước mắt lộ vẻ tinh không vạn lý. Một loại cảm giác kỳ dị biến hóa trên người hắn, màu xanh nhạt trên người dần dần trở nên thâm trầm, một loại quy tắc chỉ ý bắt đầu khởi động trong người, giống như đã nhận được lực lượng lớn lao nào đó. Trên mặt Thương khẽ đổi, cười nói. Chúc mừng Tiểu Thanh, người đã bước chân vào đại môn cuối cùng của võ đạo rồi. Đế cảnh sao? Tiểu Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn thân thể của mình, từng đạo lực lượng quy tắc lưu động trong người, mà trên lực lượng lôi điện cũng bắt đầu dần hiện ra cửu thiên đế khí màu vàng. Hắn vốn biến hóa thân thể, là tồn tại giống như linh hồn vậy, có năng lượng tinh khiết nhất, câu thông với thiên địa dễ dàng hơn so với nhân loại hoặc là yêu tộc rất nhiều, lúc tiến giai đế cảnh cũng khác với mọi người. Hắn chỉ cảm giác hình thể mình so với trước kia chân thật hơn nhiều, hơn nữa loại lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ. Tựa hồ giơ tay nhấc chân liền có thể câu thông thiên địa, thi triển ra uy năng vô hạn. Thương cười có chút khó coi và miễn cưỡng, nhưng trong đó cũng toát ra chân tình thích ý, nói. Mỗi người đều có võ đạo của mình, chỉ cần tìm được con đường thuộc về mình liền có thể đi thông đạo đại môn cuối cùng kia. Hắn nao nao, nhìn qua Hắc Liên Thiểu Hoàng ở xa vẫn còn đang đau khổ tranh đấu, lắc đầu nói. Hắn chậm chạp không thể tiến vào đại môn của mình. Cho nên vẫn kém một chút như vậy, thành bại khó liệu. Tiểu Thanh, chúc mừng ngươi rốt cục tiến giai cửu thiên cảnh rồi. Một thanh âm nặng nề truyền đến, thân thể thử hoàng hiện ra nói. Hy vọng ngươi giúp ta cứu ra ngũ đại thử vương. Từ khi trốn ra khỏi không gian phong ấn, thử hoàng liền một mực tiềm phục trong thần thụ, một bên khôi phục lực lượng của mình một bên nhìn chằm chằm vào hành động của phong ấp, chuẩn bị có động tác, giờ phút này thấy Tiểu Thanh ngoài ý muốn đột phá. Lập tức trực tiếp hiện thân khẩn cầu. Tiểu Thanh cũng bị việc mình đột nhiên tiến giai dọa cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói. Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi cứu ra thử vương. Chỉ có điều bản thế ta hư hao, rốt cuộc không cách nào cung cấp đầy đủ linh khí cho tử tôn ngươi hấp thu được nữa. Sau này ở trên yêu nguyên cuộc sống của ngươi sợ rằng không được thoải mái như vậy nữa rồi. Thử Hoàng đại hỉ, nói. Đa tạ. Chuyện sau này tự ta sẽ nghĩ cách. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, nói. Bất quá trước khi giúp ngươi, ta còn phải làm xong một chuyện đã. Hai chân hắn nhẹ nhàng rời khỏi nhánh cây, lơ lửng trên trời áo, trong tay khắp mấy đạo bí quyết ấn, bắt đầu biểu hiện ra một bộ thủ pháp tinh diệu, không ngừng đánh vào trong bản thể thần thụ, trong miệng cũng mặc niệm lấy gì đó. Bản thể thần thụ dưới sự ảnh hưởng của hắn, tựa hồ đã thiêu đốt toàn bộ tánh mạng tinh nguyên. Trong giây lát bộc phát ra lực lượng cường đại, phi tốc sinh trưởng, toàn bộ bầu trời lập tức bị cổ lực lượng cường đại kia trực tiếp xuyên phá một lỗ thủng lớn, bầu trời vốn vô cùng nắng ráo sáng sủa lập tức liền bị một mảnh hắc ám buông xuống, ngân hà lưu chuyển, sao lốm đốm đầy trời. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, đột nhiên nhìn lên bầu trời, đột nhiên phát hiện mình vậy mà lại cách thiên mạc gần như thế, giống như ngôi sao trăng sáng ở gần ngay bên người vậy. Vũ và Dực đều đình chỉ cướp lấy thần mộc. Rất nhanh đáp xuống bên cạnh Thương, cùng khiếp sợ nhìn lên trời. Thương thì thào lẩm bẩm. Đây cũng là thông đạo đi thông thái cổ chi địa sao?
Nghe đồn vạn cổ trường thanh thụ chính là chỗ cách ngôi sao gần nhất, quả nhiên không sai. Chỉ là mở ra tinh không chi lộ. Đúng vậy, mở ra tinh không chi lộ cần hao phí đại lượng tinh nguyên của ta. Trong vô số năm tháng, tổng cộng chỉ mở ra 11 lần, mỗi lần đều bị cường giả tuyệt đại cưỡng ép mở ra. Chỉ có lần này là ta tự mình mở ra, bởi vì ta thiếu nợ hắn một mạng. Ánh mắt Tiểu Thanh nhìn qua, rơi vào trên người Lý Vân Tiêu ở bên dưới, cao giọng nói. Lý Vân Tiêu, nhân tình ta thiếu nợ ngươi giờ trả lại cho ngươi. Đầu tinh không chi lộ này ta đã mở ra cho ngươi, tranh thủ thời gian lên đi, ta sợ rằng không cầm cự được lâu đâu. Mà Lý Vân Tiêu ở bên dưới lại ngoảnh mặt làm ngơ, không chỉ không hề để tâm tới Tiểu Thanh, mà dường như ngay cả sắc trời biến thành màu đen hắn cũng hoàn toàn không phát giác ra vậy. Thân thể Lý Vân Tiêu hơi có chút run rẩy, bởi vì hắn rốt cục thấy được một thân ảnh quen thuộc. Hắc Liên Thiểu Hoàng dưới sự áp chế của Trần Truyện Cửu đã đánh ra vô số quyền, mặc dù không có bất luận thời gian điều tức và suy nghĩ nào, nhưng lại cảm giác như trên quyền phong kia tựa hồ đã lĩnh ngộ ra gì đó. Mỗi một quyền đều càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng có lực, lực lượng toàn thân giống như không ngừng tăng lên vậy. Dưới mấy quyền kình, liền trực tiếp chấn bay Trần Truyện Cửu, bốn phía bắt đầu hiện ra ý cảnh võ đạo, dĩ nhiên lại muốn trực tiếp đột phá. Không tốt! Hai đạo thanh âm đồng thời sợ hãi kêu lên, ngoại trừ Trần Truyện Cửu ra, còn một người chính là Phong Ấp. Hắn cũng bất chấp mọi thứ rồi, ngũ hành ngự thú hoàn trực tiếp bay ra, ép tới trên người Hắc Liên Thiểu Hoàng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, dưới loại tình huống này đối phương còn có thể đột phá áp lực, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới tấn cấp võ đế. Oanh! Ngũ hành ngự thú hoàn đánh lên một đạo quang mang ở quanh thân Hắc Liên Thiểu Hoàng, bị ngăn trở không cách nào đè xuống được nữa. Bản thân Hắc Liên Thiểu Hoàng cũng ngạc nhiên đại hỉ, cuồng hỉ nhìn cổ lực lượng quanh thân mình, đúng là cửu thiên ý cảnh, ẩn chứa quy tắc thiên địa và lực lượng cửu thiên đế khí đang chậm rãi ngưng tụ, không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn. Mau ra tay, nếu ý cảnh dung hợp xong thì hắn liền trực tiếp đột phá võ đế, chúng ta đều phải xong đời rồi. Phong Ấp hoảng hốt quát, khiến Trần Truyện Cửu đang ngây người ở một bên giật mình tỉnh lại, cũng vội vung đại kiếm, dốc sức liều mạng chém xuống. Hai đạo lực lượng vô cùng bá đạo không ngừng đánh vào kết giới do cửu thiên ý cảnh ngưng tụ, Hắc Liên Thiểu Hoàng ở bên trong nhướng mày, tuy rằng kết giới đang không ngừng run rẩy, nhưng tựa hồ còn có thể chịu đựng, hơn nữa cửu thiên ý cảnh không ngừng nhảy tràn vào trong thân thể khiến võ ý của hắn bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đây, thật muốn đột phá sao? Trần Truyện Cửu lộ ra cực độ oán độc, mình hao hết khổ tâm, một đường đuổi giết hắn, dưới tình huống này vậy mà hắn vẫn có thể đột phá. Mà mình đau khổ kẹt ở võ tôn đỉnh phong nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không có bất kỳ lĩnh ngộ nào cả. Loại chênh lệch này khiến hắn cực kỳ ghen ghét, thân thể như muốn bốc cháy lên vậy. Phá! Đột nhiên một đạo thanh âm nhỏ không thể nghe thấy truyền đến, ba người trong lòng đều chấn động, hoảng sợ dương mắt, nhưng là ba loại tâm tình hoàn toàn bất đồng. Không biết từ đâu bỗng vào tới một cổ lực lượng cực lớn, giống như một cọng rơm cuối cùng phá vỡ mất cân đối vậy. Nhẹ nhàng đánh lên kết giới do cửu thiên ý cảnh tự động bố trí ra, chỉ nghe thấy két chi một tiếng, đạo kết giới kia vậy mà nứt toác ra. Cái này, đồng tử Hắc Liên Thiểu Hoàng đột nhiên co lại, trái tim mãnh liệt run rẩy một cái, ngay khi kết giới kia văng tung tóe hắn liền cảm giác được cửu thiên võ ý trong cơ thể đang bắt đầu sói mòn. Hơn nữa sói mòn cũng không chỉ là võ ý, mà còn mang đi lực lượng và tinh nguyên nữa. Mà ngay cả thân thể, theo ý cảnh biến mất cũng theo đó dần tan vỡ ra. Con em người đấy, không phải trùng kích võ đế sao, sao lại rước lấy nhiều cừu hận như vậy chứ? Hắn tự giễu cười khổ một tiếng, cửu thiên cảnh chính là đạo cửa khẩu cuối cùng của võ đạo, thành là đế, thua làm giặc. Bại, không chỉ lui về võ tôn đỉnh phong, mà nghiêm trọng còn có thể thân tử đạo tiêu. Mà vào lúc này, Trần Truyện Cửu và Phong Ấp là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Tương tự, nếu hắn tiến giai thành công, cũng sẽ không bỏ qua cho hai người này. Nhưng hiện giờ, tất cả cửu thiên ý cảnh ngưng tụ đang bắt đầu tan vỡ ra, vỡ vụn từng khúc, bay vào trong hư không vô tận. Trên mặt Hắc Liên Thiểu Hoàng lộ ra vẻ cô đơn, ngẩng đầu nhìn mãi mãi con đường võ đạo không chừng mực, trong đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt và thống khổ. Ta cuối cùng cũng bị kẹt ở môn hạm này. Hắn cười khổ một tiếng, thở dài nói khẽ. Sư phó, chư vị sư huynh đệ. Ta đi trước. Thân thể hắn vào thời khắc này theo võ ý bắt đầu tiêu tán.
ánh mắt của hắn cũng dần tan rã, trong hoảng hốt, đôi mắt có chút trở nên mê ly, một thân ảnh màu trắng từ trên không trung đáp xuống, khiến hắn hơi sững sờ, thân ảnh này lại trùng hợp cùng một chỗ với thân ảnh to lớn cao ngạo trong trí nhớ của hắn. Vào thời khắc này hắn đột nhiên trở nên thập phần yên lặng, như suy nghĩ tới 50 năm trước, trong rừng mai dưới đỉnh Lăng Tiêu kia. Hoa mai lộng lẫy, một gã thiếu niên thanh y 11-12 tuổi đạp trong tuyết lần lượt diễn luyện lấy kim cương quyền trụ cột nhất kia. Thiếu niên kia mỗi khi đánh ra một quyền đều có một đóa hoa mai theo đó rơi xuống, dưới quyền ý của hắn nở rộ tàn lụi, hóa thành từng chút bùn tuyết hồng nhát. 998 quyền. 999 quyền. 1000 quyền. Hô! Thiếu niên kia thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, trực tiếp nằm trên mặt tuyết. Kỳ quái chính là hắn khẽ đảo qua, bùn tuyết màu trắng bốn phía lập tức hòa tan ra, phạm vi hơn 10 mét đều trở nên một mảnh khô ráo. Sư phó, ngươi chừng nào mới dạy ta chiêu võ kỹ thứ hai thế? Bên người thiếu niên không biết khi nào nhiều hơn hai đạo thân ảnh, hắn cao hứng xông lên, chạy đến trước mặt nam tử trung niên kia, cầu khẩn nói. Hừ, chỉ với tư chất ngu đần như ngươi, đời này có thể học được kim cương quyền cũng nên thấy đủ rồi. Một vị thiếu niên hơi lớn hơn ở bên cạnh trung niên kia lộ ra vẻ châm chọc, hừ lạnh nói. Luyện 3 năm rồi, võ tông cũng không đạt tới. Sư phó nào có thời gian rảnh dạy dỗ loại phế vật như ngươi chứ? Thiếu niên giận tím mặt, giơ nắm đấm lên vọt tới, quát. Quân Như Vân, ta muốn quyết đấu với ngươi. Quân Như Vân khinh miệt cười nói. Quyết đấu, chỉ bằng ngươi, lúc nào có thể tiếp được một chiêu của ta lại đi nói chuyện quyết đấu. Ha ha, ngươi vẫn nên lưu chút thời gian đi luyện kim cương quyền cực kỳ có tiền đồ kia của ngươi đi, ha ha. Thiếu niên phẫn nộ xông tới, lại bị nam tử trung niên nhẹ nhàng ngăn lại, cười nói. Quân Như Vân nói không sai, ngươi đời này có thể học được kim cương quyền, cũng nên thấy đủ rồi. Thiếu niên vẻ mặt hôi bại, chán nản nói. Ngay cả sư phó cũng nói như vậy, xem ra ta thật sự tư chất quá kém. Sư phó, ta thật sự có thiên phú luyện võ sao? Trung niên nam tử cúi người xuống, duỗi ra bàn tay to lớn vỗ nhẹ tóc thiếu niên, khẽ cười nói. Ngươi có thích tập võ không? Thích không? Thiếu niên mở to hai mắt, cực kỳ thanh tịnh, thì thào lẩm bẩm. Tuy rằng mỗi ngày luyện như vậy, ngày qua ngày, năm nối năm, rất buồn tẻ rất mệt a. Nhưng ta thật sự rất thích loại cảm giác tràn ngập lực lượng này. Mỗi một lần ra quyền, ta đều cảm giác phương thế giới này là thuộc về ta, dưới quyền kình của ta, ta chúa tể tất cả. Sư phó, van cầu ngươi dẫn ta đi tới đỉnh cao võ đạo vô hạn kia đi. Thiếu niên quỳ xuống, hai hàng thanh lệ rơi vào trong bùn tuyết, kết thành băng châu. Ngừng! Quân Như Vân lộ ra thần sắc khinh thường, uốn éo đi qua một bên. Nam tử trung niên nhẹ khẽ cười nói. Thiểu Hoàng, ta không biết ngươi có thiên phú luyện võ hay không. Nhưng ta biết rõ ngươi có thiên phú mà những người khác không có, đó chính là nghị lực tiến về phía trước, dũng khí không hề buông bỏ, cùng một trái tim thuộc về cường giả chân chính. Thiếu niên đã ngừng nước mắt, mở to hai mắt nói. Thật vậy chăng, vậy sư phó lúc nào mới có thể dạy ta chiêu thứ hai? Trong mắt nam tử trung niên xẹt qua một tia tinh mang. Cười ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời trời trong xanh vô tận, lạnh nhạt nói. Nhĩ Tào thần giữ danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu. Suy nghĩ Hắc Liên Thiểu Hoàng thoáng cái hồi phục lại, trong mắt của hắn thân ảnh màu trắng kia lăng không mà xuống, dần trở nên rõ ràng trước mắt hắn, thì ra chỉ là một thiếu niên áo trắng 16-17 tuổi. Hắn lộ ra vẻ thất vọng, nhưng trong mắt lại hiện lên kinh ngạc, không biết vì sao. Thiếu niên này lại trọng điệp một chỗ với thân ảnh to lớn cao ngạo kia, mọi cử động đều quen thuộc như vậy. Thiếu niên kia đúng là Lý Vân Tiêu, hắn đáp xuống, vừa hay nhìn thấy một màn cửu thiên ý cảnh sụp đổ tiêu tán, dừng ở vẻ cô đơn trên mặt Hắc Liên Thiểu Hoàng, nhẹ giọng thở dài. Nhĩ Tào thần giữ danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu. Hắc Liên Thiểu Hoàng toàn thân chấn động, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, giống như có dòng điện chạy qua. Tựa như một đạo tia chớp lôi đình đánh xuống, bên trong linh thức tâm niệm thay đổi cực nhanh, thời gian chỉ nháy mắt như dường như đã qua cả vạn năm. Hắn nở nụ cười, hai hàng thanh lệ chảy khỏi hốc mắt, chảy dài trên hai má, thì thào nức nở nói. Ta hiểu được, thì ra cơ hội này sư phó vào 50 năm trước đã nói cho ta biết rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to,
thân thể tan vỡ vào thời khắc này đột nhiên ngừng lại, cửu thiên ý cảnh tán loạn bốn phía tựa hồ đã bị một cổ lực lượng dẫn dắt, điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể hắn, không chỉ có chữa trị lấy thân thể, còn mang đến lực lượng vô cùng. Hắn đứng mạnh khỏi mặt đất, tay phải giơ lên trời, điểm xuống dưới, nói. Thiên chi quy tắc tinh quang. Tay trái thì chỉ vào đại địa, quát. Địa chi quy tắc mạch động. Hai đạo quy tắc chi lực bỗng nhiên hiển hiện, bốn phương gió nổi mây phun, bắt đầu cô đọng lại thân thể đã vụn vỡ của hắn. Cái gì? Phong ấp và Trần Truyện Cửu chấn động, bị cổ uy thế thiên địa kia đẩy lui, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Cửu thiên ý cảnh rõ ràng đã sụp đổ, làm sao có thể lần nữa ngưng tụ lại được. Nhưng hai người không có thời gian suy nghĩ những thứ này, cửu thiên đế khí và quy tắc thiên địa phát ra từ trên người Hắc Liên Tiểu Hoàng đã khiến bọn hắn lạnh cả người rồi, trong lúc hoảng hốt liền vội vàng bỏ chạy đi. Phong ấp nếu ở trạng thái đỉnh phong còn có thể không sợ, nhưng giờ phút này không chỉ gãy mất một cánh tay, hơn nữa thân thể tổn hại thất linh bát lạc, cơ bản đã sắp tiêu đời. Hắn giờ khắc này vạn phần hối hận, sao mình lại đi xen vào việc của người khác, hảo hảo đoạt vài món huyền khí rời đi thì tốt rồi. Hắc Liên Tiểu Hoàng đứng dậy, đế khí tung hoành, nhìn chằm chằm vào Phong ấp và Trần Truyện Cửu đào tẩu, rốt cục lộ ra nụ cười lanh, giơ lên nắm đấm hung hăng nện tới. Kim cương quyền. Một hư không màu đen hiển hiện dưới quyền kình của hắn, quy tắc thiên địa đều ngưng tụ thành quyền, chân toái đại địa, quyền phá hư không, vô cùng chi vũ cực, vô cùng chi trụ cực, cửu thiên cửu địa, đế vương bất hủ. Cửu thiên võ ý, bất hủ thần quyền, nổ nát bầu trời này, nổ nát đại địa này, nổ nát nhân thế này cho ta. Trung cực chi lực võ đạo cửu thiên đế khí. Phong ấp hoảng hốt, cảm nhận được lực lượng ập đến kia, sợ hãi giống nói. Một chiêu phá vạn pháp, không có khả năng, hắn chẳng qua chỉ vừa mới tiến giai võ đế, sao lại có lực lượng khủng bố thế được. Uy lực một quyền này đừng nói là trạng thái như mèo bệnh của hắn hiện giờ, coi như là lúc toàn thịnh cũng không có khả năng tiếp được a. Không chỉ hắn và Trần Truyện Cửu hoảng sợ thất sắc, mà ngay cả Đại Yêu và Tiểu Thanh ở xa xa, còn có Thử Hoàng treo trên hư không đều lộ vẻ khiếp sợ cực độ. Loại quyền ý này đã mạnh mẽ vượt quá phạm vi lý giải của bọn hắn rồi. Hắc Liên Tiểu Hoàng cả đời chỉ nghiên cứu một chiêu quyền pháp này, vào thời khắc tiến giai võ đế, cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ trên quyền đạo đã đạt đến đỉnh phong võ đạo, cho dù phong hào võ đế, nhất phái tông sư đến đây, thành tựu lĩnh ngộ về mặt quyền ý cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn. Một quyền này, rốt cục đã đạt đến hiệu quả như trong tưởng tượng của Lý Vân Tiêu lúc trước, thành tựu quyền ý V, một chiêu phá vạn pháp. Lý Vân Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thành tựu một quyền này tê đủ để cho võ đế vừa tấn chức như Hắc Liên Tiểu Hoàng ở trong thế giới cửu thiên cảnh có được địa vị không tệ rồi. Lý Vân Tiêu, nếu ngươi còn không đi sẽ không kịp nữa. Tiểu Thanh cũng bị uy lực một quyền kia của Hắc Liên Tiểu Hoàng chấn nhiếp rồi, nhưng tinh nguyên thần thụ trên bản thể hắn đã tiêu hao thật lớn, hơn nữa đã bị uy lực một quyền kia của Hắc Liên Tiểu Hoàng chấn động, có chút lung lay sắp đổ rồi. Lúc này vạn cổ trường thanh thụ đã cao ngất cắm vào trong tinh không. Trên trời cao hiện ra một đầu sông dài màu bạc, trong đó ngôi sao chuyển động, muôn đời bất diệt. Thái cổ chi địa, đang ở chỗ bỉ ngạn ngân hà tinh thần, ta chỉ có một cơ hội chuyển ngươi qua thôi đấy. Lý Vân Tiêu nhìn Hắc Liên Tiểu Hoàng, cười khổ lao vội lên bầu trời, trong miệng không ngừng mắng. Con mẹ nó ngươi thực biết chọn thời điểm, ta thật vất vả mới gặp đồ đệ mình một lần, ngay cả trà còn chưa được uống nữa. Tiểu Thanh nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Cũng không lên tiếng, chỉ cười lạnh nói. Nếu không phải thiếu nợ ngươi một cái mạng, ta cũng chẳng thèm quan tâm tới ngươi. Còn đường thông lên tinh không ta đã giúp ngươi mở ra, có thể vượt qua ngân hà tinh thần hay không ta cũng mặc kệ. Ơn cứu mệnh của ngươi ta cũng đã trả, sau này không còn nợ ngươi gì nữa. Lý Vân Tiêu cũng lười nhiều lời với hắn, trực tiếp dọc theo thông thiên chi đạo mà vạn cổ trường thanh thụ mở ra vọt lên. Thân cảnh kia vậy mà trực tiếp vượt qua ngân hà, đâm vào tinh không bỉ ngạn vô tận. Ở trong ngân hà, lực lượng vũ trụ cường đại tràn ngập trong đó, tản mát ra nhiều màu sắc rỡ tươi đẹp, nhưng dưới vẻ xinh đẹp lại có tồn tại mang tính hủy diệt tồn tại, không cẩn thận sẽ vẫn lạc ngay, mà vạn cổ trường thanh thụ tựa hồ thập phần trung tính, dưới cổ lực lượng kia lại bình yên vô sự khôn có bất cứ việc gì cả. Ở bên dưới thần thụ, Phòng ấp đã cảm thấy không gian hoàn toàn bị quy tắc khóa lấy, trốn không thể trốn. Dưới cơn sợ hãi hắn cũng đã bắt đầu nổi điên lên, giận dữ hét. Muốn giết ta cũng muốn ngươi chết không yên lành.
hắn dốc sức liều mạng rót lực lượng vào trong ngũ hành ngự thú hoàn, định tự bạo phá tan sự trấn áp của đế khí và quy tắc, mở ra con mình một đường sinh cơ. Thử hoàng lơ lửng trên không trung, ánh mắt ngưng tụ, từ trong đất chui ra vô số ngũ hành phệ linh thử, chi 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 dũng mãnh lao về phía phong ấp, điên cuồng cắn xé. Con xúc sinh chết tiệt, cút ngay cho ta. Phong ấp hoảng hốt, lực lượng quanh thân chấn động, chấn bay toàn bộ linh thử ở bốn phía, rầm 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 bạo liệt ra, nhưng là số lượng quá nhiều, vô cùng cuồn cuộn, trực tiếp đưa đánh gãy huyền khí chi lực của hắn, khiến không cách nào tự bạo được. Ầm ầm, quyền uy bất hủ của Hắc Liên Thiểu Hoàng ầm ầm mà xuống, toàn bộ thiên địa dưới một quyền này ngay cả tinh quang cũng trở nên ảm đạm, lập tức thôn vệ phong ấp và Trần Truyện Cửu vào trong, kịch liệt lan ra bốn phương tám hướng, uy lực mạnh mẽ, rung động nhân tâm. Thiên Lệ Cổ Đồng kiếm của Trần Truyện Cửu dưới một quyền này cũng bị chấn khiến khí linh tán loạn, hoàn toàn biến thành một khối nguyên liệu tinh thiết, cắm vào trên đại địa, giống như mộ bia của hắn vậy, cực kỳ điều hưu cô đơn. Mà ngũ hành ngự thú hoàn cũng bạo liệt ra, hoàn trục sụp đổ, năm đạo hào quang màu sắc bất đồng bắn về năm hướng khác nhau, đúng là năm đầu thử vương ngay khi ngự thú hoàn nổ bung đã bị lực lượng đánh bay ra ngoài. Thử hoàng trên mặt đại hỉ, hắn cảm nhận được khí tức sinh mệt của năm đầu thử vương, tuy rằng thập phần yếu ớt, nhưng ít ra vẫn còn sống, hắn lóe lên liền biến mất trên không trung. Hắc Liên Thiểu Hoàng sau một quyền, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thân ảnh biến mất trên thần thụ, đã rời khỏi bầu trời kia, thì thào lẩm bẩm. Sư phó, sắc mặt hắn trầm xuống, hóa thành một đạo kim quang vội đuổi theo, giờ phút này trong đầu hắn có nghi vấn rất lớn, nhất định phải đuổi theo người kia hỏi cho rõ ràng mới được. Lý Vân Tiêu giẫm trên đuôi vạn cổ trường thanh thụ, ngóng nhìn lấy tinh không đối diện, bốn phía đều là năng lượng loạn lưu trong vũ trụ, không cẩn thận sẽ lập tức chôn vùi ngay. May mắn thần thụ này thiêu đốt tinh nguyên hóa thành năng lượng yếu ớt, vậy mà có thể bài xích những lực lượng loạn lưu kia ra bên ngoài. Ngay lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí lao đi thì đột nhiên thân cây phía trước bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần biến mất mất, một cái bóng dáng cự đại hiển hiện trong tinh không, khiến hắn lập tức ngốc trệ. Con em ngươi à, không nên đùa vậy chứ. Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống, hư ảnh chậm rãi lướt qua trong tinh không kia, dĩ nhiên là thứ trước đó không lâu vẫn đã xoát hiên qua trên không yêu nguyên, thượng cổ chân linh vô. Mà chân linh vô giờ phút này đang làm một chuyện khiến hắn giận như điên, thôn vệ vạn cổ trường thanh thụ. Tuy rằng tốc độ thôn vệ phi thường chậm, nhưng hình thể vô lại cực lớn, chỉ cắn mấy cái đã cắn đi hơn ngàn mét, thông đạo biến mất từng chút một, đã không cách nào vươn qua bờ bên kia được nữa. Con em ngươi đấy. Lý Vân Tiêu giận dữ mắng vài tiếng, tinh không thông đạo mắt thấy sắp bị phá hủy, ngân hà này căn bản không cách nào vượt qua được, chỉ có thể vô công mà trở về. Đúng lúc này, một cái bóng xuất hiện bên người hắn, nói khẽ. Vân Tiêu đại ca đừng vội, ta đến giúp ngươi. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhìn bóng người kia, nói. Ngươi là Diệp Phàm, hay là Diệp Nam Thiên? Sau khi hắn nói xong đã ý thức được, Diệp Nam Thiên sao lại gọi hắn là đại ca chứ? Người nọ đúng là Diệp Phàm, cười khổ nói. Hẳn là, Diệp Phàm a, tổ tiên để lại trong thức hải ta đại lượng tin tức, khiến cho ta cũng có chút mơ hồ. Bất quá ta vẫn là ta Diệp Phàm, điểm ấy sẽ không sai đâu. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói. Nói như vậy, nửa đạo thần thức cuối cùng kia của Diệp Nam Thiên đã truyền cách điều khiển Nặc Á Chi Chu cho ngươi sao? Diệp Phàm khẽ gật đầu, khổ sở nói. Đáng tiếc ta quá mức ngu dốt. Căn bản không nắm giữ được, chỉ có thể điều khiển thô thiển, cũng không biết có thể giúp được Vân Tiêu đại ca gì không. Lý Vân Tiêu nói, không có nắm chắc thì thôi, hư không loạn lưu này quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bỏ mạng ngay, vẫn nên kiềm chế chút ha. Hắn ngược lại cũng không phải nhất định phải đi Thái Cổ chi địa, chỉ vì Thái Cổ cương phong, có thể mở ra phong chi vực giới trong giới thần bi thôi. Diệp Phàm hai tay niết bí quyết, nói, ta thử xem a. Tốc độ nết quyết của hắn phi thường chậm, thập phần lạnh nhạt. Nhưng trong ấn quyết lại hiện ra ra khoa đầu văn kim sắc, trên ấn ký trước ngực bắn ra một đạo kim quang, ở cách đó không xa hình chiếu khai mở, một chiếc thuyền nhỏ màu vàng như ánh trăng từ trong đó chạy nhanh ra, ánh trăng lưu chuyển, chiếu vào trên thuyền nhỏ kia, nó nào giống như hung khí trong truyền thuyết, mà giống như một khối bảo ngọc hình trăng lưỡi liềm vậy, tản mát ra ánh sáng ôn hòa. Trên thuyền nhỏ bay lên một đạo quang mang, chậm rãi triển khai. Dĩ nhiên là cánh buồm do vầng sáng tạo thành,
sau khi mở ra thân tàu trở nên linh tính 10 phần, kéo dài qua mà đến, lặng yên đứng yên trước người hai người, lưu quang chuyển động. Thân thuyền chỉ dài có 45 mét, Lý Vân Tiêu biết rõ đây chỉ là hình thái thu nhỏ lại thôi, huyền khí đã đến trình độ này, lớn có thể hóa thành núi cao, nhỏ thì có thể như hạt bụi. Hắn dẫn đầu bước vào trong đó, Diệp Phàm cũng theo vào, hai tay chấp động ấn quyết, Nặc Á Chi Chu liền hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi phần đuôi vạn cổ trường thanh thụ rơi đi, lao nhanh vào trong ngân hà. Ầm ầm. Tiểu Thanh ở bên dưới nhìn xem một màn này, rốt cục thu hồi lực lượng, bản thể thần thụ rời khỏi thông đạo đột nhiên sụp xuống. Hắc Liên Thiểu Hoàng chạy tới một nửa, lập tức thấy con đường phía trước biến mất toàn bộ, trong nội tâm khẩn trương, hắn điểm ra một ngón tay, tinh thần chi lực ngưng tụ mà xuống, ở quanh thân hắn biến ảo thành một kiện quang giáp, muốn hoành thân nhảy vào trong hư không loạn lưu kia. Chi! Một đoàn bụi màu xám không chút thu hút bay qua trong hư không, thân thể của hắn chấp động không cẩn thận dính vào một chút, tinh thần chi lực bị ăn mòn kịch liệt, trong chốc lát liền không còn lại bao nhiêu. Hắc Liên Thiểu Hoàng quá sợ hãi, vội vàng chấp động mấy cái chui ra khỏi hư không, hơn nữa ngưng tụ đế khí chấn khai tinh lực quanh thân, áo giáp tinh quang thoát ly thân thể rất nhanh bị ăn mòn thành một quang đoàn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắc Liên Thiểu Hoàng thấy thế trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, các loại năng lượng không biết trong vũ trụ này quá mức khủng bố rồi, hắn trơ mắt nhìn qua chiếc thuyền nhỏ kia thuận gió mà đi, ở hai bên thuyền vậy mà giống như chạy trên mặt nước vậy. Hoa xuất ra đạo đạo gợn sóng tản ra hai bên, dần dần biến thành một điểm nhỏ màu vàng, muốn biến mất trong tinh không. Trong lòng của hắn khẩn trương, vận một ngụm kinh khí, ngưng tụ ra lực lượng cường đại vọt ra khỏi miệng, truyền một đạo sóng âm ra xa xa, chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản. Ngươi là người nào? Ngay khi hắn tưởng hắn không được hồi đáp, mặt mũi tràn đầy cô đơn thì một tiếng chuông du dương từ đằng xa truyền đến, mang đến tiếng cười khẽ của một thiếu niên. Bích huyết đan tâm hóa thiết y, Lăng Tiêu Phong hạ mai hoa xấu. Hắc Liên Thiểu Hoàng toàn thân chấn động, hai hàng nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy xuôi xuống, trước mắt một mảnh sương mù không thấy rõ bất cứ vật gì, hắn đứng trên trời cao, bỗng nhiên trường bào phủ lên sau lưng, cứ như vậy lăng không quỳ gối xuống, bái thật sâu với tinh không phương xa. Động tác này của hắn lập tức khiến người bên dưới khiếp sợ khó nói nên lời, đặc biệt là Đường Kiếp, bị chấn khiến đầu óc vang lên ông ông. Có chút không tưởng nổi, tôn sư cửu thiên võ đế, ngoại trừ thiên địa ra, còn có người nào có thể khiến bọn hắn phải quỳ gối xuống chứ? Thương thì lộ ra vẻ trầm tư. Ánh mắt Tiểu Thanh ngưng lại, vang lên lời Lý Vân Tiêu nói lúc trước, tựa hồ có chút giật mình, nhưng trong mắt lại lộ vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Đại thụ đâm vào bầu trời đã mất đi tinh nguyên, đứt gãy ra từng khúc, không ngừng rơi xuống từ trên không trung. Cành lá rập rạp bốn phía vào thời khắc này cũng dần dần héo rũ, nhanh chóng co lại đến khi chết héo, hóa thành bùn xuân. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh, thân đại thụ dài đến vài dặm, giống như rừng rậm lại nói sụp liền sụp, rất nhanh đã biến mất toàn bộ, biến về tới yêu nguyên mênh mông. Toàn bộ tràng diện thập phần rung động tiếng lòng, nhưng trong khoảng thời gian này mọi người đã trải qua rất nhiều chuyện rung động, có thể còn sống sót đã là thần kinh không ổn định rồi. Nhìn thấy thần thụ tiêu vong, cũng không có bất kỳ biểu lộ nào cả. Ầm ầm, xa xa truyền đến tiếng nổ vang, một đạo thanh sắc quang mang phi tốc bắn tới, dĩ nhiên là một chiếc u minh chiến hạm, chỉ một thoáng đã phóng đến trước mặt mọi người. Trên chiến hạm mấy đạo nhân ảnh trực tiếp phóng lên trời, tản khắp mọi nơi. Một người trong đó lo nghĩ nói. Không có, Vân Tiêu đâu rồi? Những người này đúng là dòng binh đoàn Thái Điểu phái tới. Trước kia tiến vào tứ quý kết giới, thực lực Mộc Phô bị Lê Phong ấn, đi bên người hắn quá nguy hiểm nên Lý Vân Tiêu liền phái hắn trở về báo cáo tình huống. Hải Bắc Phi lúc này triệu tập tất cả cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, không thể tưởng được tất cả chấm dứt. Mộc Phô ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bọn người thương, bỗng nhiên nói. Phải hỏi những người yêu tộc này một chút rồi. Hắn đa số đều chú ý đến trên người Lê. Phong ấn trong cơ thể mình còn chưa cởi bỏ, từ một gã cường giả võ tôn biến thành tay trói gà không chặt, loại cảm giác này khó chịu dị thường. Lập tức tất cả mọi người dòng binh đoàn Thái Điểu liền vây quanh lấy mấy tên đại yêu, còn có Đường Kiếp vào trong, thậm chí trong đó có bốn gã cường giả võ tôn, lĩnh vực trên người mở ra, gắt gao áp chế lấy bọn người thương. Còn có hai người Đào Bình và Thích Quang, bọn hắn vốn đang hảo hảo hộ pháp cho Diệp Phàm lại đột nhiên hóa thành một đạo quang mang biến mất.
khiến bọn hắn hoảng sợ liên tục tìm kiếm, lúc này mới chạy tới. Giờ phút này nhìn thấy người dòng binh đoàn Thái Điểu, bọn họ cũng có quen biết với Mộc Vô nên vội vàng đi lên chào hỏi. Ninh Linh Nhi tiến lên cả giận nói. Lý Vân Tiêu đâu rồi? Nàng và Lạc Vân Thường sắc mặt đều khó coi dị thường, mọi nơi chỉ còn có mấy người sống như vậy, cùng với Vũ Văn Cao đang hấp hối ở cách đó không xa, ngoài ra không hề còn bất cứ người sống nào nữa. Hơn nữa trên mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển nhiên là vừa lưu lại sau đại chiến, đặc biệt là phá hư do một quyền của Hắc Liên Thiểu Hoàng tạo thành khiến mọi người đều giật nảy mình. Hai người trong lòng đều căng thẳng, cắn cặp môi đỏ mọng, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Sắc mặt Đường Kiếp lộ ra vẻ bối rối, hắn vừa mới đột phá đến võ tôn, trong lòng đang đầy vui mừng, không thể tưởng được lại gặp phải đại địch như thế, dùng tình huống đám đại yêu trước mắt, căn bản không hề có lực đánh với người một trận. Hắn lập tức trầm giọng nói. Chư vị, Lý Vân Tiêu đã đi Thái Cổ Chi Địa, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Không phải là địch nhân sao? Mộc Vô lạnh như băng nhìn hắn, khiến Đường Kiếp cảm thấy lòng đầy sợ hãi, lúc này mới cười lạnh nói. Đừng tin hắn, trước bắt lấy toàn bộ bọn họ, hảo hảo thẩm vấn, nếu không không có một câu nói thật đâu. Đường Kiếp khẩn trương, đang muốn giãy giụa, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hắn nói không sai, Lý, vị đại nhân kia đã đi vào Thái Cổ Chi Địa rồi. Thân ảnh khôi ngô của Hắc Liên Thiểu Hoàng từ trên trời rơi xuống, trong mắt có một chút đỏ lên, nhưng trên mặt lại là vẻ vui sướng khó giấu được, từ không trung rơi vào trên đại địa. Đoàn trưởng đại nhân. Tất cả người dòng binh đoàn đều giật mình, sau đó vô cùng khiếp sợ nhìn qua Hắc Liên Thiểu Hoàng, giờ phút này khí thế phát ra từ trên người hắn đã hoàn toàn khác với lúc trước, căn bản không thể ước đoán. Mà ngay cả bộ dáng cũng tựa hồ trở nên tuấn tú thêm vài phần, càng lộ ra mị lực nam tính. Biến hóa này chỉ có một khả năng, đám người dòng binh đoàn Thái Điểu đều vui mừng quá đỗi, nhao nhao kích động không thôi. Hải Bắc Phi kích động khó có thể tự kiềm chế, nói. Đoàn trưởng, ngươi thật sự đã. Ân. Hắc Liên Thiểu Hoàng ngược lại lộ ra bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường, trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm, lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, nói. Hai tiểu la lị cực phẩm từ đâu đến? Xem ra trong khoảng thời gian ta không có mặt, các ngươi cũng rất để bụng công tác nha. Tâm tình vừa mới kích động không thôi của Hải Bắc Phi thoáng cái đã lạnh như băng. Nhìn bộ dạng kia của Hắc Liên Thiểu Hoàng, vội bước lên phía trước nói. Đoàn trưởng đại nhân, hai người này là bằng hữu của Lý Vân Tiêu lại là bằng hữu của chúng ta, ngươi không thể. Ba tương đương. Chỉ nghe thấy một cái tát thanh thúy vang lên, mọi người khiếp sợ, nguyên một đám há lớn miệng. Hắc Liên Thiểu Hoàng vậy mà vả miệng mình một cái, liền chạy bộ đến trước mặt Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường, vẻ mặt khẩn trương, thập phần cung kính chắp tay. Cả Lâm nói. Hai vị sư, Lý Phu Nhân, ta chỉ là miệng tiện, mong rằng chớ trách. Lần này tất cả mọi người đều choáng váng, đặc biệt là võ giả dòng binh đoàn Thái Điểu, tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thoáng cái toàn bộ choáng váng. Đoàn trưởng đại nhân tán gái cho tới bây giờ đều là dễ như trở bàn tay, dùng khí phách phục người, dùng tướng mạo phục người. Tán gái chi thuật nếu có bài danh trên đại lục thì tuyệt đối có thể lọt vào thập đại phong hào tình thánh, nữ nhân bị hắn vừa ý chưa từng có cá lọt lưới. Lần này sao lại giống như mèo nhỏ vậy? Đường Kiếp và hai người Thánh Hỏa Điện cũng bị hù choáng váng, bọn hắn cũng không biết thủ đoạn tán gái của Hắc Liên Thiểu Hoàng, chỉ thấy một vị võ đế tắt miệng mình trái tim liền run rẩy thoáng một phát, cảm giác chuyện trước mắt thập phần không chân thực. Ninh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường trên mặt đều hiện lên một mảnh ửng đỏ. Nhưng cũng không có ý trách cứ, ngược lại trong mắt mang theo vẻ vui mừng, chỉ vô cùng thẹn thùng. Mà các nàng cũng là người thông minh, từ trong lời Hắc Liên Thiểu Hoàng đã nghe ra được hắn đã biết thân phận Lý Vân Tiêu. Lạc Vân Thường nói, ngươi không nên nói lung tung, chúng ta và Vân Thiếu chỉ bằng hữu. Một mình hắn đi tinh không bị ngạn sao. Nàng ngẩng đầu nhìn qua trời cao, lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Đào Bình và Thích Quang cũng vẫy tay. An nguy của Diệp Phàm bọn hắn cũng phi thường để ý đến. Hắc Liên Thiểu Hoàng nói. Yên tâm đi, dùng năng lực của vị đại nhân kia tuyệt đối không gặp nguy hiểm đâu. Thần sắc của Lạc Vân Thường và Đinh Linh Nhi đều rơi trong mắt hắn, dùng kinh nghiệm tình trường lão luyện của hắn, lập tức đã rõ giữa ba người có quan hệ vi diệu,
lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, nói. Hai vị tiểu thư không bằng đến Khinh Ca Lâm địa ta nghỉ ngơi một hồi, vị đại nhân kia rất nhanh sẽ trở về thôi. Lâu như vậy không gặp sư phụ, hắn lập tức liền quyết định trước hảo hảo nịnh nọt hai vị này sư mẫu này đã nói sau. Ninh Linh Nhi trầm tư một chút, nhân tiện nói. Như thế cũng tốt, những người này trước tiên bắt về đã. Nàng chỉ về phía bọn người thương, Đường Kiếp lập tức thay đổi sắc mặt. Thương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Thanh giống như người ngoại đang lạnh nhạt thờ ơ trên bầu trời, nói. Tiểu Thanh, ta gặp phải phiền toái, giúp ta. Tiểu Thanh sững sờ, lập tức khuôn mặt lạnh xuống, giễu cợt nói. Thương, ngươi đang nói đùa sao? Ta thấy ngươi cũng không giống loại người thích nói loạn mà. Thương khẽ cười khổ không thôi, nói. Tính tình của ta ngươi còn không biết sao, giúp chúng ta rời đi, ta suy diễn cho ngươi chu thiên tinh thần, cực hạn võ đạo một lần. Tiểu Thanh toàn thân chấn động, lộ ra vẻ giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói. Hồn thiên nghi kia của ngươi cũng đã phế đi, còn suy diễn chu thiên tinh thần kiểu gì nữa? Thương nói. Chẳng qua chỉ tổn hại trục chính, muốn chữa trị cũng không khó. Huống hồ ta cũng thu được không ít tinh nguyên từ bản thể ngươi, muốn hồi phục lại thập phần đơn giản. Ngươi cũng nên rõ, suy diễn võ đạo cực hạn đối với ngươi có bao nhiêu chỗ tốt ha. Lời Thương nói ba phần thực ba phần giả, thánh khí tổn hại, thiên võ giới hiện giờ sợ rằng không ai có thể chữa trị, lại bị hắn nói hời hợt như thế, giống như việc không đáng lo vậy. Tiểu Thanh thoáng cái lâm do dự, thánh khí hồn thiên nghi của yêu tộc hắn cũng rất rõ ràng, không phải chỉ là một kiện huyền khí công kích đơn giản. Hơn nữa trong đó ẩn chứa toàn bộ võ đạo ý cảnh, suy diễn đến mức tận cùng thậm chí có bí mật thần cảnh. Các ngươi có thể rời khỏi hay không, chẳng lẽ không phải do ta định đoạt sao? Thanh âm lạnh nhạt của Hắc Liên Thiểu Hoàng Du Du vang lên, lạnh nhạt nhìn Tiểu Thanh một cái, hừ nhẹ nói. Hai vị tiểu thư đã nói bắt đám các ngươi về, đừng ai mong rời đi được. Khí thế trên người hắn cũng không tản ra, nhưng theo những lời này nói ra. Hào khí hiện trường thoáng cái trở nên ngưng trọng. Tiểu Thanh nhướng mày, đã bị Thương nói động tâm rồi, nói. Hắc Liên Thiểu Hoàng, bán ta mặt mũi, thả bọn hắn, sao hả? Hừ, bán ngươi mặt mũi. Hắc Liên Thiểu Hoàng vẻ mặt khinh thường, ánh mắt dần dần lạnh xuống, dừng ở Tiểu Thanh, mỉa mai nói. Ngươi coi mình là gì chứ? Tiểu Thanh biến sắc, đang muốn tức giận, nhưng vẫn nhịn được, trầm giọng nói. Ngươi có thể đột phá võ đế, ta coi như cũng có một phần công lao ha. Đúng vậy, nếu không có ngươi một đường dẫn đạo ta tiến vào không gian thần thụ cùng lĩnh ngộ tới, ta quả thật không thể dễ dàng tiến giai vậy được. Bất quá, Hắc Liên Thiểu Hoàng cũng không phủ nhận, nhưng lời nói xoay chuyển, lãnh đạm nói. Ngươi muốn giúp ta đột phá, cũng không yên lòng a. Tiểu Thanh nheo mắt, thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, ít nhất ta giúp ngươi. Hơn nữa không gây bất lợi với ngươi, không phải sao? Hắc Liên Thiểu Hoàng cười lạnh nói. Ai nói, ngươi bây giờ không phải sẽ gây bất lợi với ta sao? Hai người đối chọi gay gắt, hào khí càng ngày càng gắt gao, không chỉ ở bốn phía hai người, ngay cả bầu trời vào thời khắc này cũng bỗng nhiên biến sắc, phảng phất như dấu hiệu trước khi bão tố tiến đến vậy. Tuy rằng hai người cơ hồ một trước một sau vừa đột phá đến võ đế, nhưng cũng không phải tồn tại bình thường. Tiểu Thanh vốn là linh thể chi thân, lực tương tác với quy tắc thiên địa rất mạnh, lúc còn ở võ tôn đã có thể dẫn hạ Thái Hư Ngọc Thanh Tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi, nhưng dù vậy, cũng phải hay võ đế bình thường có thể tiếp được rồi. Huống chi hiện giờ tiến giai võ đế, nếu ngưng tụ tử phủ diệt thế thần lôi, uy lực kia càng khó có thể tưởng tượng nổi. Hắc Liên Thiểu Hoàng thì lại có quyền ý vô địch, dưới một quyền, muôn đời bất hủ. Nói nhiều như vậy hữu dụng sao? Quyền đầu cứng mới là đạo lý. Hắc Liên Thiểu Hoàng chẳng muốn nhiều lời, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trên không trung, một quyền đánh tới chỗ Tiểu Thanh, không gian dưới quyền kình cũng trở nên vặn vẹo, từng chút sụp đổ, trọng lực vô cùng trầm trọng đè ép tới. Phanh! Trên mặt Tiểu Thanh lập tức bị tuôn ra một lỗ nhỏ màu đen, trong lỗ nhỏ là hư không màu đen vô tận, mang đến cho người một loại cảm giác lạnh lẽo. Trên người hắn lôi điện lập lòe. Mặt bị đánh xuyên lập tức khôi phục như ban đầu, mặt âm trầm, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một lôi cầu, hồ quang điện đùng đùng lóe ra hơn 100 mét, nhan sắc dần dần biến đậm, phạm vi phóng xạ cũng càng lúc càng lớn, phạm vi vài dặm đều nằm dưới uy áp của lôi đình.
Mọi người ở đây toàn bộ hoảng sợ thất sắc nhìn sấm sét vang dội kia, đừng nói lôi đình đánh xuống, chỉ riêng cảm giác áp bách hiện giờ thôi đã khiến bọn hắn hãi hùng khiếp vía, khó sinh ra nổi lòng chống cự. Hắc Liên Tiểu Hoàng cũng biến sắc, đế khí chi uy tản ra, bài xích một phương lôi đình, bảo hộ đám thủ hạ vào trong, năm ngón tay lại nắm cũng một chỗ, ở phụ cận nắm đấm không ngừng có lực lượng kỳ dị lưu động, một khi động thủ tất nhiên là thiên băng địa liệt. Ngươi cảm thấy bất hủ quyền ý của ngươi có thể ngăn được diệt thế thần lôi của ta sao? Tiểu Thanh tựa hồ rất không muốn đánh, ngưng giọng nói. Cho dù ngươi có thể kháng trụ diệt thế chi uy không chết, nhưng những thủ hạ kia thì sao? Không có đế khí hoặc là huyền khí cửu giai hộ thân, lập tức sẽ chôn vùi ngay. Hắc Liên Tiểu Hoàng trong lòng căng thẳng, Tiểu Thanh nói không sai, trận thế trước mắt, thần thụ này biến hóa còn lợi hại hơn hắn nghĩ, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Hừ lạnh nói. Sao hả, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sợ sao? Tiểu Thanh nhàn nhạt nói. Ta không phải sợ, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chỉ là nếu đánh nhau, bọn người thương cúc nghích sẽ tan thành mây khói, đối với ta và ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Hừ. Hắc Liên Tiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà thu vào toàn bộ khí thế quanh thân, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hành vi của hắn đã bày tỏ thái độ rồi, chỉ vào Tiểu Thanh nói. Ta cho ngươi mặt mũi, nhưng cũng không phải là ngươi giúp ta, mà là ngươi giúp vị đại nhân kia đã thông tin không chi lộ. Tiểu Thanh cũng thấy tốt thì lấy, hóa đi lôi đình trong tay, toàn bộ bầu trời lập tức hồi phục một mảnh sáng sủa, áp lực trong lòng tất cả mọi người cũng bị quét sạch, nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Thanh lại tràn đầy kiêng kỵ. Thương lộ ra mỉm cười, rốt cục an toàn, hắn mỉm cười nói. Tiểu Thanh, ngươi có thể đi cùng chúng ta không? Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn, nói. Đợi ngươi chữa trị hồn thiên nghi cũng không biết đến năm nào tháng nào, đến lúc đó ta tự sẽ tìm đến ngươi. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo lôi điện, trực tiếp phá không mà đi, hiển nhiên không muốn lưu lại đây nữa. Trên mặt Đường Kiếp lộ ra vẻ thất vọng, nếu có thể mua chuộc được Tiểu Thanh, đây chính là bao nhiêu trợ lực a, dù Chu Tước đao mất đi cũng đủ để đền bù rồi. Hải Bắc Phi nhìn bọn người thương, quát. Còn không mau cút đi, đợi lát nữa đoàn trưởng đại nhân có lẽ sẽ thay đổi chủ ý đấy. Vũ hừ một tiếng, nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Hắc Liên Tiểu Hoàng tuy rằng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng nói chuyện coi như cũng nhất ngôn cửu đỉnh. Phanh! Vũ vừa nói xong, thân thể đã bị Hắc Liên Tiểu Hoàng một quyền đánh bay ra ngoài, lưu lại một giải máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Hắc Liên Tiểu Hoàng cười hắc hắc, nói. Ta nói tha các ngươi, nhưng không nói không đánh như tử các ngươi. Ở trước mặt ta sĩ diện, còn lần nữa thì cắt trứng chim ngươi. Sắc mặt mấy người đều đại biến, nhìn bộ dạng Hắc Liên Tiểu Hoàng quả thật giống như chuyện gì cũng có thể làm được, thương trầm mặt, vung tay muốn rời đi, rực thân ảnh khẽ động, còn không có quên Vũ Văn Cao ở xa xa, sau khi bị phong ấp một chiêu đánh bay hắn vẫn nằm dạp trên mặt đất thổ huyết, nhưng vẫn lưu được một mạng nhỏ. Mộc Vô đột nhiên quát. Chậm đã, phong ấn trên người của ta. Lê mệt mỏi nhìn hắn một cái, đã không còn bao nhiêu khí lực trên người nữa, đánh ra mấy pháp quyết bay vào trong cơ thể Mộc Vô, thật giống như đã dùng hết toàn bộ lực lượng của nàng vậy, không thể đứng vững được nữa, được phù bội đỡ lấy. Trên người Mộc Vô nổi lên thanh mang, rất nhanh trước ngực hiện ra một vòng ấn ký, thay đổi liên tục liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó trong đan điền dâng lên lực lượng bành trướng. Dọc theo chu thiên vận chuyển, thoải mái lấy kinh mạch thân thể, hắn lập tức cười ha hả. Đường Kiếp thì cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh, trong bụi cỏ một vòng màu đỏ. Làm cái gì? Hải Bắc Phi tiến lên ngăn lại hắn. Đường Kiếp sắc mặt hơi trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta, đao của ta. Vèo. Vòng màu đỏ kia đúng là Chu Tước đao, bị Hắc Liên Tiểu Hoàng vung tay qua đã rơi vào trong tay hắn. Hắn chém ra vài đạo đao mang trên không trung, lộ ra vẻ tán thán, nói. Quả nhiên là binh khí tốt, dường như đã bị ngươi luyện hóa được một ít. Có phải là cần giết ngươi mới có thể lau đi ấn ký không? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đường Kiếp, sát cơ xẹt qua trong mắt. Đường Kiếp toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng, cũng không dám hỏi đao nữa, đi theo sau lưng bọn người thương dốc sức liều mạng chạy đi. Rất nhanh trên toàn bộ yêu nguyên chỉ còn lại người dong binh đoàn Thái Điểu. Hải Bắc Phi đại hỉ nhìn Chu Tước đao, nói. Chúc mừng đoàn trưởng đột phá võ đế,
hơn nữa đạt được thần binh lợi khí như thế, Chu Tước Đao ở trong huyền khí cửu giai cũng là tồn tại cực kỳ nổi danh đấy. Hắc Liên Thiểu Hoàng cười nhạt một tiếng, múa ra mấy cái đao hoa, thở dài. Đao là hảo đao, đáng tiếc ta đã quen dùng nắm đấm, không quen dùng. Hắn nhìn về phía Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường nói. Hai vị tiểu thư có hứng thú đùa nghịch đao không? Hắn cầm Chu Tước Đao trong tay, đưa đến trước người hai người. Người Dòng Binh Đoàn Thái Điều tất cả đều hấn động, huyền khí cửu giai coi như là cường giả võ đế cũng phải tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắc Liên Thiểu Hoàng không cần đao thì cũng thôi đi, sao có thể dễ dàng lấy ra tặng người thế chứ? Đinh Linh Nhi đang muốn cự tuyệt, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, cười mỉm cầm lấp, hóa thành một đạo hồng quang thu vào trong nhẫn, cười nói. Vậy liền cảm ơn đoàn trưởng đại nhân rồi. Trên mặt Hắc Liên Thiểu Hoàng không có một tia đau lòng, ngược lại lộ ra hết sức cao hứng, vui mừng nói. Tiểu thư thích là được rồi. Hải Bắc Phi vẻ mặt đau khổ, nói. Đoàn trưởng đại nhân, cái này, người vì tán gái cũng quá hào phóng đi nha. Các huynh đệ thấy đều kinh hồn táng đảm đấy, đây chính là huyền khí cửu giai a. Hắc Liên Thiểu Hoàng mắt trắng không còn chút máu, nói. Huyền khí cửu giai thì đã sao, chẳng lẽ hai vị tiểu thư còn không xứng với huyền khí cửu giai sao? Người Dòng Binh Đoàn Thái Điểu nghe xong, đầu đều lớn lên. Nghe nói có tán gái tan hết gia tài, nhưng chưa từng nghe qua tặng cho huyền khí cửu giai bao giờ, nếu có xính lễ mực này, sợ rằng thiên chi kiều nữ của bảy đại phái cũng có thể tùy tiện lấy về được. Hải Bắc Phi nói, đoàn trưởng đại nhân, hiện giờ Trần Truyện Cửu đã chết, Trầm Phong hạ lạc không rõ, đúng là thời điểm tốt nhất đã nhất thống Khinh Ca Lâm địa. Hiện giờ nên lập tức trở về thành, một lần hành động quét sạch tất cả thế lực. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang kích động, thành viên còn lại cũng mừng như điên, mỗi người chiến ý ngập trời, có võ đế tọa chấn, nhất thống Khinh Ca Lâm địa quả thật dễ dàng. Hắc Liên Thiểu Hoàng nói, việc này không gấp, trước khi quay lại còn có chuyện phải làm. Trong mắt của hắn sát khí dần dần ngưng tụ ra, giống như thực chất. Không gian bốn phía đều ngưng tụ, tất cả thành viên trong đoàn đều cảm thấy man mát, trong nội tâm khiếp sợ không thôi nhìn quanh mọi nơi, không biết mục đích Hắc Liên Thiểu Hoàng là gì. Hải Bắc Phi nhịn không được hỏi. Chuyện gì? Ánh mắt Hắc Liên Thiểu Hoàng nhìn chằm chằm vào một chỗ trên không trung, lạnh lùng nói. Lúc trước ta ở trong kết giới cửu thiên ý cảnh đột phá, bằng vào lực lượng của Phong Ấp và Trần Truyện Cửu căn bản không có khả năng đánh vỡ kết giới, ngược lại có người âm thầm đánh lén, thật là hảo thủ đoạn a, hiện giờ cũng đến lúc tính sổ rồi chứ. Phương không gian kia có chút rung rung một chút, một đạo văn nước tản ra, rất nhanh lộ ra một thân ảnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, còn mang theo vẻ sợ hãi. Hắc Liên đoàn trưởng, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Người nọ mồ hôi lạnh đầm đìa, từ không trung đi xuống, nói. Ta vốn muốn giúp ngươi một tay, đánh lén đám Phong Ấp, ai biết trời đưa đất đẩy làm sao ta lúc ấy lại bị dọa ngốc mất. May mắn trời xanh có mắt, không xê gây thành đại họa. Tại Hạ Vạn Bảo Lâu Ngư Dương Chu, cùng lệnh sư huynh Hoa Thiên Thụ cũng có duyên gặp mặt mấy lần, nói ra cũng là người một nhà. Sau khi hắn nói xong lập tức im bặt, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra nữa. Hắc Liên Thiểu Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào khiến toàn thân hắn sợ hãi. Nếu ở trạng thái đỉnh phong bình thường, dù quyền ý đối phương thông thiên, hắn cũng có cách để bảo vệ tánh mạng, nhưng giờ phút này bị Diệp Nam Thiên một trưởng chấn cho cơ hồ bán phế, cho dù đến một tên võ tôn đỉnh phong cũng có thể dễ dàng lấy đi cái mạng hắn. Yên tĩnh trọn vẹn vài phút, ngoại trừ Ngư Dương Chu không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, luôn miệng thề thốt rằng mình chỉ làm trở ngại, tuyệt không phải cố ý hãm hại thì không còn bất cứ thanh âm nào nữa. Hắc Liên Thiểu Hoàng nhìn vào hắn một hồi, đột nhiên vỗ tay một cái, nói. Đúng rồi, phòng ấn ngươi lại, giữ ở bên người làm tay chân rất tốt. Nếu không một gã võ đế bị trục chết, thật sự rất đáng tiếc đấy. Cái gì, phòng ấn, ngươi muốn phòng ấn ta. Ngư Dương Chu sợ tới mức thân thể lui về sau. Nhưng Hắc Liên Thiểu Hoàng đã xuất thủ, liên tục ba đạo tiếng xé gió vang lên, trên lồng ngực truyền đau nhức kịch liệt như bị thiêu đốt. Sau đó nguyên khí vận chuyển quanh thân đột nhiên bị cắt đứt, cảm giác hùng hồn trong đan điền hoàn toàn biến mất, khí tức cả người bỗng nhiên kịch liệt hạ thấp. Không chỉ có thế, loại cảm ngộ đối với quy tắc giữa thiên địa cũng không còn sót lại chút gì, tu vị trực tiếp rớt khỏi đế cảnh, về tới võ tôn đỉnh phong. Ngư Dương Chu sắc mặt đại biến, hoảng sợ xé mở xiêm y,
chỉ thấy trước ngực có ba điểm nhỏ màu đen, giống như nòng nòng đầu đuôi cắn vào nhau, hoàn thành một vòng, dần dần ẩn vào bên trong da thịt hắn. Phải biết rằng võ đế mạnh mẽ, mọi cử động đều phù hợp thiên đạo, coi như là tồn tại cao hơn mấy tinh cấp muốn phong ấn hắn, cũng cơ hồ không có khả năng. Nhưng Hắc Liên Thiểu Hoàng chẳng qua chỉ vừa mới tấn chức võ đế, dĩ nhiên lại phong ấn hắn, khiến tu vị hắn rớt khỏi một đại cảnh giới, cái này thật quá mức dọa người rồi, khiến hắn thoáng cái khó có thể kịp phản ứng. Ha ha, như vậy ngươi nên trung thực đi nha, hảo hảo làm việc dưới tay ta, ngày nào đó ta tâm tình tốt nói không chừng sẽ bỏ phong ấn cho ngươi cũng nên. Hắc Liên Thiểu Hoàng cười lạnh không thôi, nói. Nếu trong lòng ngươi vẫn còn nhị tâm, muốn trốn về Vạn Bảo Lâu, cũng không có sao. Hắn hào phóng cười nói. Muốn đi thì chỉ cần nói với ta một tiếng là được, ta sẽ vui vẻ đưa tiễn đồng thời truyền ra tin tức đi, nói Ngư Dương Chu bị phong ấn võ ý, chỉ có tu vị võ tôn. Tên võ đế như ngươi một đường đi tới, khẳng định có rất nhiều người nhìn ngươi không vừa mắt ha. Hiện giờ tu vị ngã xuống, bọn hắn khẳng định rất bằng lòng gặp ngươi, ôn lấy chuyện cũ đấy. Sắc mặt Ngư Dương Chu lập tức trở nên giống như gan heo vậy. Mỗi một tồn tại võ đế, ai mà không một đường dẫm lên đại lượng thi cốt mà đến, cửu gia quyết không phải ít. Hải Bắc Phi cười lạnh nói. Có thể đi theo đoàn trưởng làm việc, ngươi nên biết đủ a. Vạn Bảo Lâu cũng không cần nghĩ đến làm gì nữa. Dù sao thương hội đệ nhất thiên hạ, nhiều một tên võ đế như ngươi cũng không nhiều lắm, bớt đi một tên võ đế như ngươi cũng không ít. Mọi người đều cười ha hả, chỉ có Ngư Dương Chu vẻ mặt giống như mướp đắng. Đào Bình và Thích Quang không chịu theo mọi người trở về thành, lưu lại tại chỗ chờ đợi Diệp Phàm. Thánh Hỏa Điện bọn hắn hôm nay chỉ còn lại một chỗ dựa tinh thần duy nhất là Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm có việc thì chẳng khác nào bị diệt sạch. Hắc Liên Thiểu Hoàng cũng không lưu nhiều, mang theo mọi người trở về thành. Ở trên không trung 9 vạn dặm, trong ngân hà tinh thần, các loại năng lượng khủng bố lưu chuyển trong đó, một chiếc thuyền lá nhỏ màu vàng vững vàng nhẹ đẩy những năng lượng kia ra. Thời gian dần qua tiến về phía trước, lộ ra thập phần nhã nhặn lịch sự. Diệp Phàm im im lặng lặng ngồi giữa nặc á chi chu, một tay niết bí quyết, hai mắt nhắm nghiền, trên người tản mát ra ánh sáng nhu hòa yếu ớt. Như vậy có thể giảm mức hao tổn lực lượng đến thấp nhất, trèo chống kéo dài qua tinh không. Ánh mắt Lý Vân Tiêu không ngừng quét tới quét lui bên ngoài thuyền, các loại năng lượng muôn hình muôn vẻ chảy xuôi và đại lượng mảnh vỡ thiên thạch bay loạn, có chút khó có thể tin thì thào lẩm bẩm. Những vật này mỗi thứ đều có thể đè chết chúng ta vô số lần, nặc á chi chu này quả nhiên không phải huyền khí phổ thông, đưa thân trong đó mà lại không có bất kỳ việc gì cả. Ân, đó là... Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, ở phía trước vậy mà xuất hiện một tượng đồng tổn hại cực lớn, lơ lửng bất định trên không trung, dần phiêu về phía bọn hắn. Tượng đồng kia đã tàn phá không chịu nổi, không thấy rõ được diện mạo, góc cạnh quanh thân đều bị mài bằng đi. Cứ như vậy lòng vòng vòng phiêu đãng trong hư không. Diệp Phàm cũng dương mắt ra, lộ ra bộ dáng phi thường giật mình, không thể tưởng được trên trời sao còn có đồ vật bực này, nói. Tượng đồng này có lẽ rất xưa a, chẳng biết tại sao ở trong tinh không vậy mà lại không bị hủy diệt, còn có thể nhìn ra hình dáng đại khái nữa. Lý Vân Tiêu không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào tượng đồng đi, ban đầu là tràn đầy nghi hoặc, đến đằng sau lại biến thành khiếp sợ thật lớn. Toàn thân đều run rẩy lên, chỉ vào tượng đồng kia lo lắng nói. Có thể thu lấy vật kia vào không? Đây chính là cửu giai thần quáng kỳ chân hiếm thấy thiên chiếu khuyết kim A. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy và kinh hãi. Con mẹ nó, là ai lại dùng nhiều thiên chiếu khuyết kim như vậy làm thành pho tượng? Con em ngươi A, là ai có mặt mũi lớn như vậy? Đây chính là thứ chỉ cần một khối lớn chừng nắm tay là có thể luyện chế huyền khí cửu giai. Là một trong mấy loại thần quáng đã tuyệt tích trên đại lục rồi a. Diệp Phàm trong nội tâm cả kinh, hắn tuy rằng không biết thiên chiếu khuyết kim là vật gì, nhưng nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy cũng biết không giống tầm thường, cau mày nói. Ta thử xem a, dù sao khống chế tiểu thuyền này cũng đã có chút miễn cưỡng rồi. Lý Vân Tiêu kích động có chút khó có thể tự kiềm chế, nói. Nhất định phải thử xem, nhìn thấy kỳ chân hiếm thấy như thế. Nếu như bỏ qua thì dù chết cũng không nhắm mắt đâu. Hắn thân là thuật luyện sư cửu giai, đối với những tài liệu ngàn vạn khó cầu kia đều thập phần khao khát, nhưng tài liệu quý trọng có thể lọt vào mắt hắn cũng không có bao nhiêu ra. Diệp Phàm thi triển ra pháp quyết, hơi chút xoay đầu thuyền lại,
chạy về phía pho tượng kia, nhưng pho tượng dưới sự cọ rửa của các loại năng lượng trong ngân hà cũng dùng một loại quỹ tích cực kỳ bất quy tắc chạy đi ngày càng xa hơn. Vân Tiêu đại ca, sợ là không được rồi, pho tượng kia. Diệp Phàm cảm thấy một hồi vô lực, hắn đối với Nặc Á Chi Chu cũng chỉ có thể điều khiển đơn giản, hơn nữa liên hệ tâm thần cũng không được mạnh lắm, như ẩn như hiện, có thể đi qua Bỉ Ngạn đã có chút miễn cưỡng rồi. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu như không muốn sống trực tiếp lao ra thuyền nhỏ, khí thể màu đen trên ma thiên chiến giáp tản ra bên ngoài cơ thể, bay thẳng đến chỗ tượng đồng kia. Lập tức ma khí ngập trời chỉ qua mấy hơi đã bị áp chế đến mức cực kỳ yếu ớt, Lý Vân Tiêu lấy ra Hoàng Chiêu Trung, chấn động một cái, khiến không gian bốn phía trở nên vặn vẹo, phun mạnh ra một khẩu nguyên khí, trực tiếp xúc địa thành thốn trên không trung, chỉ vài hơi đã vọt tới chỗ cách pho tượng mấy chục thước. Lúc này không ít lực lượng cuồng bạo trực tiếp xuyên qua ma khí của hắn, chấn lên bản thể áo giáp, phát ra tiếng vang chói tai và ánh lửa. Hai mắt Lý Vân Tiêu trở nên đỏ bừng, một đạo tinh thần lực tản ra không gian bốn phía, pho tượng kia bị hắn trực tiếp hút vào, mi tâm lóe lên chói tai tê liền thu vào trong giới thần bi. Diệp Phàm ở xa xa thấy thế tâm kinh đảm hàn, trên thân Lý Vân Tiêu giờ phút này thật giống như dính đầy pháo, dưới các loại năng lượng cuồng bạo bị bắn đến vang lên đùng đùng, khắp nơi đều là ánh lửa hồ quang điện, nếu có ma thiên khải giáp thì sợ là đã sớm tiêu đời rồi. Lý Vân Tiêu sau khi đắc thủ pho tượng thì trong lòng cuồng hỉ, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy vẫn không quên tận tình cười to, đang lúc đắc ý chợt bị mấy đạo năng lượng trực tiếp bắn thủng bắp đùi của hắn, lúc này mới sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhanh chóng trốn về lại trên thuyền nhỏ. Diệp Phàm hoảng sợ nhìn ma thiên khải giáp trên người hắn, ma khí đen kịt đã không còn sót lại chút nào, bản thể áo giáp cũng bị bắn ra rất nhiều vết cắt, còn có rất nhiều chỗ càng trực tiếp lõm xuống. Áo giáp này hắn cũng đã mặc qua, tự nhiên biết rõ lực phòng ngự mạnh cỡ nào, lúc này mới chỉ vài hơi dĩ nhiên đã bị tổn hại thành ra như thế. Giờ phút này hắn cũng vạn phần khiếp sợ chỗ thần kỳ của Nặc Á Chi Chu. Trong hoàn cảnh ác liệt thế này rõ ràng lại không có việc gì. Lý Vân Tiêu nhíu mày, vươn tay, ma thiên khải giáp kia biến ảo trên lòng bàn tay, đích thật đã bị thương không nhẹ. Hắn đột nhiên nhíu mày một cái, nhẹ nhàng vươn tay điểm lên khải giáp, một đạo hào quang sâu kín màu tím từ bên trong bay lên, bị tay trái hắn cẩn thận từng ly từng tí chộp vào lòng bàn tay. Quang mang màu tím kia ánh sáng long lanh, có tính dính rất mạnh, ngưng mà không tiêu tan. Vân Tiêu đại ca, đây là cái gì? Diệp Phàm cũng thấy mà ngạc nhiên, cảm thấy thập phần xinh đẹp. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Không thể tưởng được lại gặp phải tử chi cực quang, khó trách ma thiên khải cũng không ngăn được, người có từng nghe qua bản sắc chi quang chưa? Diệp Phàm cau mày suy tư một hồi, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm đa cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trợ tím, bảy loại quang chi bản sắc sao? Diệp Phàm tuy rằng thực lực bình thường, nhưng thân là truyền nhân của cái thế võ đế, các loại học thức vẫn phi thường uyên bác. Lý Vân Tiêu khen. Đúng vậy, đúng là tử chi cực quang trong thất sắc quang chi bản nguyên kia. Lại nói tiếp coi như là một loại năng lượng thiên địa, không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa còn vô cùng diệu dụng. Hắn nhíu mày cười khổ nói. Chỉ có điều tử chi cực quang này hơi ít, xem ra trong đầu ngân hà này có rất nhiều thứ tốt ha. Về sau có cơ hội thì phải đi chuyến nữa mới được. Lý Vân Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thu đạo ánh sáng kia vào trong mi tâm, để nó lơ lửng trên đan điền, lẳng lặng đứng yên bất động ở kia. Sau đó cũng thu luôn ma thiên khải giáp vào, tuy rằng áo giáp tổn thương, nhưng hắn cũng không có gì đau lòng cả. Loại áo giáp cấp bậc này, hắn kiếp trước cũng có thể tự mình luyện chế. Chỉ cần sớm ngày khôi phục thực lực, huyền khí gì lại không luyện ra được. Diệp Phàm cười khổ nói. Vân Tiêu đại ca thiên phú dị bẩm, thiên cổ đến nay sợ rằng cũng chỉ có mình ngươi, nơi này ta không dám đến nữa đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Ngươi đã nhận được truyền thừa của Diệp Nam Thiên, tiến giai võ đế, thành tựu đỉnh phong võ đạo chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó nơi này cũng chỉ là nơi nhàn nhã tản bộ mà thôi. Thiên ngoại tinh không tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với cường giả ở đỉnh phong võ đạo mà nói, ngược lại là một khối bảo địa. Không những có thể mượn ngân hà tinh thần chi lực tu luyện, còn có thể bất chợt gặp được rất nhiều bảo vật. Tài liệu luyện khí tuyệt phẩm trên đại lục, đại bộ phận đều là đạt được từ vực ngoại tinh không. Thiên võ giới tồn tại đã vô số năm tháng, rất nhiều dị bảo đã sớm biến mất không thấy nữa rồi. Lý Vân Tiêu thu hồi áo giáp và tử chi cực quang,
lúc này mới hết sức cẩn thận từ trong giới thần bi lấy ra một pho tượng. Pho tượng còn thấp hơn cả Lý Vân Tiêu, dáng người hết sức nhỏ, dĩ nhiên là bức tượng của một nữ tử. Tuy rằng đã sớm thay đổi hoàn toàn, nhưng từ trên thể hình vẫn có thể nhìn ra phong thái tuyệt đại năm đó. Là người nào có mặt mũi như vậy, khối thiên chiếu khuyết kim lớn như thế, cho dù có dùng làm chủ tài cũng có thể luyện chế hơn 20 kiện huyền khí cửu giai a, vậy mà dùng để đúc tượng một nữ nhân. Lý Vân Tiêu cũng không phải chưa thấy qua các mặt xã hội, nhưng vẫn bị loại đại thủ bút này trấn trụ. Hắn cẩn thận quan sát từng phần pho tượng, rất nhanh phát hiện một ít tình huống khiến người phải khiếp sợ. Đầu tiên pho tượng kia dĩ nhiên là một khối thiên chiếu khuyết kim nguyên vẹn điêu đục thành. Tuy rằng khối thiên chiếu khuyết kim này phẩm chất vô cùng tốt, nhưng dùng thần thức tinh tế thăm dò vào trong đó, có thể phát hiện vẫn ẩn chứa không ít tạp chất trong đó, có thể thấy nó chừng từng trải qua rèn luyện, là một khối thần quáng tự nhiên nguyên vẹn. Thiên chiếu khuyết kim tự nhiên lớn như thế, đừng nói là thấy, dùng thân phận thuật luyện sư cửu giai của hắn cũng chỉ mới nghe qua lần đầu. Hẳn là một đầu tinh nguyên quáng khô thiên chiếu khuyết kim quáng mạch, chắc là thủ bút của một tông môn lớn nào đó vào thời xa xưa. Tiếp theo, pho tượng nữ tử kia tuy rằng bên ngoài đã hoàn toàn không cách nào nhận ra, nhưng dáng vẻ phong nhã kia, chỉ từ hình thể đã mang đến cho người một loại cảm giác chấn nhiếp tâm hồn, thần thánh cao thượng, không thể xâm phạm. Lý Vân Tiêu hai tay nâng pho tượng kia, cũng sinh ra một loại cảm giác không dám khinh nhờn. Giống như dùng tay đụng vào cũng đã là tiết độc cực lớn đối với nữ thần rồi vậy. Tại sao có thể vậy được? Coi như là điêu khắc quỷ phủ thần công, ngưng tụ quy tắc chi lực, dưới sự ăn mòn của tuế nguyệt và năng lượng hư không cũng sớm nên tiêu tán rồi mới đúng chứ. Lý Vân Tiêu tính tình kiên định, hồn lực bàng bạc, tự nhiên sẽ không bị khí tức thần thánh từ trên pho tượng kia phát ra dung chuyển tâm thần. Năng lượng trong loại tài liệu cửu giai này cực lớn. Thuật luyện sư bình thường muốn thăm dò thần lực vào trong đó đều khó khăn dị thường, coi như là Lý Vân Tiêu với hồn lực lục giai trước mắt, cũng chỉ có thể tiến hành quan sát đại khái ở tầng cạn, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Chẳng lẽ bên trong có cổ quái? Nhưng mà, đây là quặng thô thiên chiếu khuyết kim nguyên vẹn a, cũng không có bất kỳ dấu vết phá hư nào cả, ai có thể làm điều gì cổ quái ở sâu bên trong chứ? Lý Vân Tiêu suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối, nói. Mặc kệ, đợi khôi phục lại thực lực cửu giai, liền trực tiếp luyện hóa ngươi, trước sau khi cũng có thể biết được. Diệp Phàm đột nhiên cau mày mở miệng nói. Vân Tiêu đại ca, pho tượng kia mang đến cho ta cảm giác thập phần không tốt, khiến tinh thần của ta khó có thể đắm chìm xuống. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào pho tượng kia, bí quyết trong tay trong có chút bất ổn. Lý Vân Tiêu thu pho tượng vào trong giới thần bi, lúc này mới nói. Thật có chút cổ quái. Ngươi không cần thiết phân tâm. Lúc này đã đến ngân hà bỉ ngạn, các loại năng lượng khủng bố trong hư không loạn lưu càng ngày càng ít, ở bốn phía thuyền nhỏ bắt đầu lộ ra không ít dấu vết nhân công lưu lại, như một ít huyền khí tổn hại, còn có cung điện tàn viên nghi là do nhân công mở ra, thậm chí bắt đầu xuất hiện mảng lớn túi đất. Diệp Phàm kinh dị nói, nghe đồn thái cổ chi địa vốn là một bộ phận của thiên võ giới, chẳng biết tại sao lại bị đại năng thượng cổ vứt bỏ vào cuối tinh không. Xem ra cũng không sai a. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ không thôi, trước mắt mảng lớn thổ địa hiển hiện trong hư không, lộ ra thập phần cổ quái. Hơn nữa muốn ném một khối đại lục vào cuối tinh không, cái này cần lực lượng cỡ nào mới được chứ? Diệp Phàm, đưa ta đến đó đi. Thuyền nhỏ im im lặng lặng tựa vào một khối thổ địa, bỏ neo xuống dưới. Không gian bốn phía hoàn toàn yên tĩnh và đen tối, chỉ có ngôi sao ở xa xa lóe ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Phàm cũng hơi chút mệt mỏi, ấn quyết trên tay dừng lại. Quang mang màu vàng nhạt trên nặc á chi chu lập tức biến mất, Lý Vân Tiêu khẽ dẫm một chân lên mặt đất, trước mắt là một khối thổ vang mênh mông, phiêu đãng trên hư không. Nơi này xem ra rất có ý tứ a. Lý Vân Tiêu nhìn một cái bình nhỏ bạch ngọc trên mặt đất ở phía xa, vươn tay một chảo liền hút vào lòng bàn tay, mở ra nắp bình khẽ ngửi, lộ ra vẻ cổ quái. Diệp Phàm nói, làm sao vậy? Vân Tiêu đại ca. Lý Vân Tiêu cẩn thận nhìn qua bốn phía, nói. Bình ngọc này trống không, nhưng tản mát ra mùi đan dược bát giai. Bạch chi lưu ly ngọc bình tuy rằng là vật chứa nhất đẳng để bảo tồn đan dược, nhưng nhiều nhất chỉ có thể lưu hương trăm năm, nói rõ bình ngọc này là được lưu lại trong trăm năm gần đây, nếu không dược khí đã sớm tiêu tán không còn rồi. Trăm năm đối với những võ giả đỉnh phong như bọn hắn, kỳ thật cũng không quá dài.
Diệp Phàm cả kinh nói. Ngươi lại ý nói nơi này từng có người đi qua. Nhưng mà, không phải chỉ có vạn cổ trường thanh thụ mới có thể thông hướng vô biên tinh vực này sao? Lý Vân Tiêu trực tiếp ném bình ngọc xuống như rác rưởi, khẽ nói. Ai biết được, bên trong thiên võ giới ẩn tàng không ít quái vật, mỗi người thủ đoạn thông thiên. Hơn nữa những thổ nhưỡng phiêu tán này tuyệt không phải thổ nhưỡng bình thường, đều có chứa trọng lực, trong thiên võ giới không thể gặp được. Vực ngoại tinh không này xem ra rất thú vị a. Diệp Phàm nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói. Loại địa phương cổ quái này, cũng chỉ có Vân Tiêu đại ca mới có hứng thú. Lý Vân Tiêu cười nói. Có hứng thú đi cùng không? Diệp Phàm lắc đầu liên tục, nói. Không được, tổ tiên để lại trong đầu ta quá nhiều thứ, cũng không biết khi nào mới có thể tiêu hóa xong. Ta giờ phải lập tức đi nơi không có người bế quan, thẳng đến khi tu luyện thành công mới ra. Lý Vân Tiêu thần sắc nghiêm nghị gật đầu nói. Đúng vậy, tin tức người đạt được Nặc Á Chi Chu rất nhanh sẽ truyền khắp đại lục, đến lúc đó không chỉ là bảy thế lực lớn. Sợ rằng thánh vực cũng sẽ lật tung thiên hạ để tìm ngươi, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Diệp Phàm nói, yên tâm đi, trong lòng ta đã có nơi để đi, thánh vực và bảy thế lực lớn nhất định không thể tìm thấy ta. Chờ sau khi ta xuất quan, Nặc Á Chi Chu này nhất định sẽ đưa cho Vân Tiêu đại ca nghiên cứu. Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi có lòng rồi, gặp lại a, Diệp Phàm. Hắn vung tay lên, liền đi vào trong mảnh đất vô biên kia. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm đột nhiên kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, lộ ra ánh mắt kiên định, nắm chặt nắm đấm nói. Ta vẫn rất kính nể đối với Vân Tiêu đại ca, nhưng mà, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lý Vân Tiêu có chút xoay đầu lại, nhìn Diệp Phàm hơi có chút khẩn trương, khẽ cười nói. Muốn vượt qua ta, hắc hắc, lần sau gặp lại hy vọng là đỉnh phong võ đạo. Hắn xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại bước vào trong tường đổ, hóa thành một vòng ánh sáng nhạt biến mất trong tầm mắt Diệp Phàm. Đỉnh phong võ đạo sao? Diệp Phàm chỉ cảm thấy một mảnh nhiệt huyết sôi trào, kiên định nói. Nhất định. Nhìn qua Lý Vân Tiêu biến mất ở trước mắt, hắn vái chào một cái thật sâu. Xa xa ngôi sao lập lòe, một vòng trăng sáng nhô lên cao. Dưới ánh trăng chiếu rọi ra một vòng thân ảnh nhàn nhạt. Diệp Phàm đi lên trên thuyền nhỏ màu vàng, chậm rãi chạy về phía vô biên đại lục. Lý Vân Tiêu một người ở trong tinh không dẫm trên mặt đất nhanh chóng lao đi, thái cổ chi địa là một nơi tịch diệt, bốn phía bị thái cổ cương phong vần quanh, dưới các loại lực lượng nguyên tố chí cường kia, bất cứ sinh vật nào cũng phải lập tức hóa thành thây khô, trọn đời bất hủ. Mà giờ khắc này những thổ dưỡng dưới trời sao này có lẽ chính là bên ngoài thái cổ chi địa rồi. Bốn phía tuy rằng nhìn lại rộng lớn bao la bát ngát, nhưng kỳ thật rất dễ phân biệt phương hướng, chỉ cần dùng ngôi sao làm tọa độ, thì tuyệt đối không thể nào đi nhầm được. Lý Vân Tiêu chạy đi một hồi, đột nhiên phía trước khi thì nổi lên ánh sáng nhạt, chiếu rọi một mảnh sáng trưng, khi thì lại ảm đạm xuống, một mảnh tịch diệt hắc ám. Lý Vân Tiêu ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn qua phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái! Phía trước sao lại có tinh lực hội tụ? Hắn trông về phía xa, chỉ thấy trên lục địa ngoài vài dặm tản mát ra ánh sao yếu ớt, thật giống như một chấm nhỏ trong hư không, lúc sáng lúc tối bất định. Chẳng lẽ là tinh thần vẫn lạc, còn chưa triệt để tiêu vong sao? Không đúng, thổ nang này mỏng manh như vậy, sao có thể chống nổi tinh thần vẫn lạc được, chẳng lẽ là dị bảo sao? Nghĩ đến khả năng này, hắn lập tức cuồng hỉ. Nơi này là chiến trường thời xa xưa. Tử vong vẫn lạc không biết bao nhiêu đại năng chi sĩ, pho tượng thiên chiếu khuyết kim lấy được lúc trước hẳn là kết quả khi đó. Còn một ít chí bảo khác còn sót lại cũng là việc rất có khả năng. Hắn nhanh chóng chạy tới chỗ tinh quang kia, rất nhanh đã thấy một mảng lớn hào quang màu vàng kim óng ánh sáng lên, tuyệt không phải tinh thần gì, đang trực tiếp từ tinh thần ở bốn phía cách đó không xa hấp thu lấy tinh quang, toàn bộ hội tụ lại đây mới sinh ra tinh lực cường đại như thế, bao lấy đường kính vài trăm mét. Lý Vân Tiêu khiếp sợ nhìn qua phiến tinh quang kia, trái tim mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, chỉ thấy trong tinh quang kia có một trận pháp cực đại đang vận chuyển, mà ở trung tâm trận pháp, càng ngồi xếp bằng một lão giả vàng áo, đang lộ thần thái an tường nhắm mắt tu luyện, tinh quang vô tận kia rơi vào trên người hắn, đều bị hấp thu vào. Chi? Lý Vân Tiêu hít một hơi lạnh, hoảng sợ thất thanh nói. Dĩ nhiên có người hấp thu tinh thần lực tu luyện, cái này...
Một màn trước mắt khiến hắn quá mức hoảng sợ, không có dị bảo thì cũng thôi đi, không ngờ lại gặp được một người. Hắn nghẹn ngào kinh hô, lập tức kinh động lão giả đang tu luyện kia, hắn đột nhiên dương mắt, khi vừa mở mắt ra, liền có kim quang như lôi điện lóng lánh trong đó. Lão giả kia cũng cực kỳ khiếp sợ, cũng tuyệt đối không thể tưởng được mình tu luyện vậy mà lại bị người quấy rầy, mở to mắt ngốc trệ một lát, lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra, nơi này chính là vực ngoại tinh không a, sao lại có người? Không đúng không đúng, tuyệt không khả năng, nhất định là ta tu luyện gặp phải tâm ma nghiệp chướng. Nguy rồi, sao lại xuất hiện tâm ma chứ? Lão giả áo vàng vội vàng nhắm nghiền hai mắt, trong tay thi triển ra một cái thanh tâm quyết, muốn dứt bỏ các loại tạp niệm, lần nữa vận công tĩnh tâm điều tức, cố gắng bài trừ ma chướng. Nhưng qua mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng, vẫn lần nữa mở mắt ra, dùng tay dốc sức dụi dụi mắt, mới phát hiện mình không nhìn lầm, không phải tâm ma, quả nhiên là có người xâm nhập đến. Lão giả lập tức vọt lên khỏi mặt đất, sợ tới mức lùi lại sau mấy bước, toàn thân cảnh giác quát. Ngươi là người nào? Sao lại tới đây hả? Lý Vân Tiêu cũng cảnh giác vạn phần, liếm liếm bờ môi khô, có thể tu luyện trong tinh không như thế, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Hắn nhìn chằm chằm vào lão giả áo vàng một hồi, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ, lập tức đồng tử trừng lớn. Hắn vậy mà dần nhận ra người trước mắt này, lại là quen biết cũ của hắn, nghẹn ngào cả kinh nói. Ngươi là Viên Cao Hàn, tinh quang hồn thể đệ bát trọng. Lão giả áo vàng sợ hãi kêu lên một tiếng, trên mặt khiếp sợ khó có thể bình tĩnh, nhìn Lý Vân Tiêu mộ hồi giống như gặp quỷ, âm thanh la hoảng lên, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại nhận ra lão phu? Còn biết tinh quang hồn thể của ta nữa? Lý Vân Tiêu cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, trong đầu nhanh chóng tính kế. Viên Cao Hàn này chính là đại nhân vật có lai lịch không nhỏ, bối cảnh thông thiên A. Bản thân chính là trưởng lão của Hóa Thần Hải. Nhưng lại ở thánh vực kiêm nhiệm chức vụ nhất định, mà ngay cả trong bảy đại thế lực siêu cấp cũng có mấy nhà thuê hắn làm trưởng lão danh dự. Cái gọi là trưởng lão danh dự, cũng chính là loại mang danh hiệu trên người, hàng năm không ràng buộc còn được rất nhiều chỗ tốt, thời điểm mấu chốt chỉ cần động miệng, hoặc là vươn ngón tay chỉ một hai cái. Lúc ở kiếp trước, Lý Vân Tiêu cũng mang trên mình danh hiệu trưởng lão danh dự Hóa Thần Hải, cũng là để làm nhiều việc trở nên thuận tiện hơn. Cũng coi như là người quen cũ với Viên Cao Hàn này. Hơn nữa những cái này cũng không phải là át chủ bài lớn nhất của Viên Cao Hàn, át chủ bài kia ngay cả Lý Vân Tiêu kiếp trước cũng không dám trêu chọc. Quả nhiên là tinh quang hồn thể A, chậc chậc. Trong lòng Lý Vân Tiêu rất nhanh đã có tính toán, trong mắt xoay chuyển vô cùng tà ác, một vòng dáng cười hiện lên trên mặt, lạnh hừ hừ nói. Ta tự nhiên biết rõ ngươi là Viên Cao Hàn. Nếu không cũng sẽ không từ xa vạn dặm đi tới vực ngoại tinh không này tìm ngươi rồi. Cái gì, ngươi là tới tìm ta sao? Ngươi tìm ta làm gì? Viên Cao Hàn kinh hãi liên tục, trong nội tâm càng thấp thỏm không thôi, đối phương tuy rằng nhìn qua chỉ có tu vị võ tông tứ tinh, nhưng loại thực lực hèn mọn này làm sao có thể tới vực ngoại tinh không được? Tìm ngươi làm gì? Hắc hắc! Tiếng cười của Lý Vân Tiêu khiến Viên Cao Hàn toàn thân sợ hãi, dữ tợn nói. Đương nhiên là ham muốn tinh quang luyện hồn thuật của ngươi rồi, thuật luyện đại sư cửu giai Viên Cao Hàn tiên sinh. Tinh quang luyện hồn thuật, gan chó thật lớn. Dù trong lòng Viên Cao Hàn đối với hắn kiêng kỵ không thôi, nhưng sau khi nghe thấy yêu cầu này, vẫn giận đến tím mặt, sắc mặt lập tức âm lãnh tới cực điểm, quát. Ta mặc kệ ngươi là người phương nào, hiện giờ lập tức cút cho ta. Muốn luyện hồn chi thuật của ta, tuyệt không khả năng. Ngươi bây giờ lập tức rời đi còn kịp. Nếu để cho ta biết được ngươi là ai thì ngươi phiền toái đấy. Hắn vẻ mặt vẻ giận dữ, khí chất tông sư của người thân là thương vị giả thuật luyện sư cửu giai phát ra, có loại trầm ổn gặp nguy không loạn, tiếp tục bổ sung nói. Hơn nữa ngươi đã biết ta, thì nên biết tinh quang luyện hồn thuật này được truyền thừa từ nơi nào, trong thiên hạ này, ai dám làm chuyện đó hả? Lý Vân Tiêu khinh miệt cười, lạnh giọng nói. Hậu trường của ngươi ta cũng biết, nhưng đã từ xa vạn dặm đến đây. Ta tự nhiên đã có chuẩn bị. Ngươi là quý trọng luyện hồn thuật của ngươi, hay là quý trọng cái tinh quang hồn thể bát giai này đây? Trong nhẫn hắn lóe lên hào quang, một cây trường phiên xuất hiện trong tay, vù vù chuyển mấy vòng, uy phong lẫm lẫm cười lạnh nói. Thứ này ngươi có nhận ra không? Chi? Lần này Viên Cao Hàn quả nhiên đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nghẹn ngào thét to.
phệ hồn phiên, hơn nữa là phệ hồn phiên cửu giai. Ngươi là người phệ hồn tộc. Lý Vân Tiêu trong lòng bật cười, vẫn giả bộ dữ tợn như cũ, lạnh lùng nói. Biết rõ là tốt rồi, cho ngươi ba tức thời gian để lựa chọn đấy. Trong lòng hắn cũng thập phần khẩn trương, bàn tay nắm lấy phệ hồn phiên cũng đổ đầy mồ hôi. Giờ phút này Viên Cao Hàn ở trước mặt hắn cũng không phải là bản thân Viên Cao Hàn, mà là một cỗ thân ngoại hóa thân. Thuần túy do hồn thể cấu thành, là một loại luyện hồn chi thuật vô thượng, thông qua hấp thu tinh thần chi lực, cô đọng ra đạo hồn phách thứ hai của bản thân, từ đó thực hiện song hồn cùng tu, tương đương với hai thuật luyện sư đồng thời tu luyện, hiệu quả có thể nghĩ. Loại tinh quang luyện hồn thuật này được vinh danh là luyện hồn thuật đệ nhất đại lục. Mà bây giờ thứ gọi là tinh quang hồn thể bát trọng cũng là thứ tương đương với thuật luyện sư bát giai, cho dù Lý Vân Tiêu động thủ cũng sẽ không phải là đối thủ của tinh quang hồn thể này của Viên Cao Hàn. Hắn hiện giờ sách lược chính là dùng phệ hồn phiên để hù dọa đối phương, dù sao tất cả thân thể linh hồn sợ nhất chính là người phệ hồn tộc, đặc biệt là một ít thuật luyện sư cao cấp, linh hồn cường đại khiến những cao thủ phệ hồn tộc kia đều thèm nhỏ dãi. Quả nhiên! Viên Cao Hàn sau khi thấy phệ hồn phiên cả người đều trở nên thập phần không bình tĩnh, thân thể dưới phiến ánh sao trở nên run run, cơ hồ chỉ dùng thanh âm gào rú nói. Coi như là hoàng phủ bật cũng không dám đối với ta như vậy. Nếu ngươi dám thu tinh quang hồn thể này của ta, coi như phệ hồn tộc các ngươi là bảy đại thế lực siêu cấp, ta cũng muốn giết cho tan thành mây khói. Dừng, chỉ bằng ngươi sao? Lý Vân Tiêu vẻ mặt mỉa mai, đồng thời không kiên nhẫn phất phất tay, nói. Đừng nói nữa, nếu ta thu cái tinh quang hồn thể này, bản thể ngươi có thể duy trì ở cảnh giới cửu giai hay không cũng là chuyện khó nói, đến lúc đó nếu như ngã về bát giai, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Những nơi như Bắc Minh Huyền Cung gì đó còn có thể cho ngươi làm trưởng lão danh dự sao? Hắn rót nguyên khí vào trong phệ hồn phiên, một loại lực lượng cổ quái từ bên trong tràn ra, tản mát ra chút kim quang, lạnh giọng nói. Tranh thủ thời gian lựa chọn đi. Thu hồn thể này của ngươi, phệ hồn phiên của ta không chừng có thể tiến giai địa kim cấp, hắc hắc, rất chờ mong đấy. Lý Vân Tiêu giữ tợn liếm lấy môi dưới, khiến Viên Cao Hàn sợ tới mức trong lòng run rẩy thoáng một phát, toàn thân rét run, trong hai tròng mắt đại hận không thôi. Viên Cao Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi biết thân phận của ta, còn dám đối với ta như vậy. Ngươi thật sự đáng chết a. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống. Giờ phệ hồn phiên lên bước tới trước mấy bước, trên người hàn khí đại thịnh, phát ra như thực chất, lạnh lùng nói. Một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là cho ta luyện hồn thuật hay là trực tiếp hiến hồn thể này cho ta. Vượt qua ba tức, ta liền trực tiếp thu hồn thể rồi. Một, Lý Vân Tiêu ngân chữ một này ra vừa nặng lại dài, như ngàn cân cự thạch đặt ở trong lòng Viên Cao Hàn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cơ hồ đều vặn vẹo cùng một chỗ, không có bộ dáng. Hai. Theo chữ hai hô lên, Viên Cao Hàn toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ oán độc, cắn răng nói. Ta làm sao biết truyền cho ngươi luyện hồn chi thuật, ngươi sẽ không thu tinh quang hồn thể bát trọng này của ta. Ngươi tu luyện chính là phệ hồn phiên, lực hấp dẫn của hồn thể này đối với ngươi có lẽ càng lớn hơn mới phải chứ. Lý Vân Tiêu trong nội tâm vui mừng không thôi, bộ dạng như vậy rõ ràng đối phương đã thỏa hiệp rồi. Tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn nếu động thủ, dùng lực lượng thuật luyện sư bát giai của hắn cũng đủ để áp chế Lý Vân Tiêu. Nhưng lúc hắn nhìn thấy phệ hồn phiên cửu giai cũng đã tâm kinh đảm hàn rồi, căn bản không sinh ra nửa điểm chiến ý. Mặc dù thực lực đối phương hiển lộ ra rất là cặn bã, nhưng không có thủ đoạn cường đại, làm sao có thể tiến vào vực ngoại tinh không, làm sao có thể có được phệ hồn phiên cửu giai, làm sao nhận ra mình được chứ? Nếu hồn thể này bị đối phương thu mất luyện chế thành hồn nô, hoặc là bết bát hơn trở thành chất dinh dưỡng của hồn nô vậy thì bản thể Viên Cao Hàn tất nhiên sẽ bị thương nặng, không khác lắm với Lý Vân Tiêu đã nói, có thể duy trì ở cửu giai hay không cũng khó mà nói được. Hơn nữa sau này muốn khôi phục đến thực lực trước mắt, thậm chí tại tiến một tầng là chuyện tuyệt đối không có khả năng nữa. Hậu quả quá nghiêm trọng, hắn căn bản không dám mạo hiểm. Vực ngoại tinh không này sao lại có người đặt chân đến? Trong lòng của hắn đại hận, sớm biết như thế, tìm mấy tên võ đế hộ pháp cho hắn là tốt rồi, không cần phải chịu vũ nhục như hiện giờ. Nhưng tất cả đều đã chậm, nhiều năm tu hành, ai muốn dễ dàng bị hủy hoại trong giây lát chứ? Lý Vân Tiêu cưỡng chế vui sướng vô biên trong lòng, hừ lạnh nói. Cái này thì ngươi cứ yên tâm,
Trương Thiệu Thiên ta cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Lấy cách tu luyện của ngươi, nhiều lắm chỉ kết chút ít ân oán, nếu thu hồn thể này của ngươi vậy thì chính là đại thù sinh tử rồi. Làm người mọi thứ đều phải lưu lại một đường mới được, nếu không bản thể ngươi trực tiếp đi phệ hồn tộc nháo sự, ta ở trước mặt tông chủ cũng không dễ nói chuyện lắm. Hừ! Viên Cao Hàn hừ mạnh một tiếng, giận đến mức mặt cũng phát tím, cả giận nói. Thì giai ngươi còn biết nặng nhẹ, nhưng luyện hồn thuật này của ta chính là vô thượng. Còn em ngươi đấy, còn muốn rong dài sao? Lý Vân Tiêu thấy hắn còn muốn rong dài, lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp hống lên, hơn nữa phệ hồn phiên trong tay làm ra bộ dạng muốn triển khai. Trương Thiệu Thiên sau khi bị Diệp Nam Thiên chụp chết cái phệ hồn phiên này liền rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Tuy rằng bình thường không dùng được, nhưng dù sao cũng là một kiện chuẩn huyền khí cửu giai, cầm lấy đi bán cũng tốt a, không thể tưởng được lúc này lại phát huy ra được tác dụng lớn. Tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn hiện giờ sợ nhất chính là công phái biến thái của đám phệ hồn tộc, nếu không phải thế, dù trước mặt hắn là một tên võ tôn, hắn dùng thân thể tinh quang hồn thể bát trọng này cũng dám tới đánh một trận. Nhưng phệ hồn phiên cửu giai vừa xuất hiện, Viên Cao Hàn đã choáng váng tại chỗ. Nào còn dũng khí chiến đấu nữa. Đừng, đừng thua ta. Viên Cao Hàn sợ tới mức không còn phong độ gì nữa, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng vội xin tha nói. Tinh quang luyện hồn thuật ta truyền cho ngươi, mau dừng tay. Hắn thật sự đã bị dọa đến vỡ mật, hồn lực rút lui một giai, cái này đối với bất luận gã thuật luyện sư nào mà nói đều là chuyện khó có thể thừa nhận, huống chi là người đã đứng ở đỉnh phong thuật đạo, nếu thế thì chi bằng chết đi còn hơn. Viên Cao Hàn lập tức thỏa hiệp, vẻ mặt vẻ thống khổ, sau đó mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, muốn nhớ kỹ gương mặt này trong đầu, đợi sau khi trở về sẽ phát ra mệnh lệnh, chân trời góc biển cũng phải giết người này, không chết không ngớt. Lý Vân Tiêu nào không rõ tâm tư hắn, hắn cũng mặc kệ những chuyện này. Chuyện bị người truy sát cũng không phải là lần đầu, hắn đã sớm quen rồi. Phu hồn giả, thuần nhi vô tạp, vị chi chân, hạo kiếp trường tồn, vị chi nhất. Thiên đắc nhất dĩ nhật nguyệt tinh thần trường thanh, địa đắc nhất dĩ. Viên Cao Hàn dưới bất đắc dĩ cực độ bắt đầu truyền thụ yếu quyết tinh quang luyện hồn thuật, hơn nữa cố ý nói một ít chỗ mấu chỗ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không lộ ra tình huống khó hiểu như hắn nghĩ, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, giống như hoàn toàn hấp thu rồi vậy. Viên Cao Hàn ngạc nhiên thoáng một phát, lập tức trong lòng cười lạnh không thôi. Tinh quang luyện hồn thuật này chính là thần công yếu quyết số 1, coi như là hắn năm đó học tập, cũng phí hết sức chín châu hai hổ mới thông đạt được, hơn nữa rất nhiều chỗ mấu chốt cũng cần không ngừng xác minh với thực tiễn mới hiểu rõ. Hắn nhìn bộ dạng này của Lý Vân Tiêu chắc là định trước tiên cưỡng ép nhớ lấy, đợi ngày sau lại từ từ suy nghĩ rồi. Nhưng thần công yếu quyết bực này, căn bản không phải thuật luyện sư bình thường có khả năng cân nhắc thông thấu được. Bởi vì trong bản thân loại yếu quyết này đã ẩn chứa quy tắc vô tận, cho dù hiện giờ nhớ kỹ, cũng dần tán khỏi đầu. Hắn liếc mắt đã nhìn thấu tu vị hồn lực Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ mới lục giai, quên tinh quang luyện hồn thuật nhiều nhất chỉ cần 3 ngày. Lòng hắn trần trận cười lạnh, thậm chí có chút ít đắc ý. Rất muốn xem thử vài ngày sau khi đối phương phát hiện ra yếu quyết trong đầu đã biến mất toàn bộ sẽ có biểu lộ gì. Bất quá, mặc dù đối phương sẽ quên. Nhưng nhất định phải đuổi giết hắn. Uy nghiêm của thuật luyện sư cửu giai quyết không thể xâm phạm. Hắn nhất định phải khiến đối phương trả giá lớn gấp trăm ngàn lần. Sau thời gian uống cạn chung trà, Viên Cao Hàn rốt cục đã nói xong, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy khinh miệt không chút che giấu. Lý Vân Tiêu đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy, mà chỉ cau mày đau khổ suy tư, giống như có rất nhiều chỗ không thể hiểu rõ vậy. Hai người cứ như vậy im im lặng lặng ngồi đối mặt nhau. Thật lâu, Viên Cao Hàn rốt cục nhịn không được, đứng lên trầm giọng nói. Ta đã nói ra toàn bộ yếu quyết rồi, có thể để ta rời đi rồi chứ? Hắn sợ Lý Vân Tiêu hiện giờ mà bắt đầu quên, phát hiện tình huống trong đó, vậy thì thảm rồi, tất nhiên sẽ buộc hắn nói lại mấy lần, thậm chí dùng những phương pháp khác ghi chép lại. Mà bản thân công pháp cường đại không thể tồn thế. Văn tự thông dụng của bọn hắn căn bản không cách nào ghi chép, chỉ có thể truyền miệng, một khi dùng văn tự ghi chép lại, lập tức sẽ bị chôn vùi trên thế gian. Trừ phi là dùng khoa đầu văn trong đó ẩn chứa quy tắc thiên địa, nhưng những văn tự kia trong toàn bộ thiên võ giới cũng không có mấy người nhận biết.
Hơn nữa lúc Viên Cao Hàn tập được tinh quang luyện hồn thuật này đã có nghe nói luyện hồn chi pháp nghịch thiên này chính là được phiên dịch ra từ loại khoa đầu văn thần bí kia. Lý Vân Tiêu nói. Chậm đã. Viên Cao Hàn biến sắc, giận dữ nói. Còn muốn sao, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Lòng cảnh giác của hắn lập tức tăng lên tới cực điểm, chẳng lẽ đối phương sau khi lừa gạt công pháp, còn muốn thu hồn thể của hắn sao? Nếu vậy thì mình dù liều mạng tan thành mây khói, cũng không thể để đối phương như nguyện được. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy buồn cười, nói. Chớ khẩn trương, ta chỉ là có mấy chỗ không rõ, muốn ngươi giải thích một chút thôi. Hừ. Viên Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi chỉ có hồn lực lục giai, không thể hiểu rõ là chuyện rất bình thường, ta đã giảng đủ kỹ càng rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nhưng có ba chỗ ta vẫn còn có chút nghi hoặc, tỉ như câu trí u mỹ sát nhi đại minh thủy quang, trí tính vô tâm nhi phẩm vật hữu phương tựa hồ ẩn chứa đến ba loại ý tứ, không biết viên đại sư nghĩ thế nào. Viên Cao Hàn trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt cũng muốn lồi ra, sợ hãi nói. Ngươi vậy mà có thể hiểu chân ý trong đó sao? Lý Vân Tiêu nói. Cũng có chút không hiểu được, cho nên mới thỉnh giáo. Còn có hai chỗ khác nữa, theo thứ tự là. Lý Vân Tiêu nói ra ba chỗ khó hiểu, hơn nữa còn có ý khác ra, thập phần khẩn thiết thỉnh giáo đối phương. Viên Cao Hàn đã triệt để ngốc trệ, có thể vạch ra ba chỗ này, hơn nữa nói rõ nghi vấn, đã hoàn toàn chứng minh đối phương nghe hiểu được, không chỉ nghe hiểu mà hơn nữa lý giải cũng thấu triệt dị thường. Còn có, ba chỗ này hắn cũng một mực không rõ ràng lắm. Viên Cao Hàn theo thói quen lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhưng hắn là hồn thể, nào có mồ hôi chứ? Trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đằng kia, không biết nói gì cho phải. Mà câu kế tiếp của Lý Vân Tiêu càng khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Tinh quang luyện hồn thuật này hẳn là từ khoa đầu văn kim sắc phiên dịch ra A, cho nên mới có rất nhiều chỗ không cách nào dịch rõ, hoặc là dịch ra nghĩa khác. Bất quá có thể phiên dịch loại văn tự ẩn chứa quy tắc này thành khẩu thuật yếu quyết, người nọ quả thật cực kỳ kinh người. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khâm phục. Hiển nhiên đối với người phiên dịch kia thập phần tôn kính. Ngươi. Viên Cao Hàn liên tiếp nói ba chữ ngươi sau đó hoàn toàn không biết mình muốn nói gì, trong đầu một mảnh trống rỗng, mình lúc trước học tinh quang luyện hồn thuật này, thông hiểu đạo lý mất đến 5 năm, phát hiện ba chỗ này có nghĩa khác, dùng 10 lắm năm, còn đối phương. Nói ra cách nhìn của ngươi xem thử, chúng ta cùng nhau hảo hảo nghiên cứu. Nếu có thể làm thông thì, có lẽ ngươi rất nhanh có thể bước vào tinh quang hồn thể cửu trọng A. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Ngươi chìm đắm trong đó đã nhiều năm như vậy, nhất định có cách giải thích riêng của mình về ba chỗ nghi nan này, nếu không tuyệt đối không thể nào tu luyện tinh quang hồn thể đến đệ bát trọng được. Viên Cao Hàn liếm bờ môi khô khốc, chỉ cảm thấy trong cổ họng cũng bị nghẹn lấy, căn bản nói không ra lời. Một tiểu hài tử mười mấy tuổi. Vậy mà nói với mình cùng nhau nghiên cứu tinh quang luyện hồn thuật. Ngươi là thuật luyện sư sao? Thuật luyện sư đệ nhất phệ hồn tộc hẳn là Hàn Âm Sơn A, ta có biết hắn, nhưng thiên phú cũng không yêu nghiệt như ngươi A, ngươi là đệ tử của hắn sao? Viên Cao Hàn sau khi im lặng một lúc, mới chậm rãi bình phục tâm cảnh của mình, thử thăm dò hỏi. Hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, đó chính là đối phương nhất định đã có hiểu biết nhất định về tinh quang luyện hồn thuật. Hơn nữa sau lưng khẳng định có đại thuật luyện sư cửu giai làm chỗ dựa, hơn nữa cũng rất lợi hại. Nếu không bằng vào một tiểu thí hài, đừng nói đến hiểu rõ tinh quang luyện hồn thuật, chỉ riêng vực ngoại tinh không cũng đã không thể nào tới được rồi. Nghĩ như vậy, tất cả nghi vấn trong lòng liền rộng mở trong sáng, hơn nữa bên trong phệ hồn tộc có tu vị thuật đạo như thế, cũng chỉ có mấy vị, trong đó hiểm nghi lớn chính là đệ nhất thuật luyện sư, phệ hồn tộc. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cười lạnh không thôi. Viên Cao Hàn rõ ràng muốn lấy tin tức từ hắn, hơn nữa thủ pháp lại ngây thơ như thế, những thuật luyện sư này cả ngày đều chìm trong luyện chế, căn bản không hiểu các đạo lý đối nhân xử thế, hắn cố ý trầm mặt xuống, cả giận nói. Mắc mớ gì tới ngươi, nói thêm một câu nữa sẽ thu ngươi ngay. Hắn cầm phệ hồn phiên dương lên. Trên mặt Viên Cao Hàn lộ vẻ sợ hãi, liên tục lui lại mấy bước, lúc này sắc mặt trở nên âm trầm bất định. Càng nhìn càng cảm thấy chỗ dựa sau lưng thiếu niên này chính là Hàn Âm Sơn rồi. Trong lòng hắn dâng lên tức giận vô biên, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói Hàn Âm Sơn, ngươi lại dám đánh chủ ý vào tinh quang luyện hồn thuật của ta, hơn nữa xem qua hẳn là đã sớm có dự mưu,
chờ sau khi ta trở về thề nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Vân Tiêu không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thúc giục nói. Nói nhanh chút đi, nếu không giải thích cho tốt, đừng trách phệ hồn phiên trong tay ta không bị khống chế, tự động triển khai. Kim sắc hồn nô bên trong đã rất lâu chưa được ăn hồn phách tươi sốt rồi đấy. Viên Cao Hàn hận đến nghiến răng ngứa, nhưng đồng thời cũng yên tâm xuống, biết rõ đối phương sẽ không thực thu hắn. Dù sao Hàn Âm Sơn chỉ là cầu thần công yếu quyết, đến lúc đó hai người gặp mặt còn có thể một mực phủ nhận, cãi cọ không rõ, đây cũng chính là lý do hắn cố ý phái một tên mao đầu tiểu tử đi lên, thậm chí có thể trực tiếp bỏ qua tên tiểu tử này, phủi sạch quan hệ với hắn. Nhưng nếu như thu tinh quang hồn thể của mình, tính chất sẽ hoàn toàn không giống lúc trước, đây tuyệt đối là cục diện không chết không ngớt. Đến lúc đó mình không quản hắn có thừa nhận hay không, kiểu gì cũng muốn cùng hắn liều đến cá chết lưới rách. Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn liền cảm giác mình ít nhất cũng an toàn, chỉ cần thành thật phối hợp một chút, đối phương chắc sẽ không làm ra hành vi quá đáng. Vì vậy dưới ánh mắt cực kỳ phẫn hận, Viên Cao Hàn nói ra những lý giải của mình về các chỗ kia. Sau khi biết rõ người đứng sau lưng đối phương là Hàn Âm Sơn, hắn cũng không ôm tâm tư che giấu nữa, dù sao Hàn Âm Sơn cũng là tồn tại không kém gì hắn, nghe xong cũng biết là có vấn đề hay không. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh dị, nghe xong nhìn không được trầm trồ khen ngợi, một lát sau lộ ra thần sắc hoàn toàn thỏa mãn, hiển nhiên đã hoàn toàn thông suốt tất cả. Hắc hắc, nhìn không ra A Viên Đại Sư, ta trước kia vẫn cho rằng ngươi ngu xuẩn. Chỉ dựa vào công pháp nghịch thiên mới có thể tu luyện đến cửu giai, hiện giờ xem ra ngươi vẫn có chút năng lực lĩnh ngộ đấy, ít nhất giảng giải mấy chỗ này phi thường đặc sắc. Lý Vân Tiêu cười vỗ tay, cũng không biết là khen thật hay châm chọc. Khiến Viên Cao Hàn tức giận đến mức đỉnh đầu bốc lên khói xanh, khoản sổ sách này lại hung hăng ghi tạc trên người Hàn Âm Sơn. Bởi vì vì một tên mao đầu tiểu tử sao lại có cái nhìn như vậy với mình được, nhất định là Hàn Âm Sơn thường xuyên nói bên miệng. Bị tiểu tử này nghe thấy được, cho nên mới thuận miệng nói ra. Giờ ta có thể đi được chưa? Viên Cao Hàn giờ chỉ hận không thể lập tức trở lại bản thể, sau đó triệu tập nhân thủ phóng đi phệ hồn tông giết người. Hồn thể bát trọng này của hắn cách bản thể quá xa, tất cả mọi việc xảy ra bản thể không cách nào biết được, trừ phi hồn thể này bị tiêu vong, vậy thì ngay khi tiêu vong, bản thể mới có thể tiếp nhận tất cả tin tức từ hồn thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Viên Cao Hàn tự cho rằng Hàn Âm Sơn không dám giết hắn. Hàn Âm Sơn đáng thương, không hiểu thấu lại kết xuống phiền toái cực lớn. Ân, chờ một chút. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn xem bốn phía. Viên Cao Hàn bỗng nhiên giận dữ, tưởng đối phương muốn đổi ý, tức đến run rẩy nói. Ngươi thật giỏi a, ta nhất định phải giết đến tận phệ hồn tông, giết sạch toàn bộ các ngươi. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, cười nhạo nói. Đừng kích động, ta sẽ thả ngươi đi, chỉ là vẫn còn chút nghi ngờ muốn hỏi các hạ thôi. Ngươi đã ở vực ngoại tinh không tu luyện bao lâu, làm sao đến được đây thế? Viên Cao Hàn thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu một mảnh thanh minh, cũng không có bộ dáng muốn gạt hắn, hắn vốn là hồn thể chi thân, cảm giác đối với cảm xúc và khí chàng rất nhạy cảm, lúc này mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra, nói. Ở trong thánh vực có đại trận truyền tống trực tiếp thông tới vực ngoại tinh không? Hồn thể này của ta không giống với bản thể, trực tiếp truyền tống tới, tu luyện ở đây 10 năm rồi. Trực tiếp truyền tống, 10 năm. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Khó trách hồn thể này của ngươi vậy mà đạt đến cảnh giới bát trọng, sợ rằng cách đệ cửu trọng cũng không xa a. Đến lúc đó ngươi song hồn hợp nhất, có thể trực tiếp vấn đỉnh phong thuật đạo rồi. Nội tâm của hắn đồng thời cũng lo lắng, thánh vực vậy mà có thể trực tiếp truyền tống đến đây, quả nhiên thật không ngờ. Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh, xem ra Hàn Âm Sơn đối với tinh quang hồn thể thập phần hiểu rõ a, đồng thời nghĩ đến mình lại bị đồ đệ hắn khi dễ như thế, liền tức đến toàn thân run rẩy, nội tâm âm thầm thề, mối hận này nhất định phải tìm về gấp bội. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi đối với tình huống nơi này hẳn rất rõ a. Ta muốn biết thượng cổ cương phong ở nơi nào. Cái gì, ngươi hỏi cái này làm gì? Viên Cao Hàn biến sắc, hiện lên vẻ sợ hãi. Lý Vân Tiêu đại hỉ, theo dõi hắn nói từng chữ một. Ngươi quả nhiên biết rõ, mau nói cho ta biết. Viên Cao Hàn ngây ngốc một chút, lập tức lộ ra bộ dạng không sao cả, nói. Đây cũng không phải là bí mật gì cả, thái cổ cương phong cách nơi này ngoài ngàn dặm,
người dọc theo hướng Khỏa Phong Lang Tinh này mà đi, dĩ nhiên có thể gặp được. Nơi đó là một mảnh chiến trường viễn cổ, hoang vu vô biên, Thái Cổ Cương Phong có quy luật xuất hiện nhất định, một khi xuất hiện liền tự thành một vực, bao phủ trọn cả chiến trường viễn cổ vào trong, sinh linh một khi chạm vào, lập tức sẽ hóa thành thây khô, tuyệt không ngoại lệ. Ân, đã rõ rồi. Lý Vân Tiêu nói. Ta còn nghi hoặc, ngươi làm sao trở về được, quanh nơi này ta đều đã xem qua rồi, cũng không có đại trận truyền tống khóa vực, trận pháp truyền tống kia của thánh vực hẳn là truyền tống đơn hướng phải không? Viên Cao Hàn nói. Bản thể của ta hiện giờ tuy rằng không cảm giác được tất cả phát sinh trên người ta, nhưng giữa cả hai vẫn có liên hệ tọa độ, chỉ cần thi triển ra không gian xuyên toa chi thuật, trong thời gian cực ngắn là có thể trở về được. Thời gian cực ngắn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Nói như vậy ta vẫn không thể tha cho ngươi nhanh vậy được rồi. Cái gì, vì sao? Viên Cao Hàn cả kinh, không biết hắn lại muốn làm trò quỷ gì. Lý Vân Tiêu nói. Nếu thả ngươi trở về, bản thể ngươi lập tức biết được tất cả xảy ra ở đây, sau đó mở ra đại trận truyền tống khóa vực, phái đại lượng cao thủ đến đây, vậy ta không phải phải bỏ mạng rồi sao? Viên Cao Hàn cả giận nói. Ngươi, vậy ngươi phải thế nào mới chịu thả ta? Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói. Ta vừa vặn muốn đi xem Thái Cổ Cương Phong chi địa, ngươi đi cùng ta một lần đi. Đợi khi trở về sẽ thả ngươi. Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Không được, tuyệt không đi, nơi đó là nguyên tố vực giới, hữu tử vô sinh. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi là thân thể biến hóa, sợ cái gì? Viên Cao Hàn lạnh lùng nhìn hắn, lãnh đạm nói. Ngươi biết cái gì, coi như là thân thể biến hóa, cũng không thể ngăn được sự ăn mòn của nguyên tố chi lực. Chính ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không ngu như vậy. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thực sự khủng bố như vậy sao? Vậy thì ta càng cần ngươi dẫn đường rồi. Viên Cao Hàn kinh hãi, giận dữ hét. Ngươi đừng quá đáng, nếu không dù sao cũng phải chết, không bằng ta liều mạng đạo tiêu thân vẫn cũng muốn giết ngươi. Trên người hắn lệ khí tản ra. Phẫn nộ bị đè nén vào thời khắc này cũng bạo phát, không gian chung quanh vặn vẹo đến cực điểm, đại lượng tinh quang bị cắn nố vào, cường đại dị thường. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đơn giản bạo chết Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng cười khổ không thôi, hắn căn bản không có lực đánh một trận với đối phương, chỉ có thể cầm phệ hồn phiên trong tay hù dọa một chút, hắn lập tức giận tái, liếm liếm miệng, giữ tợn đe dọa nói. Hắc hắc, hồn lực thật cường đại a, ta thích. Kim sắc hồn nô của ta sợ rằng không ăn được nhiều như vậy, còn có thể luyện mấy khỏa tự hồn đan rồi. Viên Cao Hàn sắc mặt tái nhợt, tự hồn đan là một loại đan dược đặc biệt của phệ hồn tộc, danh như ý nghĩa, chính là thức ăn dành cho hồn nô, nhưng là do linh hồn sinh linh luyện chế thành. Hắn bởi vì sợ hãi, không gian vặn vẹo chung quanh cũng theo thân thể run rẩy mà dần lắc lư, khàn giọng quát. Ngươi là đồ xúc sinh không có chữ tín, chỉ cần ta xảy ra chuyện. Bản thể lập tức có thể cảm giác được, không chỉ sẽ lập tức mở ra truyền tống đại trận tới lấy tính mệnh ngươi, mà ngay cả phệ hồn tộc cũng đều sẽ bị diệt trừ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh giọng nói. Ta dù sao cũng sắp chết trong Thái Cổ Cương Phong, sợ gì nữa. Về phần phệ hồn tộc, chúng ta đều chết hết, tông môn liên quan đến ta cái rắm. Ngươi, ngươi, Viên Cao Hàn nóng nảy, chưa từng thấy qua côn đồ như vậy bao giờ. Hắn vẫn luôn là người thân phận tôn quý, trừ phi là một ít tồn tại ngang cấp, làm gì có người dám nói chuyện với hắn như thế, hắn lập tức nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải. Lý Vân Tiêu nhìn hắn nóng nảy, lập tức chuyển thành mặt đỏ, ôn hòa nói. Viên đại sư, một bên là triệt để giáng cấp, biến thành thuật luyện sư bát giai, một bên là mạo hiểm đánh bạc với ta một lần, huống hồ Thái Cổ chi địa chính là chiến trường của đại năng viễn cổ. Lưu lại rất nhiều dị bảo, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Viên Cao Hàn cũng có chút động tâm, năm đầu tiên hắn đi lên vực ngoại tinh không đã có phát hiện hết sức kỳ lạ, hơn nữa nhặt được không ít thứ tốt, nhưng nguy hiểm dị thường. Nếu như không phải bế quan tu luyện, hắn đã sớm trực tiếp trở về, hợp thể với bản tôn, lại mang cao thủ đến đây rồi. Hừ, động tâm thì sao, mặc dù có thứ tốt, chẳng lẽ ngươi có thể phân cho ta sao? Ngươi đừng vơ vét tài sản của ta, ta đã phải tạ ơn trời đất rồi. Thu hồi ánh mắt uy hiếp kia của ngươi đi, ngươi không dám giết ta đâu, ta biết rõ. Viên Cao Hàn nói một hồi, câu cuối cùng một là để thăm dò,
hai là tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu bỏ qua cái hồn thể nào. Theo chủ hồn một phân thành hai, tu luyện đến cảnh giới bát trọng như hiện giờ, trọn vẹn dùng hơn 50 năm. Nếu hồn thể này vẫn lạc, bản thể tất nhiên đại bị thương, đời này cơ bản cũng xong rồi. Lý Vân Tiêu trong lòng bật cười, nói. Ai nói thế, ta có thể thề với phệ hồn phiên, chỉ cần ngươi giúp ta đi tới chỗ Thái Cổ Cương Phong, các loại chỗ tốt của ai thuộc về người nấy. Hơn nữa sau khi chuyện thành công nhất định sẽ thả ngươi rời đi, nếu không kim hồn trong cán phệ hồn phiên này sẽ tiêu vong, không bao giờ nghe ta chỉ huy nữa. Sắc mặt Viên Cao Hàn thay đổi, hắn biết rõ người phệ hồn tộc thề với phệ hồn phiên chính là lời thế nặng nhất. Tầm quan trọng của hồn nô trong phệ hồn phiên cũng giống như tinh quang hồn thể này của hắn vậy, đều là bắt đầu luyện hóa từ cấp thấp nhất, muôn vàn khó khăn mới được như hiện giờ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá trên đường vị trí mọi người phải ngang hàng nhau, ngươi không thể uy hiếp ta. Viên Cao Hàn cảm thấy bị tiểu bối như vậy hùng hổ dọa người, mặt mũi vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm. Lý Vân Tiêu đại hỉ, không chỉ đã nhận được tinh quang luyện hồn thuật vô tận, mà còn lôi kéo được một tên dẫn đường cường đại, liên tục gật đầu nói. Đó là đương nhiên, ngài là tiền bối thuật đạo, Thái Sơn Bắc Đẩu, ta đối với ngài tôn kính còn không kịp đấy. Nhìn ánh mắt thành khẩn kính trọng kia của Lý Vân Tiêu, Viên Cao Hàn dụi dụi mắt, sau khi ngạc nhiên hận không thể một quyền đánh dẹp khuôn mặt đáng ghét kia. Sau khi hai người nói tốt, liền chạy về hướng Phong Lang Tinh. Viên Cao Hàn kỳ thật cũng cảm thấy hết sức tò mò đối với vực ngoại tinh không, nhưng quan trọng là đột phá đến hồn thể đệ cửu trọng, cho nên mới làm trễ nãi xuống, không tiến hành thăm dò. Rất nhanh rất nhiều dấu vết nhân công xuất hiện trước mắt hai người. Nham thạch cực lớn cùng các loại bích họa, dĩ nhiên là một di chỉ cung điện cực lớn, trên mặt đất cũng không có thiếu binh khí tàn toái vết dỉ loang lổ, thậm chí một ít thây khô hình như cây gỗ khô. Trên mấy cây trụ đá lớn trong di chỉ cung điện có khắc các loại đồ án, đao pháp kia cứng cáp hữu lực, chỉ riêng đao khắc đã mang đến cho người cảm giác cực kỳ không đơn giản. Còn có đại lượng chim bay cá nhảy, tiên tri linh thảo, đủ loại đã tuyệt tích tại thiên võ giới, chỉ tồn tại trong các bản sách cổ. Lý Vân Tiêu nhìn sang từng chút một, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả, trong giây lát đồng tử hắn hơi co lại, phát hiện trên không ít đá lớn bên cạnh xuất hiện dấu vết nhân công phá hư, cũng không phải loại hư hao như lúc đầu, hiển nhiên là về sau bị người dùng lực mạnh mẽ xóa đi, không muốn để người trông thấy nội dung trên đó, rất nhiều cự thạch đều vì vậy mà rạn nứt. Những cái này là... Lý Vân Tiêu quay đầu qua nói Viên Cao Hàn. Phía trên này lúc trước khi lại gì? Viên Cao Hàn trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng nói. Ta nào biết được, nhưng thần sắc bối rối kia làm sao có thể tránh được con mắt của Lý Vân Tiêu. Ha ha, Viên Đại Sư, nếu đã nói trước với nhau, cùng nhau hợp tác tìm kiếm bí mật vực ngoại tinh không thì ngươi cũng không nên tàng tư a. Lý Vân Tiêu đi tới đi lui trong đám đá vụn kia, không nhanh không chậm nói. Viên Cao Hàn tức giận hừ một tiếng, nói. Hừ, ta thật không nghĩ ra. Là ngươi bức ta đấy. Huống hồ nơi này ta cũng mới tới 10 năm thôi, ngươi xem những dấu vết hư hao này, ít nhất cũng đã trên 100 năm rồi. Lý Vân Tiêu nhặt lên một khối đá vụn, cầm trong tay suy nghĩ một chút, tựa hồ đang suy tư thành phần trong đó, hừ lạnh ném về phía sau đầu, lạnh giọng nói. Đừng coi ta là người ngu, Thái Cổ chi địa này, ngoại trừ thánh vực có được truyền tống trận pháp ra, chỉ có vạn cổ trường thanh thụ trên yêu nguyên là có thể mở ra thông đạo tinh không. Dù là 100 năm trước bị người xóa đi, thì cũng là chuyện tốt cho thánh vực làm. Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết, nếu như chúng ta hợp tác là để phòng lẫn nhau và giấy diễm như vậy, vậy thì ta chỉ đành vi phạm lời thề của mình thôi. Viên Cao Hàn cả kinh, tuy rằng là hồn thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân rét run, tư duy thiếu niên này sao lại sắc bén như thế. Cảm giác khi nói chuyện với hắn, thật giống như nói chuyện với tông sư cùng cấp bậc vậy, vô luận là sức quan sát hay là ngôn từ. Cũng không phải thiếu niên bình thường có thể có được. Hơn nữa hồn thể bát trọng của hắn, liếc mắt liền thấy được trạng thái thiếu niên này thập phần bình thường, cũng không phải thần niệm phụ thể gì cả. Chẳng lẽ phệ hồn tộc xuất hiện một tuyệt thế thiên tài? Phóng mắt khắp toàn bộ đại lục thiên võ giới, trong lớp trẻ người có thực lực và hồn lực lục giai cũng không hiếm nhưng cùng có cả hai thứ lại giải rác không có mấy. Hơn nữa loại ánh mắt và trí tuệ này quả thật điên cuồng rồi. Qua thêm mấy chục năm nữa thì sẽ là chuyện kinh khủng bực nào chứ? Trong lòng hắn kiêng kỵ đối với phệ hồn tộc lại sâu hơn một tầng,
khó trách Hàn Âm Sơn mạo hiểm đắc tội ta, cũng muốn tải bồi thiếu niên này. Viên đại sư, người thật sự muốn bức ta đánh vỡ lời thề sao? Lý Vân Tiêu lạnh như băng nói, khiến hắn tỉnh lại từ kinh ngạc. Viên Cao Hàn liếm lấy môi dưới, dốc sức liều mạng nuốt nước miếng, mới hậm hực nói. Được rồi, người quả thật rất thông minh, hình khắc trên những đá lớn này quả thật bị người thánh vực phá hủy. Về phần nội dung trên đó, người đã biết. Cái gì? Lý Vân Tiêu lông mày trầm xuống, khó hiểu nói. Có ý gì? Viên Cao Hàn cười khổ nói. Trên những đá lớn này, vốn là khắc tinh quang luyện hồn thuật A. Lý Vân Tiêu sững sờ, ngạc nhiên nhìn cự thạch bị phá hư ở bốn phía, thì thào lẩm bẩm. Thì ra tinh quang luyện hồn thuật là được lấy từ đây, thành phần mấy khối cự thạch này thập phần không đơn giản A, giống như cũng không phải tự nhiên mà thành. Chắc hẳn là vào thời xa xưa, tinh quang luyện hồn thuật này cũng là công pháp cực kỳ khó lường A. Hừ! Viên Cao Hàn vừa nghĩ tới tinh quang luyện hồn thuật, liền cảm thấy một hồi đau lòng, tức giận hừ nói. Còn phải nói, những kinh điển dùng khoa đầu văn ghi chép lại đều là thần quyết vô thượng A. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên một khối đá lớn, ngồi xếp bằng an vị xuống, hơn nữa vẫy vẫy tay với Viên Cao Hàn, nói. Lão Viên, tới ngồi, nói với ta chuyện về khoa đầu văn kim sắc kia. Ngươi ở thánh vực nhiều năm như vậy, có lẽ nắm giữ không ít tư liệu A. Lão Viên, Viên Cao Hàn há to mồm, bộ dáng kia của Lý Vân Tiêu giống như lão bằng hữu của mình vậy, tùy ý gọi tới hô đi, hơn nữa cổ quái nhất là, mình vậy mà không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy rất hiền hòa. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện bao giờ trên người một tiểu bối, mặc dù là những thiên chi kiêu tử chính thức trên đại lục, nhìn thấy mình người nào mà không cúm núm, cung kính có, mình không mở miệng, căn bản một câu cũng không dám nói. Càng đừng nói đến gọi mình là lão viên, còn cầm phệ hồn phiên đến uy bức lợi dụ mình nữa. Viên Cao Hàn trong lòng muốn tức giận, nhưng chẳng biết tại sao lại không phát hỏa nổi, không có chút cảm giác khó chịu nào cả, giống như vốn dĩ đã phải vậy vậy. Hắn cố nén hiếu kỳ, khẽ nói. Hàn Âm Sơn coi trọng ngươi như thế, chắc hẳn cũng đã nói với ngươi không ít về phương diện này a. Ân, trước kia xem qua một ít, nhưng biết phi thường có hạn. Hàn. Sư, phó, nói trong thiên võ giới nội, nghiên cứu nhiều nhất đối với những thứ này phải kể đến thánh vực và hóa thần hải. Lý Vân Tiêu nói quanh một hồi, bảo hắn gọi Hàn Âm Sơn là sư phó, thật sự có chút ủy khuất, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ Hàn Âm Sơn cho ngươi trước chiếm chút tiện nghi của lão tử, lần sau ta muốn thu lại cả vốn lẫn lời. Hàn Âm Sơn đáng thương vô duyên vô cớ kết phải đại địch như Viên Cao Hàn, còn bị người khởi xướng ghi hận trong lòng. Thật sự là vô cùng đáng thương. Quả nhiên là đệ tử Hàn Âm Sơn. Viên Cao Hàn trong lòng đã nhận định, lúc này mới lộ ra vẻ khoan dung, giảng giải nói. Văn tự thông dụng bây giờ của chúng ta chỉ dùng để trao đổi tin tức, mà vào thời kỳ thượng cổ, lại tồn tại một loại văn tự không những có thể trao đổi tin tức, còn có thể ngưng tụ quy tắc thiên địa. Bản thân những văn tự như nòng nọc này ngoài ẩn chứa tin tức nhất định ra, còn đại biểu cho quy tắc thiên địa nhất định nữa. Lý Vân Tiêu trong nội tâm có chút không kiên nhẫn, ngắt lời nói. Những thứ cơ bản này ta cũng biết rồi, nói những thứ thâm ảo chút đi. Khởi nguyên và ngụ ý của những văn tự này, đã có ai thống kê số lượng cụ thể chưa, hiện giờ thánh vực đã phá giải được bao nhiêu chữ rồi. Viên Cao Hàn sững sờ, trầm tư nói. Những văn tự nào từ đâu mà đến, không có kết luận. Nhưng có thể khẳng định là nhất định có quan hệ đến những cường giả thần cảnh thời thượng cổ. Thậm chí có người suy đoán, trong những văn tự này có ẩn chứa bí mật về thập phương thần cảnh. Thập phương thần cảnh. Lý Vân Tiêu trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, hắn cũng có loại dự đoán này, tuy rằng từ sớm đã biết rõ sự tồn tại của loại văn tự này, nhưng chưa từng tận lực đi nghiên cứu qua. Trong hóa thần hải ngược lại là có một gã thuật luyện sư cửu giai cả ngày yên lặng nghiên cứu thứ này, đúng là hội trưởng công hội thuật luyện sư đế quốc Hỏa Ô, sư phó Bách Lý Công Cẩn Đan Diễm. Chắc hẳn cũng có tâm đắc không nhỏ, ngày khác nhất định phải đến thăm bái phỏng mới được. Viên Cao Hàn lộ ra thần sắc tiếc hận, thở dài. Đúng vậy a, thập phương thần cảnh, vài vạn năm qua cũng chỉ có mấy vị trong truyền thuyết kia là đạt đến cảnh giới này, cũng không biết thật hay giả, trên đại lục không có để lại bất luận ghi chép nào cả. Trong mắt của hắn lộ vẻ sùng kính và hướng tới vô hạn. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động. Thầm nghĩ mình trước đó không lâu mới gặp được một đám thần thức Diệp Nam Thiên phong ấn vào mấy ngàn năm trước,
Đáng tiếc thời gian cấp bách, sợi thần thức kia cũng không có lực lượng dư thừa nói với mình quá nhiều. Như vậy bên trong thánh vực có thống kê qua văn tự này tổng cộng có bao nhiêu cái? Các ngươi đã phá giải được mấy cái rồi? Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, hỏi ra vấn đề nghi hoặc nhất trong lòng. Viên Cao Hàn trong nội tâm chấn động, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Những điều này đều là tuyệt mật, coi như là ta cũng không biết. Sau đó hắn lạnh lùng nói. Hàn Âm Sơn lại phá giải mấy cái. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Không bằng như vậy đi, chúng ta trao đổi với nhau có được không? Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến, ánh mắt chìm xuống, giận dỗi nói. Loại văn tự này ta không biết. Lý Vân Tiêu thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, trong nội tâm cười khổ không thôi, đối phương nhất định không tin mình biết loại văn tự này, sợ uy bức lợi dụ hắn. Cũng thế, hắn hiện giờ quả thật không thích hợp ra những thứ này, bằng không thì chỉ bằng vào mấy cái khoa đầu văn kim sắc này, thánh vực sẽ lập tức hạ lệnh bắt sống hắn mất. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, nhảy xuống khỏi đá lớn, đi về phía phế tích, nói. Đi thôi, về sau vẫn còn cơ hội mà. Viên Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Giá trị loại khoa đầu văn kim sắc này thậm chí còn trên cả tinh quang luyện hồn thuật, giải mã mỗi văn tự đều là tài phú lớn lao, vạn kim khó cầu. Về sau Lý Vân Tiêu quả nhiên không còn nói đến chuyện khoa đầu văn nữa, mà đi loạn trong phế tích. Nơi này đã sớm bị nhân mã thánh vực quét sạch, tuyệt đối không sót lại gì, quả nhiên ngoại trừ bích họa ra cũng không thu hoạch được gì. Mà những bích họa kia đứt quáng, cũng không cách nào chắp vá thành câu chuyện nguyên vẹn, đại khái là nói về một ít vật tế tự. Toàn bộ phế tích cực kỳ rộng lớn, ánh vào trước mắt hai người là một mảnh thổ địa bao la bát ngát, trên đó đều là các phế tích kiến trúc phong cách giống nhau, ở trong tinh không cũng không bị phong hóa, bảo lưu lại nguyên trạng. Vào thời xa xưa nơi này hẳn là chỗ ở của tông phái hoặc là thị tộc nào đó, chẳng biết tại sao lại trở thành chiến trường, hơn nữa vứt bỏ vào vực ngoại tinh không. Những kiến trúc này tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng hẳn là do năm đó phá hư, qua vô số năm tháng cũng không bị hư hao thêm chút nào nữa, nói rõ nơi này cũng không có thái cổ cương phong. Lý Vân Tiêu xoay người nhìn chằm chằm vào Viên Cao Hàn, chờ đợi hắn giải thích. Viên Cao Hàn đối với sức quan sát của hắn cảm thấy âm thầm kinh hãi, nói. Những nơi này thánh vực đã dò xét rất nhiều lần, trong tàng thư các có sách về thái cổ chi địa. Ghi lại vài loại phỏng đoán về sự hình thành của phiến phế tích ngoại vực này, cùng với tình huống thái cổ cương phong. Trong đó thuyết pháp đáng tin nhất chính là, đó là phiến thái cổ chi địa này lúc bị ném vào vực ngoại tinh không, còn có đại lượng lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi ở trên, sau khi những lực lượng này đạt được cân đối, đã tạo thành cuồng phong nguyên thủy nhất. Cuồng phong này phá hư tất cả kiến trúc trên mảnh kiến trúc này. Lúc này có một vị hoặc là mấy vị đại năng chi sĩ. Không đành lòng thấy phiến thổ nhưỡng này bị hủy, vì vậy hợp lực mở ra một khối không gian, nhốt cuồng phong kia vào trong đó, qua vô số năm tháng, từ đó chậm rãi diễn hóa thành cương phong không chỗ nào không thay đổi. Nhốt! Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Phỏng đoán nào lại vớ vẩn như thế? Cuồng phong nếu có năng lực nhốt lại thì cũng khiến nó chôn vùi rồi, nếu như là vì bảo hộ phiến phế tích, vậy cũng không cần cố ý nhốt lại, trực tiếp tiêu diệt chẳng phải tốt hơn sao? Mặc kệ những thứ này, cương phong kia bị nhốt ở đâu? Viên Cao Hàn sững sờ, ngẫm lại dường như rất có đạo lý, hắn cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ trên không, nói. Ngay phía trên, Lý Vân Tiêu theo ngón tay của hắn nhìn lại, trong hư không một mảnh sáng rọi, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua trời cao, vô cùng yên lặng, nào có chút phong ảnh nào, trong nội tâm khẽ động, nói. Bị quy tắc chi lực phong bế. Viên Cao Hàn càng ngày càng kinh ngạc. Hắn tùy ý điểm một chút, đối phương đã có thể nhìn ra mánh khóe, loại lịch duyệt và năng lực phân tích này, quả thực quá dọa người rồi, trong lòng của hắn sinh ra một tia cách nghĩ khảo cứu, hỏi. Người có thể nhìn ra được là quy tắc chi lực gì không? Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ do dự, ánh mắt nhìn lại ánh sao đầy trời, cau mày nói. Tuyệt không phải tinh quang, chẳng lẽ là dạ sắc chi lực? Phong ấn cương phong trong đêm tối vô tận, ngược lại là lựa chọn không tệ. Hồn lực của ta quá thấp, căn bản không cảm giác được, chỉ có thể suy đoán thôi. Viên Cao Hàn lộ ra dáng tươi cười, nói. Không phải dạ sắc, bất quá ngươi có thể nghĩ đến điểm này, cũng là thật sự khiến người phải ngưỡng mộ rồi. Không phải dạ sắc, thế thì thật sự là kỳ quái. Lý Vân Tiêu làm ra chút thủ thế, cảm thấy hết sức hứng thú suy đoán,
hai mắt không ngừng quan sát trong tinh không, muốn nhìn ra chút mánh khóe. Không phải tinh thần, cũng không phải dạ sặc, dưới trời sao nơi này, còn có quy tắc chi lực này có thể che giấu nguyên tố chi lực như Thái Cổ Cương Phong vô thanh vô tức chứ? Lý Vân Tiêu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ cả kinh nói. Chẳng lẽ là thời gian chi lực? Lần này đến phiên Viên Cao Hàn hoảng sợ thất sắc rồi, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, cả người đều có chút ngốc trệ, kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, có chút thì thào lẩm bẩm. Ngươi sao có thể đoán được, coi như là Hàn Âm Sơn, cũng chưa chắc biết rõ loại quy tắc thiên địa thời gian này a, ngươi. Quả nhiên, trong mắt Lý Vân Tiêu tuôn ra một đạo tinh mang, hoảng sợ nhìn qua ánh sao đầy trời, nói. Dĩ nhiên lại là thời gian chi lực khó tìm hiểu nhất, người lúc trước phong ấn Thái Cổ Cương Phong này, tất nhiên là tồn tại thần cảnh không thể nghi ngờ. Có lực lượng trong tinh, coi như là Thái Cổ Cương Phong, cũng có thể chôn vùi a, vì sao còn muốn tiến hành phong ấn? Viên Cao Hàn cũng ngơ ngác một chút, loại vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hiện giờ bị Lý Vân Tiêu nói đến, cũng cảm thấy có chút không đúng, hơn nữa các loại phỏng đoán lúc trước giờ xem ra càng thêm vô lý. Vậy nên phá giải thế nào đây? Lý Vân Tiêu nhìn qua Viên Cao Hàn hỏi, những nghi hoặc kia hắn chỉ là hiếu kỳ thôi, nhưng cũng không quan hệ gì, cho dù có vấn đề gì, trải qua vô số năm tháng cũng đã sớm chôn vùi rồi. Viên Cao Hàn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đối với Lý Vân Tiêu cũng không dám có bất luận khinh thường gì, thậm chí đặt mình ở vị trí ngang hàng, nói. Không cách nào phá giải, lúc này tinh quang chi lực phi thường ít. Chỉ có thể phong ấn cương phong trong 12 canh giờ, chỉ cần 3 ngôi sao phong lang tinh, ngọc phu tinh, đại khuyển tinh hợp tình một đường, sẽ có tinh quang bắn xuống, mở ra thời gian, theo sẽ xuất hiện Thái Cổ Cương Phong. Hắn tựa hồ đã thấy qua lực lượng Thái Cổ Cương Phong, sắc mặt hơi trắng bệch. Lý Vân Tiêu nhìn về phía 3 khỏa đại tinh kia, chỉ thấy phong lang tinh và đại khuyết tinh đã nằm trên một đường thẳng rồi, mà ngọc phu tinh cùng đang nhích qua, còn cần vận chuyển thời gian nhất định mới có thể tới. Hắn dừng ở 3 đại tinh kia, hỏi. Tam tinh tụ một đường, hẳn là vào giờ Tí. Nói như vậy, Thái Cổ Cương Phong cách mỗi 12 canh giờ đều sẽ xuất hiện một lần sao? Nhưng thời gian xuất hiện cũng không dài, bởi vì chỉ có tam tinh một đường, bắn xuống tinh thần chi lực, mới có thể mở ra quy tắc thời gian. Ta rất ngạc nhiên, ngươi muốn tìm Cương Phong kia làm gì? Bất kỳ vật gì, mặc dù là hồn thể như ta, cũng sẽ trực tiếp bị phong hóa mất. Nếu ngươi muốn mượn sức gió để tu luyện, ta khuyên ngươi đừng nên vọng tưởng nữa, để tránh thân tử đạo tiêu. Viên Cao Hàn mặc dù đối với Lý Vân Tiêu không có hảo cảm, nhưng vẫn có chút yêu quý tài năng của hắn, nhịn không được khuyên giải nói. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng không rõ ràng, mấu chốt là giới thần bi hiện giờ đã hao hết linh khí, mặc dù có đại địa tức nhướng, nhưng có thể định trụ Thái Cổ Cương Phong, tiến hành thu lấy hay không, cũng không biết được. Ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc, nếu mỗi 12 giờ sẽ xuất hiện một lần, vậy thì ta cũng không cần quá nóng nảy, trước quan sát một chút rồi nói sau. Hắn đi đến dưới một cây trụ hỏng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, im im lặng lặng chờ đợi. Viên Cao Hàn trong nội tâm càng thêm tò mò đối với Lý Vân Tiêu, loại tâm tính bình tĩnh này, coi như là hắn cũng không làm được. Hơn nữa dần dần tiếp xúc, Lý Vân Tiêu lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ được. Hơn nữa càng khiến hắn giật mình mà Lý Vân Tiêu vừa ngồi lên cột đá đã trở nên vô thanh vô tức, trực tiếp sáp nhập vào trong hoàn cảnh bốn phía, đạt tới một loại cảnh giới đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Tất cả mọi thứ đều khiến Viên Cao Hàn khó có thể hiểu nổi, khó có thể tiếp nhận. Mỗi tiếng nói cử động mà thiếu niên trước mắt này biểu hiện ra đều giống như những lão quái vật đã sống cả trăm năm vậy, nhưng dưới thần thức bát trọng của hắn. Đối phương tuyệt đối không có bất kỳ thần niệm phụ thể nào, cũng tuyệt đối không đến 20 tuổi. Hắn không ngờ lại dám can đảm yên tâm tu luyện, chẳng lẽ không sợ ta thừa cơ ra tay lấy mạng hắn sao? Viên Cao Hàn cảm thấy khó có thể hiểu nổi, mặc dù đối phương có phệ hồn phiên cửu giai nơi tay, nhưng dưới hoàn cảnh dung nhập thiên địa như vậy, mình dùng hồn lực bát giai đánh ra một kích toàn lực, cơ hồ 100% có thể lấy tính mệnh hắn, hắn rốt cuộc dựa vào gì lại lớn mật như thế? Chẳng lẽ còn át chủ bài mà ta không biết sao? Viên Cao Hàn mấy lần nhịn không được muốn ra tay, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, xuất phát từ kiêng kỵ, hoặc là từ việc thưởng thức thiếu niên này. Sau khi giãy giụa kịch liệt, rốt cục hắn cũng nhịn được, cũng ngồi xếp bằng xuống.
Lý Vân Tiêu sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp tiến nhập trong giới thần bi, thế giới bên trong ngày càng u ám, thật giống như khí cầu bị xì hơi vậy, sông núi cỏ cây tất cả đều khô kiệt, giống như tận thế hàng lâm. Hắn nhíu chặt mày, tình huống này còn tệ hơn hắn nghĩ. Giết địch 1.000 tự tổn 800, đại khái là loại tình huống này rồi. Tuy rằng cắn gãy trục chính hồn thiên nghi, nhưng bản thân cũng lâm vào tuyệt cảnh, phảng phất như tận thế. Lý Vân Tiêu vung tay, rất nhiều nguyên thạch rác vào không trung, tất cả đều là lừa được từ chỗ Thanh La và Tiễn Vô Địch, chỉnh tề xếp đặt trên không trung, thành một cái hình lập phương cự đại, giống như một tòa núi nhỏ lơ lửng trên không trung. Những mạch khoảng linh khí chưa đủ kia, toàn bộ đề luyện ra cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Hắn bắt đầu khắc lên trận pháp ở bốn phía đại lượng nguyên thạch, mỗi một cái đều thập phần cẩn thận, toàn bộ lơ lửng ở bốn phía nguyên thạch, kim mang chớp động trải rộng ra bốn phía, không chung một mảnh kim quang lập lòe. Sau khi làm xong tất cả, Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, lập tức mấy đạo quang mang lập tức rơi vào bên người hắn, đúng là tất cả tồn tại cấp bậc võ hoàng bên trong giới thần bi. Đoạn Việt, Nhạc Cửu Lâm, còn có ba người Thánh Hỏa Điện, mà ngay cả Tư Đồ Hoành và Cố Nguyệt Sinh cũng bị hắn triệu hoán đến. Mấy người vốn không hiểu thấu, sau đó nhìn nguyên thạch kinh thiên kia, nguyên một đám trong mắt toát ra hào quang. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên có biện pháp, nếu không lấy ra chút ít nguyên thạch, lão tử cũng sắp chết khô rồi. Đoạn Việt cười lớn liền xông tới, nguyên khí kinh người phát ra kia, khiến hắn hận không thể cắn lấy mấy ngụm, chỉ hít mấy hơi đã cảm thấy toàn thân tinh thần khí sảng. Nhưng còn chưa đi được vài bước, đã bị Lý Vân Tiêu định trụ lại, ngạc nhiên trợn mắt nói. Làm gì vậy, chẳng lẽ nguyên thạch này không phải là phần của mọi người sao? Người còn lại cũng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng đa số là quan tâm đến việc lúc nào mới có thể thả mình rời đi. Ngoại trừ Đoạn Việt ra, tất cả mọi người đều bị hắn bắt đến. Tuy rằng ở đây không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng nghĩ đến cả đời đều phải bị nhốt ở nơi quỷ quái này, vậy tu luyện có làm được gì? Mặc dù là Cố Nguyệt Sinh vẫn kiệt ngạo bất tuần, qua một thời gian buồn chán trong lòng cũng đã bắt đầu sợ hãi, thực sự sợ Lý Vân Tiêu nhốt hắn cả đời. Ánh mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua mặt mọi người, nói. Giới thần bi lần này có chuyện, đợi lát nữa cần mọi người đồng tâm hiệp lực tương trợ ta hấp thụ thái cổ cương phong. Mà những nguyên thạch này là để duy trì giới thần bi vận chuyển, cách vận hành trận pháp, giờ ta sẽ dạy cho các ngươi. Tất cả mọi người sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Duy chỉ có Cố Nguyệt Sinh sắc mặt đại biến, hút một hơi lạnh sợ hãi nói. Thái cổ cương phong, là phong chi nguyên tố vô vật bất phá thái cổ cương phong sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu không có bất kỳ biểu lộ, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là thái cổ cương phong kia. Tuy rằng giới thần bi hiện giờ linh khí hoàn toàn biến mất, nhưng ta có đại địa tức nhướng, có thể định trụ vạn vật. Tăng thêm chư vị tương trợ. Cũng có nắm chắc nhất định có thể hấp thu được thái cổ cương phong. Cố Nguyệt Sinh nghe thế kinh hãi dị thường, lẩm bẩm nói. Đại địa tức nhướng, chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi khi nào mới thả chúng ta ra? Hắn hỏi vấn đề tất cả mọi người quan tâm nhất, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra bộ dạng đáng thương, lại không ai dám cuồng. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Xem biểu hiện của mọi người kia. Nếu như lần này hấp thu thái cổ cương phong thuận lợi thì ta có thể thả các ngươi rời đi. Nhưng, nếu như thất bại, chư vị cứ an tâm ở đây đột phá đến võ đế đỉnh phong, tự mình phá toái hư không mà đi thôi. Thanh âm lạnh như băng của hắn vang lên trong lòng mọi người, tiếp theo chỉ nghe thấy mấy người ọt ọt nuốt nước miếng. Thật sao? Cố Nguyệt Sinh có chút không tin Lý Vân Tiêu sẽ dễ dàng thả bọn họ như vậy. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Bản thiếu gia cho tới bây giờ vẫn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi chết sống lại không chịu đi thôi. Bên ngoài nơi này là tinh không vạn dặm, cho dù thả bọn hắn ra, cũng không cách nào quay về thiên võ giới, đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn đi theo mình sao, vậy cũng không coi như nuốt lời. Tốt, đây chính là ngươi nói đấy. Cố Nguyệt Sinh đại hỉ, tuy rằng hấp thụ thái cổ cương phong phong hiểm thật lớn, nhưng ít ra có một đường hy vọng, bị nhốt ở đây. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua, quả thực khiến người như điên lên. Chúng ta phải làm sao mới có thể phối hợp ngươi, nói rõ ràng ra, ngàn vạn đừng thiếu sót. Lúc này hắn còn nóng vội hơn cả Lý Vân Tiêu. Người còn lại cũng cẩn thận lắng nghe, đây cơ hồ chính là hy vọng thoát khốn duy nhất của bọn hắn. Truyền thụ trận pháp còn dễ hơn tưởng tượng rất nhiều, cuối cùng lấy ra một ít nguyên thạch và đan dược ra,
để tất cả mọi người khôi phục đến trạng thái tốt nhất, chờ mệnh lệnh. Bản thân Lý Vân Tiêu thì trở lại trong cơ thể, lấy ra một ít nguyên thạch chậm rãi hấp thu, đồng thời còn nói chút chuyện phiếm với Viên Cao Hàn. Hắn trọng sinh 15 năm, đối với một ít biến hóa của cường giả đỉnh phong trên đại lục vẫn không được rõ ràng, lập tức từ trong miệng Viên Cao Hàn moi ra không ít tin tức. Viên Cao Hàn đối với các loại tân bí cũng không giấu giếm, không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt, hơn nữa trong lòng cũng hết sức kỳ quái, nói chuyện với Lý Vân Tiêu giống như nói chuyện với bằng hữu cũ vậy, hoàn toàn không có ngăn cách tuổi tác, tu vị cùng với thân phận địa vị. Đồng thời khiến hắn khiếp sợ chính là tốc độ hấp thu nguyên lực của Lý Vân Tiêu, từng khối lấy ra đều là nguyên thạch trung phẩm, trong tay quét một cái liền hóa thành một đống bột phấn không còn chút nguyên thạch. Nguyên thạch trắng bóng thật giống như từng khối thịt mỡ lớn, bị bàn tay hắn từng ngụm nuốt mất. Lý Vân Tiêu chỉ là rỗi rãnh đến nhàm chán nên mới tu luyện thôi. Nếu không ngàn vạn khối nguyên thạch bị nuốt ngay lập tức sẽ khiến hắn chấn kinh đến rất cả căm. Nhưng mặc dù như bây giờ vẫn khiến Viên Cao Hàn khiếp sợ không thôi, những bột phấn nguyên thạch rơi trên mặt đất, thần thức hắn khẽ đảo qua liền có thể cảm giác được nguyên khí trong đó cơ hồ không còn thừa lại chút nào cả. Loại tốc độ hấp thụ nguyên lực này khiến sắc mặt hắn thay đổi, trầm giọng nói. Ngươi dùng cách này, vậy mà có thể hấp sạch một viên nguyên thạch trong thời gian ngắn như vậy. Lý Vân Tiêu vừa hấp một khối nguyên thạch được một nửa, ngạc nhiên sửng sốt một chút, cười nói. Cái này cần gì biện pháp sao? Không phải là hút vào trong kinh mạch, chạy chu thiên, sau đó quay về đan điền sao? Viên Cao Hàn nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào tay phải Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói. Loại phương pháp này của ngươi, tựa hồ cực kỳ giống một loại thuật tu luyện. Lý Vân Tiêu nội tâm nhảy dựng, cẩn thận thăm dò nói. Thuật tu luyện gì? Viên Cao Hàn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Lý Vân Tiêu một hồi. Nhưng đối phương lại cực kỳ thanh tịnh, không có một chút rung động. Nội tâm của hắn nao nao, nếu như thiếu niên này dưới ánh mắt hồn thể bát trọng của mình còn có thể giả bộ vậy thì thật là thiên cổ yêu nghiệt rồi, xem ra thật sự hắn không biết, có lẽ là do mình nghĩ nhiều. Lúc này mới mở miệng nói. Tạo hóa nhất khí quyết. Ha, ha ha, sao thế được? Lý Vân Tiêu cười khan thoáng một phát, lập tức vẻ mặt phong khinh vân đạm, nói. Thuật tu luyện này ta cũng có nghe qua, nghe nói phương pháp tu luyện này tốc độ hấp thu nguyên khí nhanh gấp mấy lần võ giả bình thường, nhưng sớm đã thất truyền rồi. Viên Cao Hàn liếm lấy môi dưới, tựa hồ cực kỳ hâm mộ công pháp này, nói. Thất truyền thì không đến mức, công pháp đã sớm bị phá quân võ đế Cổ Phi Dương tu luyện, 15 năm trước sau khi Cổ Phi Dương vẫn lạc, ít nhất mấy tên đệ tử của hắn vẫn nắm giữ loại tu luyện chi pháp này. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia hào quang. Cười nói. Loại công pháp này nếu đã lợi hại như vậy, Cổ Phi Dương kia cũng đã chết mục xác rồi, thánh vực các ngươi chẳng lẽ không động tâm tư với mấy đồ đệ hắn sao? Viên Cao Hàn sắc mặt biến hóa, trong mắt xẹt qua tinh mang khó có thể phát giác, nghiêm mặt nói. Hừ, Lam Tuyết Thánh Thành chính là thánh địa mà võ giả thiên hạ ủng hộ, hội tụ chính khí thiên hạ, phạt gian trừ ác, phù chính dương thiện, há có thể làm ra loại chuyện tiểu nhân như ngươi nói được chứ? Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, lộ ra vẻ xem thường không chút che giấu, hừ lạnh nói. Lời vừa rồi, ngươi dám đảm bảo không? Chỉ cần nói chữ dám, ta liền nhớ trong lòng, tin tưởng ngươi. Viên Cao Hàn mặt mo hơi đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nói. Hừ, tiểu hài tử biết cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ba đại tinh ở xa xa, ánh mắt dần dần ngưng tụ, nói. Nhanh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Vân Tiêu cũng lập tức nhìn lại, ba ngôi sao Phong Lang, Ngọc Phu, Đại Khuyển đột nhiên trở nên sáng hơn bình thường rất nhiều. Tinh lực màu vàng nhạt như ánh nến càng ngày càng sáng, từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, hai tinh Phong Lang và Ngọc Phu đã hoàn toàn biến mất sau đại khuyết, tam tinh hội tụ một đường, tựa hồ ẩn chứa quy tắc nào đó, năng lượng tràng cường đại lan ra, ở bốn phía đều mờ mịt ra tinh quang, dần dần khuếch tán. Sau đó một đạo tinh chỉ từ trong Phong Lang tinh ở xa nhất phóng xa, kết nối với Ngọc Phu, Đại Khuyết, thành một đầu thẳng tắp mà xuống, mục tiêu đúng là phiến phế tích mà Lý Vân Tiêu đang đứng. Vận dụng chu thiên tinh đấu, võ chi cực trí, bố trí xuống phong ấn thời gian bực này, đó là tồn tại thế nào a? Mà ngay cả Lý Vân Tiêu lúc này cũng sinh ra một loại tâm tình nhìn lên, phảng phất ở trên võ đạo cực trí, đỉnh phong cửu thiên. Thấy được một đại môn lập lòe ánh sáng đang chậm rãi mở ra với hắn.
Đám tinh quang cường đại kia vượt qua tinh vực mà đến, phảng phất xuyên thẳng qua tầng tầng thời không, đại biểu sức mạnh to lớn trong vũ trụ, thế giới chi trung cực. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn dưới sự cường đại của đám tinh quang kia đều cảm thấy rung động, đều cảm thấy bản thân cực kỳ không có ý nghĩa, chỉ như hạt bụi giữa thiên địa, hạt gạo trong thương hải mịt mù. Ở dưới tinh quang kia, thân ảnh hai người bị chiếu sáng bừng, bóng dáng kéo ra thật dài, chiếu vào trên phế tích vô biên kia, giống như đêm tối vô tận toàn bộ đều dung nhập vào trong bóng dáng gầy gò của bọn hắn vậy. Ầm ầm. Đạo tinh quang kia lúc muốn rơi vào thái cổ chi địa tựa hồ bị lực lượng gì đó ngăn chặn, đánh vào trên hư vô, tách ra, một mảnh đêm tối trở nên giống như ban ngày, khiến hai mắt đau nhức. Vào thời khắc này, hai mắt Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành huyết nguyệt cong cong, khiến tinh quang chi lực kia bị vặn vẹo ra, giảm bớt trùng kích đối với thân thể. Mà Viên Cao Hàn càng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn tu luyện vốn chính là tinh quang luyện hồn thuật, thần quyết vận chuyển xuống, tinh quang chi kia như trăm sông tưới tiêu, hợp lại nhập biển cả, bổ sung cho thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái dị thường. Lý Vân Tiêu cảm thấy tâm tình vui sướng của Viên Cao Hàn, khẽ nhíu mày, tâm pháp tinh quang luyện hồn thuật từng chút hiện lên trong đầu phu hồn giả, thuần nhi vô tạp, vị chi chân, hạo kiếp trường tồn, vị chi nhất. Thiên đắc nhất dĩ nhật nguyệt tinh thần. Trong cơ thể bay lên một loại cảm giác kỳ dị, giống như tinh quang chút xuống kia không những không mang đến tổn thương, mà còn là một loại thuốc bổ tốt nhất vậy, thân thể hắn dâng lên vẻ khát vọng hấp thu lấy mỹ thực kia. Trong nháy mắt này, hai mắt Lý Vân Tiêu khôi phục lại bình thường, tinh quang vung vẩy lên người, hắn có chút nhắm hai mắt lại, khiến thân thể toàn bộ cảm thụ lấy loại lực lượng này. Tinh lực rót vào trong da thịt hắn, xuyên qua huyết nhục kinh mạch, vậy mà khiến linh hồn cảm nhận được một mảnh yên tĩnh tường hòa, cực kỳ hưởng thụ. Yêu Long cũng mở hai mắt ra, khiếp sợ không thể tin nhìn qua tinh huy bắn xuống, vui mừng nói không nên lời, lẩm bẩm. Quả nhiên là công pháp tốt, Cổ Phi Dương, con mẹ nó ngươi cũng quá may mắn đi. Chuyện tốt trong toàn bộ thiên võ giới đều bị một mình ngươi chiếm được. Tinh quang luyện hồn thuật này cũng không kém gì đại diễn thần quyết kia của ngươi cả. Lý Vân Tiêu cũng đại hỉ không thôi. Cả hai tuy rằng đều là luyện hồn thuật, nhưng đại diễn thần quyết chính là thông qua tu luyện bản thân tăng lên và khôi phục hồn lực, tương đương với nội công tâm pháp, còn có thể vận dụng lúc thi triển linh hồn công kích. Nhưng tinh quang luyện hồn thuật lại hấp thu ngoại lực để bổ sung hồn lực, đạo lý giống như võ giả hấp thu nguyên thạch vậy. Trong pháp môn tu luyện linh hồn, vô luận là thông qua bản thân tu luyện hay là mượn ngoại vật, đều được công nhận là chuyện khó nhất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự khan hiếm và địa vị tôn sùng cho thuật luyện sư. Đã có loại pháp môn có thể hấp thu tinh quang bổ sung hồn lực này rồi, về sau rốt cuộc không cần dưỡng hồn nữa. Lý Vân Tiêu thì thào tự nói, trên mặt tràn đầy một mảnh vui mừng. Viên Cao Hàn ở bên cạnh đột nhiên trong nội tâm chấn động, phục hồi tinh thần lại từ hưởng thụ, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, phát hiện đối phương vậy mà cũng giống như mình đang cắn nuốt tinh quang. Trong lòng liền nhấc lên sóng gió động trời, thất thanh nói. Ngươi sao có thể học xong nhanh vậy được? Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc khinh bỉ vô cùng hiếm thấy, khẽ nói. Nhanh sao, cũng tạm được a, cũng tạm được. Viên Cao Hàn lập tức phát điên, sao động muốn giết người, hai mắt cơ hồ phun ra lửa, quát ầm lên. Cũng tạm được. Ngươi có biết sau khi ta học được thần quyết đến lần đầu tiên hấp thu tinh lực, phải mất thời gian bao lâu không? Lý Vân Tiêu nhún vai, mỉm cười mở ra hai tay. Viên Cao Hàn thật muốn một ngụm cắn chết hắn, giận dữ hét. 10 tháng, là 10 tháng A. Hắn nhìn trên da thịt Lý Vân Tiêu không ngừng được tinh quang rót vào, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, kêu rên nói. Hơn nữa sau 10 tháng cũng mới chỉ có thể hấp thu một chút tinh lực, nào có thể nuốt nhiều như ngươi chứ? Đây hoàn toàn là nuốt trôi A. Hắn bụng lấy đầu của mình, quát. Tốc độ nuốt trôi của ngươi hiện giờ, coi như là so với ta cũng không kém bao nhiêu, ngươi. Từ lúc nhìn thấy Lý Vân Tiêu đến tận giờ, tuy rằng vẫn một mực đều ở trong khiếp sợ, nhưng kinh hãi giờ phút này mới lên đến đỉnh điểm, không tiếp tục chịu nổi thêm nữa. Hiện giờ cho dù Lý Vân Tiêu nói mình không có tiểu kê kê, hắn cũng sẽ không giật mình nữa. Hắn chìm đắm trong tinh quang luyện hồn thuật này hơn nửa đời người, hiểu rõ sâu đậm. Lúc này mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Vân Tiêu lúc này, cái này đã không thể dùng từ ngữ thiên tài yêu nghiệt để hình dung được nữa rồi, hắn cảm thấy hắn có lẽ nên sáng tạo ra một từ để thuyết minh loại cảm giác này.
Loại khiếp sợ cực độ và cảm giác áp lực này chắn trong lòng hắn, nếu không phải hắn không có bản thể thì đoán chừng đã sớm hộc máu rồi. Không kém ngươi bao nhiêu sao? Lý Vân Tiêu nhướng mày, khinh thường khẽ nói. Thôi ngay, ý ngươi là còn không bằng ngươi. Ta còn tưởng rằng lợi hại hơn ngươi nhiều, hóa ra còn không bằng được ngươi, ngươi kích động cái gì? Phốc! Viên Cao Hàn mặc dù không có hình thể, nhưng cũng không nhịn được nữa phun ra một hơi, chỉ cảm tinh khí trong cơ thể không còn, hồn lực cũng hao tổn lớn. Đúng lúc này, trên hư không tản ra tinh quang, trong màn đêm vô tận lộ ra chút tia xám trắng, không ngừng lưu chuyển, lúc ẩn lúc hiện, bản thể tựa hồ đang từ trong không gian khác ép qua đây. Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến, bất chấp suy nghĩ tiếp những thứ khác, hét lớn. Đến rồi, Thái Cổ Cương Phong xuất hiện, dính vào sẽ phải chết ngay, phong hóa vạn vật. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đại lượng tiếng gió rít gào trên trời cao, bầu trời vốn yên tĩnh thoáng cái trở nên sao động, tinh quang đầy trời cũng dần dần ảm đạm, dần dần mơ hồ trong tầm mắt. Hai người bọn họ tuy rằng cách xa hơn vạn mét, nhưng vẫn cảm nhận được cổ nguyên tố chi lực cường đại kia. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, hơi nước trong thân thể nhanh chóng bốc đi. Viên Cao Hàn quát lớn. Tranh thủ thời gian vận công điều tức, chỉ cần ngươi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nó sẽ chỉ tàn sát bừa bãi trên không phiến thái cổ chi địa này thôi, chừng nửa canh giờ sẽ biến mất. Trên người Lý Vân Tiêu phát ra hào quang sáng ngời, chiếu bốn phía sáng như ban ngày, da thịt thông thấu như tuyết, che kín bọt nước thật nhỏ từ trong thân thể thẩm thấu ra ngoài. Bị giữ lại dưới ánh trắng sáng, cũng không bị bốc hơi đi mất. Thần thể chi thân. Viên Cao Hàn khẽ giật mình nói. Người đây là thần thể gì, vậy mà có thể ngăn cản lực lượng phong hóa của Thái Cổ Cương Phong. Thần thể tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng hắn thân là thuật luyện sư cửu giai của thánh vực, thiên tài yêu nghiệt gì chưa thấy qua, tồn tại có được thể chất thần thể ở trong mắt hắn cũng chỉ thuộc loại bình thường, nhưng có thể ngăn cản Thái Cổ Cương Phong lại khiến hắn cực kỳ chấn động. Lý Vân Tiêu cũng có chút giật mình, Minh Nguyệt chi thân có thể tinh lọc lực lượng mặt trái, không thể tưởng được còn có thể kháng cự nguyên tố chi lực, bất quá đây cũng là vì hắn vẫn còn cách xa Thái Cổ Cương Phong cả vạn mét, bằng không thì đừng nói là thần thể, sợ rằng chỉ có bất diệt kim thân mới có thể chống lại nổi. Hắc, không thể tưởng được thần thể này thật sự không tệ, không có phí không 2 tỷ nguyên thạch a. Lý Vân Tiêu đại hỉ không thôi. Cái gì không phí không? Viên Cao Hàn có chút nghe không hiểu, ngạc nhiên hỏi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, cười hắc hắc nói. Thần thể này của ta, là tốn hao 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch đổi lấy đấy. Nguyên thạch đổi lấy thần thể. Viên Cao Hàn há to miệng, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chỉ biết thần thể chỉ có thể trời sinh truyền thừa, hoặc là có ẩn tính huyết mạch ngày sau kích phát, chưa từng nghe qua thần thể còn có thể mua. Nếu có chuyện tốt bực này, trong thiên hạ sợ rằng mỗi người đều là thần thể rồi. Đúng lúc này hắn cũng không cách nào hỏi nhiều, Lý Vân Tiêu cũng lười giải thích, mà rời ánh mắt lên hư không, lộ ra một tia tươi cười, hai chân ra sức đạp, lập tức phóng lên trời, hóa thành một đạo quang mang bắn về phía Thái Cổ Cương Phong kia. Chi, người điên ư, không muốn sống nữa sao? Viên Cao Hàn lập tức muốn lồi mắt, há to mồm nhìn Lý Vân Tiêu, hắn giống như một mũi tên trùng thiên. Mang theo bạch quang hoa mỹ phóng tới đám cương phong kinh khủng kia. Bốn phía toàn bộ phế tích tất cả đều lâm vào trong loại vòi rồng cường đại không ngừng xoay tròn này, đêm tối hoàn toàn biến mất, thế giới một mảnh mơ hồ, trong thiên địa chỉ còn lại thanh âm gào thét khiến màng tai đau nhức. Dù Viên Cao Hàn là hồn thể, vốn không phải thật thể, nhưng dưới ảnh hưởng của loại cương phong này cũng cảm giác mình giống như muốn phong hóa vậy, vội vàng vận công đau khổ ngăn cản lại. Lý Vân Tiêu vào tới chỗ cách cương phong gần 100.000 mét sốt cục không chống đỡ nổi nữa, hơi nước trong cơ thể dần chui ra khỏi làn da, cả người xa xa nhìn lại, thật giống như bị đốt lên vậy, chỉ thấy một đoàn khói trắng lớn bốc lên, giữa bạch quang mà Minh Nguyệt thần thể phát ra toát ra đại lượng sương mù màu trắng, tất cả đều là hơi nước trong cơ thể hắn cả. Không thể gần thêm nữa, ra đi. Yêu Long cũng phát giác sự khác thường của hắn, vội vàng thi triển ra hồn kỹ chiến pháp. Dần dần dung hợp lại với chủ hồn của Lý Vân Tiêu. Thân thể xuất hiện yêu hóa, trên cơ sở trí cường bá thể càng tiến một bước cường hóa thân thể, ngăn trở được ảnh hưởng từ cương phong lực trong ngắn ngủi, khói trắng toát ra cũng giảm bớt nhiều. Đương nhiên cái này cũng có liên quan đến việc hơi nước trong cơ thể hắn đã không còn nhiều lắm rồi, đã không còn bao nhiêu hơi nước để bốc hơi nữa. Linh hồn sau khi dung hợp, hồn lực Lý Vân Tiêu lập tức đạt tới lục giai đỉnh phong,
hai con người hóa thành huyết nguyệt cong cong, tinh thần lực từ sâu trong mắt điên tuôn ra, tách ra toàn bộ phong nguyên tố ở bốn phía, hình thành một khu vực bảo hộ trạng thái chân không. Sau đó mi tâm chớp động kim quang, giới thần bi được tế ra, bay vào trong cương phong vô cùng vô tận nối tiếp thiên địa kia. Tuy rằng hình thể giới thần bi không ngừng biến lớn, nhưng so sánh với thái cổ cương phong vô cùng vô tận đang tàn sát bừa bãi, lại giống như một cục đá chìm vào biển cả vậy, vô thanh vô tức. Yêu Long kinh hãi nói, cương phong lực quá mạnh mẽ, thai nghén bao nhiêu năm tháng mới có thể hình thành loại nguyên tố chi lực vô cùng vô tận, cơ hồ có thể diệt thế này chứ. Giới thần bi kia của ngươi có tác dụng sao? Lý Vân Tiêu cũng sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Mặc kệ có dùng được hay không, chỉ có thể kiên trì thôi, hiện giờ liên hệ giữa ta và thần bi như ẩn như hiên, tựa hồ muốn chặt đứt rồi. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, vội vàng vận chuyển thần dịch lực, thông thiên đại giới thần quyết diễn hóa trong tay, từng đạo kim quang trong hai tay như điệp hoa bay múa, phiêu tán khắp nơi ở trong bạch quang do minh nguyệt thần thể chiếu rọi ra. Viên Cao Hàn đột nhiên dương đôi mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trên không, tràn đầy khó có thể tin. Hắn dốc sức liều mạng mở to mắt, muốn nhìn rõ kim quang trên thủ ấn của Lý Vân Tiêu, hình như là khoa đậu văn, nhưng hào quang minh nguyệt thần thể quá mức chói mắt, tăng thêm phong chi nguyên tố quấy nhiễu kịch liệt khiến hắn không cách nào thấy rõ. Đó không phải là khoa đậu văn kim sắc đấy chứ? Ha ha, ha ha, làm sao có thể được, ta cũng thật là, nghi thần nghi quỷ, nhất định là nghĩ quá xa rồi, chỉ có chút giống mà thôi. Viên Cao Hàn theo thói quen sờ soạng cằm dưới, nhưng ánh mắt dù thế nào cũng không nhẹ nhõm được, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn vào trong hào quang kia, toàn bộ hồn lực đều ngưng tụ ở hai mắt, xuyên thấu tầng tầng phong chi nguyên tố, muốn nhìn cho rõ ràng mọi thứ. Lý Vân Tiêu thi triển ra đại giới thần quyết, lập tức cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của giới thần bi, nó đang cấp tốc xoay tròn bên trong cương phong đầy trời. Giờ phút này trong giới thần bi cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Toàn bộ không gian độc lập cũng bắt đầu bị phong hóa, một mảnh điều hưu thất bại. Mấy người vây chung quanh khối lập phương nguyên thạch cực lớn ở đằng kia đều nhao nhao biến sắc. Linh hồn hiển ảnh của Lý Vân Tiêu đột nhiên trở nên vội vàng, trong tay khắp một cái ấn quyết, hóa thành một khoa đậu văn kim sắc, đúng là một trong mấy chữ không nhiều mà hắn biết trong đại giới thần quyết. Giới thần bi vào thời khắc này đã bị cảm ứng ra, vang lên một tiếng nặng nề trong không gian, tựa hồ như đang giãy giụa vậy. Ngay vào lúc này, chư vị, giúp ta một tay. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, toàn bộ linh hồn ở trên không bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang, bắt đầu diễn hóa thần quyết, theo từng văn tự xuất hiện, hào quang trên người hắn đều ảm đạm vài phần, cơ hồ như đã điều động toàn bộ hồn lực, toàn bộ hóa hình chi thể cũng theo đó lắc lư, giống như sau một khắc sẽ triệt để biến mất vậy. Bảy người phía dưới trong lòng người dùng mình, đây chính là cơ hội duy nhất để bọn hắn thoát khỏi nơi này, phải xuất ra toàn lực để tranh thủ mới được. Bảy người đồng thời ra tay, có ngồi xếp bằng, hai tay niết kiếm quyết, có khom người bước ra, vung quyền, còn có đơn chân lập trên không trung, làm ra động tác cổ quái. Bảy người tạo hình khác nhau, pháp quyết khác hẳn nhau, nhưng theo bảy người thi triển ra, một cái trận pháp hình tròn màu vàng từ chỗ bảy người bay lên, tản mát ra kim quang sáng lạn. Ầm ầm, phương thể nguyên thạch dài khoảng vài trăm mét bỗng nhiên nứt ra, nguyên khí như thực chất đổ xuống, nhưng cũng không tản ra. Mà đã bị sự ảnh hưởng từ trận pháp hình tròn màu vàng kia, hóa thành một đạo nguyên khí kình lưu, phi tốc xoay tròn bên cạnh thân bảy người, giống như chiến xa cuồn cuộn mà qua. Linh hồn chi thân của Lý Vân Tiêu càng ngày càng ảm đạm, sau khi thi triển ra rất nhiều pháp quyết miệng nhẹ mở ra, các thanh âm cổ quái vang lên, từ nhỏ biến thành lớn, bắt đầu vang lên trên toàn bộ không trung, đánh vào trong lòng mỗi người. Đúng lúc này, phong chi nguyên tố từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Giống như ở trong khí cầu rót vào một lượng gió lớn, trên bầu trời bắt đầu trở nên lăng liệt, đại lượng cường phong gào thét tới, hóa thành từng đạo vòi rồng từ trên bầu trời đáp xuống, giống như vạn đạo lôi đình xuyên qua vực giới chi lực của giới thần bi, từ bên ngoài tràn vào trong. Một ít khối bùn lớn chừng lòng bàn tay lưu động ở trong nguyên khí kính lưu, tán ra mạch động chi lực của đại địa, chấp áp lấy toàn bộ không gian đang nghiền nát để tránh cho cương phong lực quá mạnh mẽ tạo thành sụp đổ toàn diện. Bản thể Lý Vân Tiêu vẫn còn ở trên không phế tích thái cổ chi địa, đột nhiên trong mắt bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào cương phong đang tàn sát bừa bãi trên trời cao, tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía dưới Viên Cao Hàn ngẩng đầu lên ra, thủy chung không thể xác định Lý Vân Tiêu vừa rồi thi triển pháp quyết gì,
trên mặt tràn đầy các loại nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được phong nguyên tố chi lực tựa hồ đang dần dần suy yếu. Ân, chẳng lẽ thời cơ đã đến, cương phong sắp bị phong ấn lại sao? Nhưng sao thời gian lần này lại ngắn ngủi như vậy chứ? Viên Cao Hàn có chút kinh ngạc nhìn bầu trời bốn phía, chỉ thấy di tốc độ cương phong quả thật đang giảm bớt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ là pháp quyết vừa rồi của tiểu tử này đã ảnh hưởng đến sự vận hành của cương phong? Không, không, tuyệt không khả năng. Hắn vội vàng lắc đầu, tự giễu cười nói. Sao ta lại trở nên nghi thần nghi quỷ như thế chứ? Có lẽ là do mấy đạo pháp quyết vừa rồi của hắn có điểm giống với kinh văn thượng cổ. Loại cương phong lực này, coi như là cường giả võ đế bình thường cũng tuyệt đối không dám ngăn mũi nhọn. Viên Cao Hàn xa xa nhìn lại, bình tĩnh lại tâm tình, lạnh nhạt lẩm bẩm. Những cương phong này trà sát vô số năm tháng, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị một vị đại năng chi sĩ cải biến cũng không chừng. Ân, đó là cái gì? Lông mày hắn nhảy dựng, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ở trong cương phong lực cường đại kia, kim mang yếu ớt do giới thần bi tản mát ra dần dần trở thành cương phong chi nhãn, tất cả vòi rồng đang tàn sát bừa bãi trên không thái cổ chi địa điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đó. Quang mang kim sắc cực kỳ nhỏ yếu, phảng phất như tùy thời đều có thể bị dập tắt vậy, nhưng lại mang đến cho người một loại lực lượng kiên cường, vĩnh viễn không chịu thua. Cái kia, đó là... Viên Cao Hàn lần nữa mở to tròng mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giới thần bi tuy rằng ở trong cương phong lộ ra có chút phiêu diêu, nhưng quả thật vẫn đứng vững ở đó, bất phi sở động. Phải biết rằng dưới loại cương phong này, coi như là huyền khí cửu giai căn bản cũng không thể ngăn cản nổi, trừ phi là tồn tại cường đại như bất lão sơn của vương tọa võ đế đằng quang, đủ để định một phương không gian, không cho ngoại lực xâm nhập. Ọt ọt, Viên Cao Hàn nuốt ngụm nước miếng, lần này hắn đã thấy rõ ràng rồi, thái cổ cương phong cũng không phải đã đến lúc trở lại phong ấn, mà là bị ngọc bi trên bầu trời kia nuốt vào. Chi? Phát hiện này khiến hắn hít một hơi lạnh, toàn thân lạnh như băng. Trên đời này còn có huyền khí gì có thể hấp thu loại nguyên tố chi lực gần như là bổn nguyên này chứ? Hắn thân là thuật luyện sư cửu giai, đối với huyền khí và nguyên tố chi lực có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao. Bởi vì huyền khí đã đến cửu giai, không chỉ cần đại lượng các loại tài liệu, hơn nữa lúc luyện chế còn phải dung nhập các loại quy tắc thiên địa vào trong đó, mới có thể thành hình cửu giai. Trong đó khó khăn nhất chính là dung hợp những tài liệu này lại cùng một chỗ với quy tắc chi lực. Bản thân cần quy tắc thật lớn để cô đọng. Cách thường làm nhất của đám thuật luyện sư chính là ly hỏa nung khô, dùng đỉnh lô tụ tập nguyên tố chi lực trong trời đất, hơn nữa thêm vào đẳng cấp bản thân, từ đó rèn các loại tài liệu. Theo đẳng cấp huyền khí kéo lên, yêu cầu nguyên tố chi lực cần thiết cũng càng ngày càng hà khắc. Sau khi đã đến cửu giai, chỉ có hai loại nguyên tố chi lực là thỏa mãn được cho việc rèn đồ vật cửu giai. Một là nguyên tố biến dị cực kỳ lợi hại, có thể sinh ra lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng. Hai là nguyên tố tiếp cận với bổn nguyên, giống như loại cương phong lực này vậy. Nếu có đại năng chi sĩ có thể thu lấy nó thì dùng để luyện khí cũng phi thường khó lường. Nói cách khác, thái cổ cương phong này vốn là tồn tại có thể rèn huyền khí cửu giai, sao có thể bị huyền khí cửu giai thu mất được. Bất luận một kiện huyền khí cửu giai nào đặt mình trong đó, sợ rằng không mất bao lâu đã bị phong hóa hoàn toàn thay đổi, mất hết linh khí. Coi như là bất lão sơn của vương tọa nhiều nhất cũng chỉ trèo chống được một thời gian thôi. Ngọc bi kia, đến cùng là vật gì? Viên Cao Hàn trong đầu toát ra một dấu chấm hỏi lớn, không nháy mắt lấy một cái. Giờ phút này cương phong lực chung quanh đã dần dần yếu ớt lại, hắn vội vàng hóa thành một đạo quang mang xông tới, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Lý Vân Tiêu chắp tay trước ngực, vẫn không nhúc nhích. Thần dịch lực trong cơ thể cũng tiêu hao không còn. Bắt đầu thiêu đốt lên nguyên khí của hắn, tốc độ hao tổn thật lớn, ẩn ẩn có một loại cảm giác không thể chống đỡ nổi. Giờ phút này, ở bên trong giới thần bi, nguyên khí chi lực vậy mà đã mỏng như xương sớm, mịt mù như khói xanh, cảm giác như chỉ vừa thổi liền tan, cái đại địa tức nhưỡng như khối bùn ở chính giữa cũng lần nữa nhỏ đi vòng, tựa hồ đã bị phân tán khắp toàn bộ không gian, dùng để định lấy thái cổ cương phong kia, nhưng lực lượng lại càng ngày càng yếu đi. Không được, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ không gian đều sẽ bị nghiền nát mất. Huyền khí này của ngươi cũng sẽ tiêu đời thôi. Cố Nguyệt Sinh ở bên dưới giống lớn lên, hắn cũng là thuật luyện sư, sớm đã bị loại kỳ cảnh trời giáng cương phong này dọa cho kinh hãi. Theo đại địa tức nhưỡng không ngừng phân giải,
ban đầu còn có thể hơi chút khống chế cương phong lực, giảm bớt trùng kích đối với không gian trong bi. Nhưng hiện giờ mấy tỷ khối nguyên thạch đều đã tiêu hao trên trận pháp, không có tác dụng của nguyên thạch, rất khó phân giải đại địa tức nhướng, tốc độ cương phong hàng lâm lại càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một cổ rơi xuống đều tạo thành chấn động cực lớn đối với không gian. Lý Vân Tiêu làm sao không rõ, trong lòng cũng cực kỳ gấp gáp. Hắn lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng, nuốt xuống. Chính là thiên khu dưỡng thần đan có được từ chỗ Tiểu Thanh, sau khi vừa vào bụng lập tức liền cảm thấy một cổ mát lạnh lan tràn khắp thân thể, linh hồn chi lực gần như khô cạn đạt được tẩm bổ, giống như trường chiều khôi phục lại như cũ, linh hồn hiển ảnh cũng trở nên cực kỳ sáng ngời. Phượng Hoàng hỏa diễm, lên! Lý Vân Tiêu hai tay đánh ra mấy đạo quyết ấn kim sắc, hét lớn một tiếng, đây là bên trong giới thần bi, nhất niệm hắn khẽ động đều là pháp tắc thiên địa cả. Theo ấn quyết rơi xuống, từ cả vùng đất vô biên bên trong giới thần bi dâng lên cảm giác nóng rực, toàn bộ đại địa thổ nhưỡng bắt đầu biến thành một mảnh đỏ bừng, sóng nhiệt cuồn cuộn trên xuống, giống như muốn đốt cháy toàn bộ không gian vậy. Một đạo minh thanh của chân linh hỏa phượng cũng không biết từ nơi nào truyền đến, quanh quẩn trong lòng mỗi người. Thần hỏa vọt ra từ khắp mặt đất, một mảnh hải dương lửa chậm rãi bay lên, nhảy vào không trung, không ngừng hung hăng đụng vào cương phong lực kia. Phượng hoàng chân hỏa và thái cổ cương phong đều là tồn tại cực kỳ gần nguyên tố bổn nguyên chi lực, hai cổ lực lượng ở trong giới thần bi đan vào cùng một chỗ, trùng kích lẫn nhau. Khiến cho đầy trời đều là phong hỏa chi lực, vô số vòi rồng cương phong thật nhỏ bị thần hỏa thôn phệ, nhưng rất nhanh đã bị cương phong cường đại cuốn vào trong đó, trở thành vòi rồng hỏa diễm. Từ thị giác mà xem, tình huống toàn bộ không gian tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng, phảng phất như muốn hoàn toàn thiêu đốt lên vậy. Vốn ở trong giới thần bi Lý Vân Tiêu chính là một phương thần linh, từng hành động, nhất niệm khẽ động, đều là quy tắc. Nhưng giờ phút này giới thần bi đã hỏng không chịu nổi, mặc dù là giới nội quy tắc chi lực, cũng không cách nào trấn áp được thái cổ cương phong, ngược lại bị phá hư trắng trợn, gần như sụp đổ. Nguy rồi, Phượng Hoàng chân hỏa này cũng không chống lại nổi thái cổ cương phong, làm sao bây giờ? Bên trong giới thần bi, hư ảnh yêu long trực tiếp hiển hiện ở sau lưng Lý Vân Tiêu. Cảm nhận được cảnh tượng như tận thế kia, kinh hãi nói. Có thể dừng lại không? Nếu cứ tiếp tục thì toàn bộ đều xong đời rồi. Linh hồn hiển ảnh của Lý Vân Tiêu có chút hoảng hốt bất định, cười khổ lắc đầu, nói. Dừng lại không được, hơn nữa ta và giới thần bi tâm thần tương liên, càng rõ ràng tính nghiêm trọng hơn ngươi. Những thái cổ cương phong này thai nghén thời gian quá dài, hơn nữa nguyên tố chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần này thật sự xong đời. Chí bảo như thế lại bị hủy trong tay ta rồi. Vẻ mặt hắn đầy tiếc hận, nhìn lại bốn phía. Tuy rằng thời gian có được cũng không dài, nhưng chỗ tốt mà giới thần bi mang lại cho hắn lại khó có thể đánh giá. Hiện giờ đột nhiên trơ mắt éch ra nhìn nó bị phá hủy, trong lòng có một loại cảm giác khó chịu nói không nên lời. Hơn nữa chí bảo tâm thần tương tu bị tổn hại, bản thể hắn cũng bị trọng thương cực lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng tự mình trốn chết đi, nơi này sắp sụp đổ rồi. Nếu có thể tránh được một kiếp này, các ngươi cũng được tự do. Lý Vân Tiêu nhìn qua bảy người ở bên sớm đã không biết làm sao, thở dài nói. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, một phương không gian độc lập sụp đổ, loại tình huống chưa từng có ai trải qua, có thể sống sót được hay không trong lòng đều không rõ ràng. Đoạn Việt huýt sáo dài một tiếng, một đạo gào thét lập tức truyền tới, đúng là huyền lôi kinh vân hống, toàn thân tản mát ra kim quang. Ở trên không trung không ngừng né tránh vòi rồng, xa xa chạy tới. Hắn thoáng một phát bay đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, xoay người tự cưỡi lên huyền lôi kinh vân hống, đột nhiên cười ha hả, nói. Ha ha, ngay cả đạo khí siêu phẩm cũng có thể bị ngươi chơi bạo chết, hiện giờ ta đối với ngươi hoàn toàn bội phục rồi đấy, ha ha. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười khổ, nói. Liên hệ giữa ta và giới thần bi sắp bị cắt đứt, cái này không chỉ có huyền khí. Sợ rằng ngay cả đại địa tức nhưỡng và phượng hoàng chân hỏa cũng không thể giữ được. Vất vất vả vả mới thu thập được nhiều kỳ chân thiên địa như vậy. Đoạn Việt khẽ cười nói. Ngươi là người có đại khí vận nơi thân, cho dù đã mất đi những thứ này, về sau cũng có được thứ tốt hơn. Hơn nữa nói không chừng những thứ này cũng không mất đi, dưới số mệnh ngập trời của ngươi, nói không chừng những thái cổ cương phong này trực tiếp ngừng lại, ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần cũng nên, ha ha. Hắn vẻ mặt gió nhẹ mây bay, đối với loại cảnh tượng tận thế này làm như không thấy. So sánh với 6 người còn lại sắc mặt tái nhợt phát,
tràn đầy hoảng sợ thì quả thật lộ ra có chút phi phàm. Lý Vân Tiêu cũng có chút ít kinh ngạc, nhìn không ra Đoạn Việt còn có nội tâm và giác ngộ cường đại như thế. Đạo hư ảnh yêu long kia bỗng nhiên ồ một câu, trợn to đôi mắt như đèn lồng, ngạc nhiên nói. Sao Cương Phong lại dừng lại rồi? Những lời này trực tiếp chấn khiến tất cả mọi người sững sờ, vội ngẩng đầu nhìn lại bốn phía, chỉ thấy trên bầu trời Cương Phong bắt đầu thu liễm lại, tầng tầng thối lui, không còn nguyên tố chi lực mới rót vào thêm nữa. Rất nhanh Phượng Hoàng Chân Hỏa liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, áp chế lấy toàn bộ nguyên tố phong hệ, rót vào trong đại địa, chậm rãi khôi phục thanh minh. Nhìn nguyên tố chi lực bốn phía dần dần tiêu tán, giống như tản mát khắp trời, không gian đang ở biên giới chuẩn bị sụp đổ lại tránh được một kiếp. Cái này. Đoạn Việt há to mồm, ngốc trệ nói. Cái này cũng được sao? Lý Vân Tiêu cũng hoàn toàn choáng váng, nhìn qua Đoạn Việt, lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Đoạn gia, lão nhân gia ngài thật sự là ngôn xuất pháp tùy a, ngài không phải là vị cường giả thần cảnh nào đó phụ thể đấy chứ? Đoạn Việt há to mồm cười mắng. Ha ha, nếu ta là cường giả thần cảnh, người đầu tiên đập chết chính là ngươi. Sáu người còn lại đều có một loại vui sướng sống sót sau tai nạn, mặt mũi vẫn tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy cực kỳ thần kỳ, bỗng nhiên chợt biến sắc, cả kinh nói. Không tốt. Sau đó linh hồn hiện ảnh của hắn lập tức biến mất trong giới thần bi, trở về trong cơ thể. Ở trên không thái cổ chi địa, đại lượng cương phong cũng ngừng quấy phá, bắt đầu chậm rãi lưu động, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thứ gì xuyên thẳng trong đó. Lực hấp thu của giới thần bi cũng đột nhiên dừng lại, bản thể Lý Vân Tiêu hoảng sợ ngưng mắt nhìn qua, cảm nhận được áp lực cường đại ép vào giới thần bi lên, trực tiếp chấn hắn bay đi, hóa thành một đạo quang mang bay mất. Thật giống như cái đinh cắm ở trên ván gỗ bị người dùng tay nhổ đi vậy. Hắn vội vàng biến đổi ấn quyết, giới thần bi xoay tròn một vòng trên không trung, trực tiếp bay vào trong mi tâm, lúc này mới yên tâm lại. Giới thần bi chưa bị hủy, đã hấp đủ thái cổ cương phong. Bị Phượng Hoàng Chân Hỏa và Đại Địa Tức Nhưỡng ngăn chặn, không gian trong bi trở thành một cái cân đối, chỉ cần rời khỏi địa phương quỷ quái này là có thể luyện hóa được. Viên Cao Hàn vài bước đã vọt lên trên, vốn muốn xem thử kiện huyền khí kia của Lý Vân Tiêu, nhưng lúc này cũng đột nhiên phát hiện ra tình huống trong thái cổ cương phong, lập tức rời lực chú ý qua, biến sắc thất thanh nói. Đó là vật gì? Ở bên trong cương phong cường đại có một bóng mờ đang du động trong đó. Thật giống như cá trong nước vậy, qua lại như con thoi. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ dị thường, tuy rằng hắn cũng không biết là cái gì, nhưng nhất định là vật còn sống. Mà giới thần bi của mình cũng là bị thứ này nhổ ra. Ọt ọt, hai người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua nhau, đều cực kỳ khiếp sợ và hoảng loạn. Hai người đều là thuật luyện sư cửu giai, đều hiểu rõ sự đáng sợ của thái cổ cương phong. Coi như là huyền khí cửu giai ở trong đó cũng sẽ bị trực tiếp luyện hóa mất, làm sao có thể có vật còn sống trong đó được chứ? Siêu siêu. Cương phong dừng lại kia lần nữa cạo lên, nhưng lại có chút không giống với trước. Lúc trước là tàn sát bữa bãi khắp nơi, mà bây giờ tựa hồ như đã bị khống chế, ngay ngắn trật tự dũng mãnh lao về một phía. Cái này. Hai người đều trừng lớn mắt, hoảng sợ thất sắc. Viên Cao Hàn kinh hãi nói. Cái kia. Vật còn sống kia đang thôn phệ thái cổ cương phong sao? Lý Vân Tiêu cũng thấy da đầu run lên, vật còn sống trong cương phong kia càng ngày càng rõ ràng rồi, cương phong đầy trời không ngừng tụ tập tới trên người nó, trong bóng dâm chỉ thấy nó há miệng ra nuốt. Coi như là chân linh vô, cũng chưa chắc dám nuốt loại vật này a. Hai người đều cảm thấy khủng bố trước nay chưa từng có, muốn chạy trốn. Nhưng cương phong lực trên bầu trời tuy rằng ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn đó. Bọn hắn cũng không dám dùng thân thể hoặc là hồn thể trực tiếp xuyên qua loại nguyên tố chàng này, chỉ có thể dốc sức liều mạng nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục và tích xúc năng lượng, chờ đợi các loại dị thường có thể tùy thời xuất hiện. Rốt cục sau thời gian uống cạn chung trà, bộ dạng vật còn sống kia cũng dần dần hiện ra, một quái vật khổng lồ giống như ngạc ngư vắt ngang trên không trung, há mồm không ngừng phun ra nuốt vào cương khí, mỗi lần hô hấp đều nuốt vào đại lượng cương phong. Hơn nữa thân thể cũng theo đó dần trở nên mơ hồ. Lão Viên, người kiến thức rộng rãi, đã từng thấy qua vật này chưa? Lý Vân Tiêu trong nội tâm sợ hãi, khẩn trương hỏi. Khí tức lực lượng từ trên thân ngạc ngư kia truyền ra khiến hắn không rét mà run. Viên Cao Hàn cũng nuốt nước miếng, nói. Đây,
đây không phải là ngạc ngư sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ngạc ngư cũng chưa từng thấy qua? Lý Vân Tiêu liếc hắn, giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nói. Nếu là ngạc ngư, ngươi đi thu thập nó đi. Viên Cao Hàn lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Thứ này đích thật là ngạc ngư a, ngươi nhìn ngoại hình kia, nếu như nhỏ lại thì quả thật giống như đúc. Rất có khả năng là tổ tiên ngạc ngư vào thời xa xưa, không chừng còn là chân linh thần cảnh nữa cũng nên. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, tựa hồ cũng có chút chấp nhận cách nói này. Cũng không phải tất cả hậu duệ chân linh đều cực kỳ cường đại, quả thật rất nhiều hậu duệ tồn tại cường đại thời thái cổ sau này biến thành yêu thú cực kỳ bình thường, thậm chí mãnh thú. Ví dụ như hậu duệ chân linh tổ thủy điểu, giờ lại thành gà bị nhân loại chăn nuôi, quả thực quá bi ai rồi. Thế nhưng mà, coi như là chân linh, cũng không thể thôn phệ loại nguyên tố chi lực gần như là bổn nguyên này chứ. Lý Vân Tiêu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Viên Cao Hàn mắt trắng không còn chút máu, nói. Ai biết được, lực lượng chân linh mạnh mẽ cỡ nào, chưa ai được thấy qua, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn đột nhiên lột bột thoáng một phát, mở to mắt, sợ hãi nói. Nếu nói thế, chúng ta được tận mắt thấy một thượng cổ chân linh rồi sao? Lý Vân Tiêu ngược lại cũng không ngạc nhiên như hắn, mình trước đây còn thấy qua chân linh vô hai lần, cũng không thua kém gì loại chân linh ngạc ngư này. Chỉ là, nó thật là ngạc ngư sao, vì sao ta vẫn cảm thấy là lạ? Lý Vân Tiêu nhìn qua ngạc ngư kia, nhỏ giọng nói thầm. Ta thấy cũng không giống a. Thanh âm yêu long từ sâu trong linh hồn truyền đến, cũng khiếp sợ không thôi, trầm giọng nói. Coi như là chân linh, có thể dùng thân thể chống cự thái cổ cương phong, cái này ta tin. Nhưng còn có thể nuốt vào trong bụng thì trừ phi là loại tồn tại cường đại được sinh ra trong bổn nguyên nguyên tố. Ví dụ những chân linh có đủ nguyên tố bổn nguyên chi lực như chân linh hỏa phượng, thái hư lôi hống, đại địa chi hùng gì đó. Mặc dù trong thần cảnh cũng có uy danh hiển hách, mà chân linh sinh ra đời trong phong chi nguyên tố là phi liêm, ta chưa từng nghe nói có ngạc ngư bao giờ. Nghi hoặc của Lý Vân Tiêu cũng càng đậm. Yêu Long là hậu duệ của thượng cổ chân Long, coi như là Á Long, rất hiểu biết về lịch sử chân linh. Hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được uy áp đẳng cấp phát ra từ trên người ngạc ngư, chỉ là một loại nguyên tố chi lực khủng bố thôi. Không đúng, đây không giống như là chân linh a. Viên Cao Hàn tựa hồ cũng cảm giác có chút quái dị, ở bên cạnh nhỏ giọng tự nói. Thái cổ cương phong này ở trong thánh vực cũng không ít tư liệu ghi lại, nhưng chưa từng có nghe qua thứ này. Hơn nữa nơi này vốn là... Chi? Viên Cao Hàn đột nhiên ngừng lại, trong giây lát hít một hơi lạnh, trong mắt nổ bắn ra tinh mang nhìn chằm chằm vào ngạc ngư kia, cả người trở nên cực kỳ khó coi. Lý Vân Tiêu lập tức phát hiện dị thường của hắn, trầm giọng nói. Có phải ngươi nghĩ tới điều gì không? Viên Cao Hàn há to mồm, có chút động vài cái, tựa hồ muốn khép lại muốn phát ra âm thanh. Nhưng trong cổ họng ngoại trừ tiếng khanh khách ra cũng không có bất kỳ thanh âm nào cả. Lý Vân Tiêu vỗ mạnh đầu hắn, nói. Mau nói đi. Viên Cao Hàn bị hung hăng đánh một cái, cũng bất chấp quan tâm nhiều nữa rồi, sợ hãi nói. Ta nhớ tới một phần tư liệu, là tư liệu nghiên cứu của một vị thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong vào vạn năm trước đối với thái cổ cương phong này, nhưng một mực không được chú ý đến, bởi vì thuyết pháp bên trong quá mức hoang đường, nhưng giờ xem ra là thật rồi. Lý Vân Tiêu nổi giận mắng. Ngươi choáng nha, có thể ít nói nhảm được không? Nói thẳng nội dung đi. Viên Cao Hàn lúc này mới ổn tâm thần lại, bắt đầu nói. Vị thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong kia đối với thái cổ cương phong đã đưa ra một loại giả định không thể tưởng tượng nổi, cho rằng thì quang chi lực phong ấn cương phong là vì để chế tạo ra chân linh. Nói cách khác, bên trong phong ấn này, kỳ thật chính là một vòng chăn nuôi, muốn thông qua nguyên tố chi lực cô đọng ra chân linh. Nhưng kết quả cuối cùng không biết có thành công hay không, mà bộ lạc này sau khi bị hoang phế, phong ấn và cương phong này cũng không ai quản tới nữa, từ tự hành diễn biến, đến trở thành bộ dáng như hiện giờ. Ngươi nói đầu ngạc ngư là chân linh nhân công tạo ra sao? Lúc này đến phiên Lý Vân Tiêu há to mồm rồi, hoảng sợ nhìn ngạc ngư kia vẫn đang không ngừng phun ra nuốt vào, chỉ là cương phong bốn phía đã bị nó thôn phệ sạch sẽ không còn gì nữa rồi. Viên Cao Hàn nhìn qua hắn cười khổ nói. Rất không thể tưởng tượng a, chân linh đều do năng lượng tinh khiết nhất giữa thiên địa này thai nghén mà sinh, cũng chính là trời sinh đất nuôi, không ai dám nghĩ đến dùng sức người tạo ra cả. Cũng chính vì như thế,
phần này tài liệu mới không được coi trọng, nếu không phải thân phận vị tiền bối thuật luyện sư này tôn quý, sợ rằng căn bản đã không được lưu lại ở thánh vực rồi. Ta cũng là trước khi tới Thái Cổ Chi Địa, vì hiểu rõ thêm về tình huống nơi này mới xem qua tất cả tư liệu có liên quan một lần. Lúc ấy cũng xì mũi coi thường, còn tưởng rằng vị tiền bối kia bị nước vào não rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên lại là thật. Lý Vân Tiêu nhìn Ngạc Ngư kia, triệt để bó tay rồi, ngượng ngùng nói. Loại chân linh này có linh trí không? Đợi lát nữa nó nuốt hết Thái Cổ Cương Phong, có thể nuốt luôn chúng ta không? Hắn chỉ cảm thấy hiện giờ so với việc giới thần bi sụp đổ càng thêm không xong, mình dĩ nhiên phải đối mặt với một tồn tại thần cảnh. Coi như là vào thời kỳ đỉnh phong ở kiếp trước cũng chỉ có đường chết a. Yêu Long trầm giọng nói. Ngạc Ngư này không phải thần cảnh, hẳn là còn chưa được chế tạo thành công, đã bị ngươi quấy nhiễu, bởi vậy mới xuất hiện với tư thái bán thành phẩm như vậy. Hắn hiện giờ trắng trợn thôn vệ cương phong, đoán chừng chính là đang hoàn thiện thân thể của mình. Bất quá, ta cảm giác có lẽ phải thiếu rất nhiều, thần cảnh cũng không phải dễ chế tạo vậy đâu. Mặc kệ, đợi đến khi cương phong lực yếu chút lập tức bỏ chạy. Lý Vân Tiêu chậm rãi nhắc lại tinh thần, vừa rất nhiều đan dược dùng ban nãy cũng đang khôi phục bộ phận thực lực, từ từ tích lũy nguyên khí lại. Ngạc Ngư này cho dù không phải tồn tại thần cảnh, nhưng có thể phun ra nuốt vào cương phong như vậy. Ít nhất cũng là cấp bậc cửu giai, hơn nữa còn là nguyên tố chi thân khủng bố, cũng giống như tiểu thanh do ất mộc biến thành, không có đế khí căn bản không cách nào trấn áp được. Viên Cao Hàn cũng đã làm xong chuẩn bị chay chôn, trên người trở nên lúc sáng lúc tối, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, đang vận chuyển công pháp nào đó. Ngay khi cương phong mỏng manh tới trình độ nhất định, trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên tách ra minh nguyệt thần quang, vượt lên trước phóng về phía xa xa. Viên Cao Hàn chợt kinh sợ, sau đó cũng hóa thành một đạo quang mang từ phía sau cuốn tới. Đúng lúc này, ai muộn một bước sẽ phải lập tức vẫn lạc ngay. Đợi đến khi Ngạc Ngư kia kịp phản ứng, nhất định là tên ở sau không may. Lý Vân Tiêu đã tính toán tốt trình độ công kích của cương phong, chí cường bá thể của mình tăng thêm minh nguyệt thần thể, còn có ma thiên chiến giáp tổn hại cũng có thể chống đỡ một hồi. Hắn khẽ cắn môi, chỉ cần lao ra khỏi khu vực cương phong mấy ngàn thước này liền an toàn rồi. Viên Cao Hàn thì trong lòng không chút rõ ràng, nhưng một người lưu lại nhất định sẽ phải phơi xác, hơn nữa tức giận Lý Vân Tiêu rõ ràng chạy ở trước hắn, hắn ở phía sau liên tục giận dữ hét. Tiểu tử ngươi cũng quá không có nghĩa khí rồi, mời đến cũng không đánh, đã một mình chạy trước. Lý Vân Tiêu cười to nói. Lão Viên, chớ giả bộ trước mặt ta, ngươi vừa rồi muốn thi triển chính là thuấn gian di động cự ly ngắn A, nhưng phạm vi cương phong quá lớn. Cho nên cần tích lũy lực lượng toàn lực đánh cược một lần. Nếu thi triển ra, liền có thể lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, khi đó ngươi còn nhớ đến ta sao? Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh, tiểu tử này sao cái gì cũng biết, bí pháp thuấn di của mình người biết cũng không nhiều a, hắn giận dữ kêu lên. Đương nhiên sẽ mang theo ngươi cùng nhau truyền tống, hiện giờ ngươi tự ý chủ trương chạy loạn, đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của ta, hại người hại mình. Còn không mau dừng lại cho ta, đợi ta chút ra. Lý Vân Tiêu cũng mặc kệ hắn, tất cả mọi người đều là lão hồ ly, loại lời nói mồm này, cũng chỉ có thể gạt hài tử thôi. Điểm ấy bản thân Viên Cao Hàn cũng biết rõ, tốc độ của hắn cũng không chậm, lóe lên vài cái đã đuổi tới bên người Lý Vân Tiêu, hai người cơ hồ đồng thời nhảy vào khu vực cương phong tàn sát bừa bãi. Vừa mới bước vào trong đó, liền lập tức cảm nhận được bổn nguyên chi lực của phong nguyên tố. Minh Nguyệt thần quang của Lý Vân Tiêu trực tiếp bị sơi tái mất, vừa mới xông vào mấy chục thước hào quang cơ hồ đã hao hết không còn nữa. Ma thiên chiến giáp tuy rằng tổn hại không chịu nổi, nhưng biến ảo ở quanh thân, ngay khi Minh Nguyệt thần quang bị cắn nuốt hầu như không còn ma khí liền tự động vọt ra, vờn quanh không ngừng vận chuyển. Nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn được cương phong ăn mòn. Hắn chỉ có thể cắn răng dốc sức liều mạng xông về phía trước. Hy vọng trước khi năng lượng hao hết có thể lao ra khỏi phiến địa phương quỷ quái này. Tình huống Viên Cao Hàn càng thêm không ổn, hắn chỉ có thể vận chuyển tinh thần lực ở quanh thân mở ra một khu vực trạng thái chân không, nhưng loại hao tổn này cũng cực kỳ kinh người, mới xông vào không bao lâu thân thể đã bắt đầu hoảng hốt, vẻ mặt kinh hãi. Không tốt, chạy mau, vật kia đã tới rồi. Thanh âm Yêu Long đột nhiên vang lên trong linh hồn, Lý Vân Tiêu theo nhìn lại, lập tức toàn thân rét run. Ngạc Ngư kia giống như toàn thân đều do cương phong tạo thành, chẳng biết từ lúc nào đã ngừng phun ra nuốt vào cương khí,
hóa thành một đạo vòi rồng chạy như bay đến, cương khí ở chung quanh tuy rằng mỏng manh, nhưng dưới sự ảnh hưởng của con ngạc ngư kia cũng bắt đầu xoay tròn, lực cản lập tức tăng lớn, khiến Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn khổ không thể tả. Xong đời, lần này thật sự chết chắc rồi. Đoạn gia, phiền toái lão nhân gia ngài ngôn xuất pháp tùy lần nữa, nói vài lời hữu ích giúp ta tránh được một kiếp đi. Lý Vân Tiêu cười khổ trêu chọc, cảm nhận được cương phong lực lập tức tăng mạnh nhiều lần, đừng nói lao ra, mà ngay cả thân thể cũng không cách nào khống chế được nữa rồi. Đoạn Việt ở trong giới thần bi cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài, vội vàng luống cuống nói. Ngươi là thiên mệnh sở quy, tiểu cường hóa thân, truyền kỳ bất bại, vĩ nhân trời giáng, mặt trời màu vàng, tuyệt đại Mỹ Nam, nhất định có thể thuận lợi lao ra đầu gió, thành công thoát khỏi đây. Hắn vừa nói xong, thân thể Lý Vân Tiêu lập tức mất khống chế, thoáng cái đã bị cuốn vào trong vòi rồng do ngạc ngư kia tạo thành, hoàn toàn không cách nào tự quyết được nữa. Viên Cao Hàn cũng không tốt đi đâu, cũng bị vòi rồng kia cuốn vào, liên tục giống to không thôi, nhưng cũng không có chút tác dụng nào cả. Toàn bộ trên không thái cổ chi địa hóa thành một mảnh vòi rồng, trọn vẹn cuốn lấy thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới chậm rãi nhỏ đi, tất cả sức gió toàn bộ sụp vào bên trong, ngưng tụ cùng một chỗ, hiển lộ ra chân thân ngạc ngư, dừng lại trên trời cao. Ngạc ngư mở hai mắt ra, lộ ra ánh mắt đỏ bừng, hé miệng thở hắt ra, lập tức phun ra một đạo cương phong lực vô cùng bá đạo, bốn chân ở trên không trung dần bò sát xuống, hạ xuống chỗ phế tích. Toàn bộ bầu trời đêm khôi phục một mảnh nắng ráo sáng sủa, không còn nửa điểm sức gió. Lúc này ba ngôi sao Phong Lang, Ngọc Khu, Đại Khuyển từ một đường thẳng tắp dần tản ra, dựa theo quỹ đạo trước kia bắt đầu vận hành. Ngạc ngư ở trên phế tích mở to mắt bò đi một lúc, sau đó lại nhắm hai mắt lại, trực tiếp cúi xuống phảng phất như ngủ thiếp đi. Mà nơi nó bò qua ở phía sau, tất cả đều trở thành hóa đá, chậm rãi tán thành bụi phấn. Lý Vân Tiêu bị cuốn vào trong vòi rồng kia lập tức liều mạng rót nguyên khí vào trong ma thiên chiến giáp, hy vọng có thể chống được một hồi, có thể sống lâu giây nào hay giây đó. Ngay lúc hắn chống đỡ không nổi, tràn đầy tuyệt vọng, bỗng nhiên cương phong lực biến mất toàn bộ, hắn trực tiếp từ vạn dặm trên không trung rơi xuống dưới. Trên bầu trời tất cả đều là một mảnh tối tăm lu mờ, không rõ là nơi nào. Thân thể Lý Vân Tiêu tùy ý rơi xuống dưới, lúc trước chống cự cương phong xâm nhập, đã khiến lực lượng của hắn hao tổn hết không còn gì rồi, ngay cả chút nguyên khí cũng không tụ tập nổi. Chỉ chốc lát, lại một đạo quang mang cũng rơi xuống với hắn, đúng là Viên Cao Hàn, tựa hồ cũng đã mất đi lực lượng, vô lực phi hành. Hai người cứ như vậy rơi thẳng xuống dưới, không biết bao lâu sau rốt cục đã chạm đất, oanh thoáng một phát rơi trên đất, ném ra hai cái hố cực lớn, cát vàng tung tóe đầy trời. Nơi này đúng là một mảnh hoang mạc. Phi, phi. Lý Vân Tiêu dốc sức liều mạng phun ra cát trong mồm, cả người đều lún vào sâu, thật vất vả mới ngoi đầu lên được, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, hắn mới tỉnh lại. Trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm lu mờ mịt, nơi này đích thật là một mảnh đất hoang, ở chỗ không xa có một đạo ánh sáng nhạt trên mặt đất, hắn định mắt nhìn lại, đúng là Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn khác với hắn, chính là hồn thể chi thân. Nếu như không thể tiếp tục hấp thu ngoại lực thì không cách nào tự động khôi phục lực lượng được, nói cách khác chỉ có thể càng ngày càng yếu. Trong phiến mông mông bụi bụi này, đừng nói là nguyên khí, mà ngay cả hào quang cũng không có nữa. Đan dược trên người Lý Vân Tiêu lúc trước cũng đã bị ăn hết, hiện giờ cũng lảo đảo trèo chống lấy thân thể tiến tới trước, đi đến bên người Viên Cao Hàn, phát hiện tình huống của hắn cực kỳ không ổn, tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Này, Viên huynh, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu tiến lên đá hắn mấy cước, thấy không có phản ứng, lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Hơn phân nửa là đã chết rồi, nếu đã vậy cũng không thể lãng phí mất, trực tiếp hút vào trong phệ hồn phiên của ta thôi. Xíu, thân thể Viên Cao Hàn lập tức bắn khỏi mặt đất, vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, quát. Ngươi tên trời đánh này, lại vẫn nghĩ đến thu ta sao? Viên Cao Hàn vẻ mặt hoảng sợ và phẫn nộ, hai mắt phun ra lửa. Hào quang trên người không ngừng lập lòe, quẻ thật là dấu hiệu đã tổn hao thật lớn, nhưng vừa nghe nói muốn thu hắn, hắn liền bị dọa tỉnh ngay. Lý Vân Tiêu cười nói. Tiềm lực con người rất lớn, không bức áp một chút thì làm sao kích phát được. Ta chỉ là sợ ngươi cứ vậy tan thành mây khói thôi. Viên Cao Hàn vẻ mặt lạnh băng, nào tin hắn,
vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn vào phệ hồn phiên trong tay hắn, hừ lạnh nói. Cách xa ta một chút. Lý Vân Tiêu mỉm cười, phệ hồn phiên trong tay chuyển mấy vòng liền bị thu vào. Linh hồn chi thân thật sự quá mức kiêng kỵ phệ hồn tộc. Hắn u buồn nhìn qua mọi nơi, nói. Lão viên, vẫn nên đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp rời khỏi nơi quỷ quái này đi, người xem đây là nơi nào. Viên Cao Hàn lúc này mới đánh giá bốn phía, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Không gian độc lập. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Không sai, hẳn là không gian độc lập nào đó, cũng không biết là tồn tại ở nơi nào, không có nửa điểm nguyên khí, hơn nữa cũng không thấy được bất cứ trăng sao gì, hẳn là một không gian độc lập phong bế. Sắc mặt Viên Cao Hàn lập tức trở nên khó coi, loại không gian này, trừ phi có lực lượng võ đế có thể phá toái hư không, nếu không rất khó đi ra ngoài. Nếu có tinh quang chi lực còn may, hắn cũng không sao cả, an tâm ở chỗ này tu luyện, đợi đến khi đột phá hồn lực cửu giai tự nhiên có thể phá không mà đi, nhưng toàn bộ bầu trời lờ mờ không ánh sáng, đừng nói tinh quang, mà ngay cả một chút nguyên khí cũng không có. Có chút kỳ quái a, trong không trung ngay cả nửa điểm nguyên khí cũng không có. Cho dù là không gian tử tịch cũng sẽ không tiêu tán sạch như vậy chứ. Hơn nữa chúng ta là bị cương phong cuốn tới, hiển nhiên là nơi này vẫn có cửa vào. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc, lập tức nói ra cách nghĩ của mình, Viên Cao Hàn cũng ngạc nhiên một chút, cảm thấy thập phần có đạo lý. Hai người suy nghĩ cả buổi, cũng không biết nên làm thế nào. Cuối cùng Lý Vân Tiêu nói, nhìn phía trước xem thử, lúc trước lúc tiến vào cũng không có cảm giác xuyên thẳng qua không ra. Tựa hồ nơi này liền cũng một chỗ với thái cổ chi địa thì phải. Viên Cao Hàn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sợ hãi nói. Ngươi nói, nơi này có phải là bên trong quy tắc thời gian phong ấn thái cổ cương phong không? Lý Vân Tiêu cười lắc đầu nói. Cũng không phải. Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Viên Cao Hàn, hắn cười giải thích nói. Nơi này là hoang mạc, ngươi xem những hạt cát này, không có bất kỳ dấu vết cương phong đảo qua nào cả. Dường như đã yên lặng ngàn vạn năm vậy. Nếu như thái cổ cương phong một mực bị phong ấn ở đây thì trên mặt cát nhất định sẽ có dấu vết a. Viên Cao Hàn lúc này mới thở nhẹ ra, nếu như bị quy tắc thời gian phong ấn, cho dù đột phá đến hồn thể cửu trọng cũng không thể trốn thoát a. Lý Vân Tiêu lấy ra một cỗ hổ vương chiến xa, hai người leo lên, ở trong không gian nơi này hóa thành một đạo quang mang lao vút đi. Cát vàng vạn dặm, âm u, mênh mông, nhìn không thấy chút hy vọng. Hào khí trên hổ vương chiến xa càng ngày càng trầm trọng, hai người đều mặt đầy âm trầm, phi hành mấy canh giờ, vẫn là cảnh sắc như vây, không gian độc lập chỉ có người mở ra là biết được bên trong thế nào, có trời mới biết nó rộng lớn bao nhiêu, hơn nữa có chút ít không gian độc lập, sau khi mất đi khống chế còn không ngừng tự mình bành trướng, cuối cùng phát triển trở thành một thế giới độc lập, vậy thì càng vô biên vô hạn rồi. Này, không gian độc lập này không phải vô biên vô hạn đấy chứ? Viên Cao Hàn rốt cục không nhịn được nữa mở miệng hỏi. Vốn dùng thân phận thuật luyện sư cửu giai của hắn hẳn nên là đối phương hỏi hắn mới đúng, nhưng hắn phát hiện tính nhẫn nại của Lý Vân Tiêu tựa hồ còn tốt hơn hắn rất nhiều, nên chỉ có thể mở miệng trước. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, không nói một tiếng, mặt không biểu tình. Này, hỏi ngươi đấy. Viên Cao Hàn đẩy một trưởng tới, cả giận nói. Ngươi tôn trọng tiền bối một chút có được không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.